Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 151. Chương 2734, phản tướng. Vẫn là tháp thiếu gia lợi hại, một chút có thể suy nghĩ ra việc này. Tôi nghĩ hẳn là nguyên nhân này rồi. Tuy nhiên, trải qua chuyện ầm ĩ lần này, ngày mai sẽ phải cử hành so tài. Hiện giờ chúng ta còn muốn chơi trò này có lẽ không Trạch Bản Tú đã có chuẩn bị trước. Ngày mai chẳng lẽ anh còn thật sự muốn đi đối mặt với không Trạch Bản Tú sao? Kiều Nhuế Vô Khinh cực kỳ lo lắng hỏi. Ngày mai hãy nói, thật sự không được chỉ có thể bỏ thi đấu, sau đó khổ chiến với Thôi Khả Điền và Thái Tây Hà. Còn không Trạch Bản Tú, có thể không đấu. Diệp Phàm ngã xuống giường ngủ tiếp. Anh còn ngủ được sao? Thực sự là heo sao? Kiều Nhuế Vô Khinh hận tới mức ngứa cả răng. 10 giờ, Hồ Tuấn Thuyên vẻ mặt hổ thẹn đến. Diệp Phàm không nói gì, hơn nữa cũng khoát tay sao không cho anh ta giải thích. Nhưng Kiều Nhuế Vô Khinh lạnh nhạt châm chọc. Dạ đương, anh nói xem thần chết có thể là một trong bốn người này không? Brent dập điếu thuốc trên tay, vẻ mặt cười quỷ dị, hình như tâm tình không tệ. Nếu nói về xếp hạng trừ không Trạch Bản Tú ra, nếu nói ai là thần chết của tổ đặc nhiệm A Trung Quốc thì không thể nào. Dạ đương nói, tất cả đều có thể có khả năng, vì sao không Trạch Bản Tú không thể là thần chết? Không Trạch Bản Tú nổi tiếng mấy chục năm rồi, có lẽ ông ta nổi tiếng khi thần chết còn chưa xuất hiện. Cho nên tuyệt đối ông ta không thể nào. Những người khác đều chưa đến 40 tuổi, vẫn có khả năng. Tuy nhiên, tôi nghĩ thần chết không ở trong bốn người này. Bởi vì, bốn người này cấp bậc quá cao, phân tích mọi dấu hiệu của thần chết trong trận chiến sa mạc Sahara. Thì thần chết hiện nay sẽ không vượt quá thập đẳng đỉnh giai. Mà bốn người này có lẽ đều đạt 11 đẳng. Không Trạch Bản Tú càng không cần nói. Dạ đương gác hai chân lên. Ha ha, dạ đương chúng ta làm gì cũng phải suy nghĩ mọi góc độ. Hơn nữa, những người đặc thù như chúng ta suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bọn họ có thể nghĩ đến chúng ta đã nghĩ đến trước. Bọn họ không nghĩ chúng ta cũng phải nghĩ đến trước. Ví dụ như nói về không Trạch Bản Tú. Tổ đặc biệt của các quốc gia đều cho rằng ông ta nhất định không thể nào là thần chết. Nguyên nhân có mấy cái, thứ nhất là bởi vì ông ta nổi tiếng đã lâu. Thứ hai cũng vì ông ta là người Nhật Bản. Sự nổi tiếng này đã tạo cho mọi người rất nhiều ảo giác. Thật ra, anh phải nghĩ lại, nếu không thế này mà là thế kia thì sao? Brent tỏ vẻ có việc bí mật lớn. Không phải thế này mà là thế kia. Ông chủ có ý là không Trạch Bản Tú ở đây không phải không là Trạch Bản Tú của Nhật Bản sao? Vậy không Trạch Bản Tú đâu? Hơn nữa, không Trạch Bản Tú thân thủ còn cao hơn tôi một chút, một cao nhân như vậy làm sao có thể biến mất? Tôi nghĩ, cho dù tổ đặc nhiệm A cũng không chắc có năng lực này. Hơn nữa, không Trạch Bản Tú tôi đã thử qua, bản lĩnh còn cao hơn tôi một chút. Mà thần chết không có khả năng đạt đến cảnh giới bán tiên thiên. Cho nên, không Trạch Bản Tú có thể không phải là không Trạch Bản Tú nhưng có thể khẳng định, người này tuyệt đối sẽ không phải là thần chết. Dạ đương cũng phân tích thật sự sâu sắc. Ha ha, nói rất hay. Brent không ngờ vỗ tay một cái, sau đó nhìn dạ đương một cái, cười nói. Đây là các anh tự quy chụp, ai có thể chứng minh thần chết chính là một người trẻ tuổi chưa đến 40 tuổi. Đây cũng chỉ là họ phỏng đoán thôi, không chừng thần chết đã là một ông lão. Nếu không sao có thể lợi hại như vậy. Cho nên, đang không có căn cứ chính xác để chứng minh thì ai cũng có thể là thần chết. Còn không Trạch Bản Tú có lẽ đang bị cao thủ một môn phái của Trung Quốc giữ không thể trở về, ngay cả tin tức cũng không thể truyền đến. Có lẽ ông ta đã bị người ta ám toán từ trước. Tổ đặc nhiệm A làm không được nhưng tôi tin võ đang thiếu lâm có cao thủ có thể làm được đấy. Tổ đặc nhiệm A có cao thủ tuyệt đỉnh nhưng cũng không có nghĩa là Trung Quốc không có. Thường thường cao thủ như thế cũng không muốn vào nhà nước. Bọn họ chịu không nổi sự trói buộc, hơn nữa dạ đương, anh cũng đừng đánh giá quá thấp những môn phái lớn của Trung Quốc, những cao thủ rất yêu nước. Bọn họ quan trọng nhất là thể diện, chính vì thể diện cũng đồng ý Red Eye. Ừ, cũng có khả năng, tuy nhiên, như Thái Tây Hà cũng là lớn lên ở nước ta. Chúng ta đã điều tra tổ tông của anh ta, đều là người da đen. Hơn nữa mấy đời đều chưa từng có kết hôn với người ngoại tộc. Người này cũng có thể loại bỏ ra ngoài, nếu ông chủ đến cả anh ta cũng nghi ngờ thì tôi thật sự khó mà tin được. Châu Á không có người da đen đấy. Dạ đương nói. Tiền có thể làm được dạ đương ạ, nếu cho Thái Thây Hà 30 triệu thậm chí nhiều hơn anh ta sẽ không động tâm sao? Đứng trước lợi ích kinh tế lớn,
cũng là một cách khảo nghiệm lòng yêu nước đây. Mấy người có thể chịu đựng được sự quyến rũ của đồng tiền? Nói cách khác, trên đời này cũng sẽ không xảy ra chuyện cán bộ chạy trốn ra nước ngoài, tôi nghĩ những người này cũng là vì tiền. Nếu là anh, đối mặt với 60 triệu anh có thể bình thản sao? Brent nói một câu làm cho Dạ Đương có chút ủ rũ, vẫn không thể khôi phục. Tôi không chịu được. Dạ Đương nói. Đúng rồi đó, tôi cũng không chịu được. Trên đời này chỉ sợ không mấy người có thể giữ được mình. Chỉ cần một chuyến có thể vinh hoa phú quý cả đời. Brent không ngờ cười. Ngày hôm sau, Diệp Phàm vẫn lên sân đấu. Trạch Bản Tú vẻ mặt đầy suy tư nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn lướt qua màn hình đặt cược, quả nhiên giống như dự đoán. Đặt cược cho không Trạch Bản Tú đã đạt được 200 triệu đô la Mỹ. Còn bên phía Diệp Phàm là số 0, hắn cười khổ nhìn Kiều Nhuế Vô Khinh một cái khẽ gật đầu. Kiều Nhuế Vô Khinh vẻ mặt cay đắng nhấn nút đặt cược, nhưng cũng chỉ là 1 triệu đô la tượng trưng. Tất nhiên là không thể mất không 1 triệu này. Ha ha ha, 1 triệu này nhất định là Tháp Bố Tư tự cược mình đấy, thế nào chỉ 1 triệu thôi. Trước kia không phải cậu đặt cược 100, 200 thậm chí cả 300, hôm nay làm sao vậy? Không được, rõ ràng nhận thua, rồi, cậu bò qua đúng quần đại sư không Trạch Bản Tú là được. Phía dưới có người lớn tiếng châm chọc nói. Đúng, đúng đúng, chui qua đúng quần cũng thú vị. Chui đi tiểu tháp, con ngựa hoang chiến đúng quần. Những tiếng cười nhạo liên tục đến tai Diệp Phàm. Diệp Phàm biết, những tiếng này 8 phần là do người của Trạch gia làm. Bọn họ gây ra sự náo nhiệt trên khán đài, tất cả đều châm chọc Diệp Phàm. Hơn nữa mặc dù là đặt cược 200 triệu cho không Trạch Bản Tú có lẽ cũng là người của Trạch gia làm. Biết rõ bên chỗ Diệp Phàm không ai đặt cược rồi. Hôm nay tới xem cuộc chiến đều là đến xem Tháp Bố Tư bị không Trạch Bản Tú đánh một trận. Đối với việc kiếm tiền học không có gì trông cậy rồi. Đơn giản chỉ là tò mò thôi. Hôm qua Lộ Thủy đoán đặt cược cho Tháp Bố Tư là không, hôm nay đúng là linh nghiệm. Tháp Bố Tư tôi muốn nói rõ với người chủ trì, trận đấu này. Diệp Phàm vừa lên tiếng định nhận thua, không thể tưởng tượng được không Trạch Bản Tú đột nhiên cười phá lên. Ngắt ngay lời của Diệp Phàm, tất cả đều nhìn không rõ vẻ mặt lão già này. Tháp Bố Tư, tôi chấp cậu một tay, cậu có dám đấu không? Không Trạch Bản Tú lớn tiếng cười hỏi. Hôm nay tôi không khỏe, cũng muốn thận trọng nói với Ngô Đại Thuận nói. Diệp Phàm vừa nói đến đây, không Trạch Bản Tú đã nghiêng người hừ lớn một tiếng ngắt lời Diệp Phàm. Lão già này lo Diệp Phàm sẽ bỏ thi đấu. Do đó nhanh chóng tăng giá cả. Bố Tư, chấp cậu một trưởng rõ ràng cậu còn không dám ứng chến, cậu thật sự là loại bỏ sao? Chẳng lẽ tôi bỏ hai tay rung chân đấu với cậu sao? Lão già này, không cần cả hai tay rồi, một tay cộng với cho phép tôi dùng binh khí là được. Lão già, ông có dám đấu không? Diệp Phàm phản đòn. Dù sao không Trạch Bản Tú là cao thủ cấp đại sư. Mình đưa ra yêu cầu này đối phương tất không chịu, đến lúc đó còn có thể mượn con lừa xuống núi. Mất mặt là mất mặt, so với bỏ mạng còn giá trị hơn một chút. Binh khí, được, tuy nhiên không thể dùng đạn hay vũ khí nóng. Cậu có thể dùng đao hoặc các loại vũ khí lạnh. Cộng thêm việc tôi chấp cậu một tay, đương nhiên, cộng thêm một điều kiện chính là ký cam kết sinh tử. Nếu như vậy mà cậu không dám ứng chiến thì hãy làm như những người trên khán đài đã nói. Tháp Bố Tư cậu chui qua đúng quần qua tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Không Trạch Bản Tú không ngờ đồng ý. Diệp Phàm cảm giác đầu ong lên. Hắn hối hận thật muốn đâm vào đống đậu hũ tự tử. Hối hận vừa rồi không đưa ra điều kiện ác hơn. Ví dụ như yêu cầu không Trạch Bản Tú không dùng hai tay cộng với dùng binh khí. Như vậy lão già này chắc chắn không đồng ý. Hiện giờ làm cho mình thật dở dang, nếu không dám ứng chiến thì cũng đừng ngồi vào vị trí tù trưởng. Mặc dù là muốn chạy có lẽ cũng không được, Diệp Phàm đành cắn răng không có cách nào rồi. Hắn lớn tiếng hét lên. Đồng ý, dù sao cũng là chết, tôi sẽ ký cam kết sinh tử. Tháp Bố Tư phải chết thì tiền còn giữ làm gì, tôi đặt cho mình thắng 400 triệu đô la Mỹ. Các ông các bà có gan hãy cùng lên, tháp gia sẽ nhận toàn bộ. Diệp Phàm nói những lời này mắt đỏ lên, Kiều Nhuế Vô Khinh nhíu mày lại. Hồ Tuấn Thuyên lại vẻ mặt lạnh lùng nói với Đường Thành Ý là 400 triệu này là cá nhân Tháp Bố Tư đặt. Tôi đặt 50 triệu, tháp thiếu gia anh sống không được 50 triệu này tôi đốt cho anh. Không tưởng tượng được Kiều Nhuế Vô Khinh trọng tình cảm như thế. Xem ra, cô gái này thật sự là có chỗ hơn người. Ngay cả Hồ Tuấn Thuyên cũng không nhịn được nói.
cô là đồ ngốc có phải không? Kiếm được 3-40 triệu cũng phải 3-4 năm. Kiếm tiền không dễ, đừng phung phí. Không Trạch Bản Tú là ai, là đại sư siêu cấp. Ngay cả ông ta không cần hai tay Tháp Thiếu Gia cũng không thể chiến thắng. Với cao thủ trong tay có binh khí hay không đều giống nhau, năng lực 10 sao như cô chẳng lẽ không biết. Chương 2735, sự hưng phấn, hoạt bát. Tôi biết chứ, tôi nắm rất rõ, Tháp Thiếu Gia đã ký vào khế ước sinh tử. Hôm nay chắc chắn anh ấy sẽ bỏ mạng trên võ đài. Tháp Thiếu Gia là người đàn ông đầu tiên của tôi, và cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng. Tôi đốt 5.000 vạn cho anh ấy để anh ấy có đi thượng đế cũng còn có vốn mà hành sự. Kiều Nhuế Vô Khinh thốt lên với giọng nghẹn ngào. Loại người như ông thật không đáng kết giao. Đường Thành Liến nhìn Hồ Tuấn Thuyên rồi nói tiếp. Kiều Nhuế, tôi sẽ chuyển lời của cô đến Tháp Thiếu Gia. Tôi tin rằng anh ấy không dễ gì gục ngã đâu. Hừ, tôi là thương nhân, đâu có nhiều chuyện tình cảm như các người. Nếu không thì tôi đã bị lỗ vốn đến cái quần đùi cũng không có mà mặc rồi. Đường Mễ Á, tôi vẫn muốn thử đợi xem người như đến khi Tháp Bố Tư chết thì thuộc hạ kiêm vệ sĩ như ông sẽ tự bảo toàn tính mạng của mình như thế nào. Hồ Tuấn Thuyên cũng lạnh lùng đáp lại, lòng dạ ông ta rắn như sắt đá. Hồ Tuấn Thuyên, ông nói vậy là có ý gì? Đường Thành lạnh lùng nhìn lại ông ta, ánh mắt hung dữ như một con sói hoang. Ý gì chứ? Không Trạch Bản Tú có tha cho các người không? Đừng tưởng bọn họ ngốc nghếch. Người của Tháp Bố Tư đều đã lọt vào tầm ngắm của nhà Không Trạch cả rồi. Một khi Tháp Bố Tư ngã xuống thì các người cũng lần lượt đổ gục theo thôi. Không Trạch Bản Tú là người thế nào chứ? Người ta là đại sư sát thủ đó. Không Trạch Nhất Lang là đứa cháu ông ta yêu thương nhất. Ông ta nhất định sẽ không để yên đâu. Hồ Tuấn Thuyên nói đến đây, đoạn liếc nhìn Kiều Nhuế Vô Khinh rồi nói tiếp. Kiều Nhuế, nếu cô nộp 5.000 vạn thì tập đoàn Trang Chu chúng tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho cô. Tôi không thèm. Kiều Nhuế Vô Khinh nhổ nước bọt vào mặt Hồ Tuấn Thuyên. Quả nhiên y cũng là kẻ đáng gờm, đưa tay lên lau nước bọt trên mặt. Trong tình huống như vậy mà vẫn cười lạnh lùng chứ không hề có bất kỳ hành động nào đáp trả Kiều Nhuế. Hai bên đã ký khế ước sinh tử rồi. Khế ước này một khi được ký thì lát nữa lên võ đài có thể tùy tiện làm bừa, có bị đánh chết cũng là chết uổng mà thôi. Giới võ lâm tuy cũng có luật pháp nhưng kẻ dưới vẫn có quy tắc riêng của họ. Những quy tắc này người trong giang hồ đều tán đồng. Đến lúc người ta rắc cho cốt anh xuống biển thì có thần tiên mới đoán ra được, lấy đâu ra người trả thù. Tiếng chiêng lần này vang lên rất chói tai. Người căng thẳng nhất vẫn là Kiều Nhuế Vô Khinh, Đường Thành và Vương Nhân Bàng. Khuôn mặt ba người bọn họ hiện rõ sự buồn bã tột độ. Ôi, sao lại hồ đồ thế này? Lý Khiếu Phong đấm mạnh xuống bàn, chén trà trên bàn đều rơi xuống đất. Tiểu Diệp, thật hồ đồ. Hồ đồ đến mức mất mạng đó. Cung Khai Hà đứng trước cảnh chén trà vỡ toang dưới đất cũng không suy nghĩ gì nhiều, đập mạnh tay xuống bàn. Dưới đôi tay của hai cao thủ võ nghệ, chiếc bàn dần nứt toác ra. Chuyện này cũng không có gì lạ lẫm với các thành viên của tổ A. Tất cả mọi ánh mắt đều bất giác đổ dồn về phía mấy chiếc chén đang lăn trên chiếc bàn của trung tâm chỉ huy đó. Lúc này có ngăn lại thì cũng không kịp nữa, Tiểu Diệp, cậu định làm cái trò gì đây? Tây Môn Đông Hồng lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu. Chủ nghĩa anh hùng thôi. Lan Viễn Kinh lạnh lùng lên tiếng. Anh mới là chủ nghĩa anh hùng đó. Lý Khiếu Phong vô cùng tức giận. Ông ta ên tiếng là do bột phát, tay chỉ về phía Lan Viễn Kim với thái độ bất đồng như thể sắp đánh người ta tới nơi. Chủ nghĩa anh hùng, rõ ràng biết là sẽ mất mạng. Lão Lan, anh đi thử làm anh hùng sinh tử đó đi. Đới Thành cũng lạnh lùng đáp trả Lan Viễn Kim. Tôi cũng lo lắng cho cậu ta. Sao lại có thể như thế được? Người ta nói không hề sai, chủ nghĩa anh hùng thì cũng phải bảo toàn tính mạng hoàn thành nhiệm vụ trước đã thì mới được. Rõ ràng là Lan Viễn Kim có chút sợ hãi Lý Khiếu Phong. Nếu ông ta mà dám làm những gì mình nói thì chắc ở cái trung tâm chỉ huy này chẳng có ai dám đứng lên nói vài lời cho chính mình. Trận đấu khẩu này coi như cũng vô ích, cho dù có phạt Lý Khiếu Phong thì cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao ông ta cũng đã nghỉ hưu, chịu phạt thêm cũng không hề hấn gì. Lão Lan, kiệm lời lại đi. Không ngờ Dương Quốc Đào bình thường rất thân thiết với Lão Lan cũng lên tiếng nhắc nhở ông ta. Chuyện này vô cùng hiếm gặp, kể từ lúc đó, Lan Viễn Kim không còn hé miệng nói nửa lời nào nữa. Có chiêu gì thì cứ thoải mái sử dụng đi. Không Trạch Bản Tú ta phải dùng máu của ông để cho thiên hạ biết động vào người nhà Không Trạch đều phải chết. Không Trạch Bản Tú lạnh lùng cười.
khí thế ông ta như radar trên không dồn dập đổ về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ đó, dường như có hàng ngàn sợi dây vô hình đáng siết chặt quanh người hắn. Luồng khí còn lại được phát ra ngoài, lôi đài bỗng rung lên, phát ra những tiếng vang rất đáng sợ. Tất cả những người quanh đó đều nhốn nháo, những người ở gần sợ hãi đến mức không còn tự chủ được nữa phải lập tức rút lui. Vì đã hết chỗ ngồi nên khi người đằng trước lui lại khiến người phía sau cũng phải lui lại theo, võ đài bỗng trở nên nhốn nháo. Đừng có nhốn nháo lên, võ đài này bọn ta đã dùng lão hoa sắt tinh đặc biệt rất kiên cố, các đầu gỗ phủ bên trên cũng là loại thiết mộc đã hàng trăm năm, kết hợp với nhau có thể chịu được sức nặng hàng chục tấn. Ngô Đại Thuận lên tiếng, đoạn lại tiếp. Hơn nữa chúng ta phải tin vào năng lực của những người thi đấu. Họ có tỉ thỉ hung hăng hơn nữa thì cũng không thể làm sát thương người xem được. Suốt mấy ngày nay chưa hề có vị khách nào bị thương cả. Mẹ kiếp, lần trước Tháp Bố Tư Như Hóa Diên, đánh cho người ta mặt mũi bầm dập ra. Ai dám chắc là lần này hắn không điên lên như thế nữa. Hơn nữa lượt này lại được dùng binh khí. Binh khí làm quái gì có mắt, đến lúc đó chúng tôi biết tính thế nào được. Có người phía dưới lên tiếng. Đúng, 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 nghe nói các cao thủ có thể dùng phi tiêu. Lúc đó phi tiêu lại bay loạn lên mà chúng tôi thì có phải lũ nhím đâu. Chạy thôi, tôi thấy Tháp Bố Tư lại sắp điên lên rồi. Thực ra mấy người này đều được Kiều Nhuế Ủy Thác gây loạn võ đài. Biết đâu trận đấu lại không tiến hành được, có khi lại đem đến cho Tháp Bố Tư một con đường sống. Yên tâm, có Không Trạch Bản Tú ta ở đây. Ta có thể đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người. Tháp Bố Tư cũng chỉ là thứ đồ chơi đáng thương trong tay ta mà thôi. Các người cứ chuẩn bị tinh thần mà xem hắn ta hiến máu như thế nào. Hắn chẳng chịu nổi một đòn của Không Trạch Bản Tú ta đâu. Không Trạch Bản Tú giơ tay lên khoát khoát, tiếng ông tan gay tức khắc lấn áp toàn võ đài. Đến lúc chúng tôi mà bị thương thật thì làm thế nào, Không Trạch Bản Tú ông dựa vào cái gì mà dám nói như thế. Nhớ có chuyện gì ông phủi đít bỏ đi còn chúng tôi thì tìm ai để kêu đây. Lại có giọng nói từ đám đông vang lên. Hừ, Không Trạch Bản Tú đã bắt đầu tức giận, giơ tay lên khua nhẹ. Một âm thanh lớn vang lên, tên vừa lên tiếng lúc nãy bị Không Trạch Bản Tú cho một cú tát trời giáng. Không Trạch Bản Tú cũng điên rồi, chúng ta chạy đi thôi. Nghe nói một trưởng của người này có thể chém nứt núi mở đường, dù gì chúng ta cũng đâu phải là đá. Ngay sau đó lại có người kêu lên. Cả đám người sôi sục lên. Bọn họ đều đứng hết dậy chen chúc chạy ra ngoài. Yên tâm đi, các người ai mà bị thương thì ta đền gấp triệu lần. Không Trạch Bản Tú càng tức giận. Hàng triệu lần thì cũng có ích gì nữa. Mất mạng rồi thì tiền có tác dụng gì. Có người lại hét lên. Ai còn dám lên tiếng nữa thì Không Trạch Bản Tú ta sẽ xin mạng kẻ đó. Không Trạch Bản Tú nhất định phải đưa Diệp Phàm lên võ đài nên ông ta quyết không cho ai gây rối cản trở. Yên tâm đi, có chúng tôi thì các người không phải lo gì cả. Chính vào lúc này, một giọng nói từ một góc khác bỗng vang lên. Cũng với giọng nói ấy, Dạ Đương trượt về phía võ đài. Không lâu sau mấy chục tên vệ sĩ hưng dữ mặc quần áo màu đen, có mang sung bước đến ngồi xuống quanh võ đài. Đám người kia thấy vậy thì lắng xuống, bình tĩnh trở lại. Bọn họ đều đã gờ được chứng kiến năng lực Dạ Đương, cũng không kém cạnh gì do với Không Trạch Bản Tú. Lại thêm đám người mặc quần áo màu đen và đám súng ống kia nữa, sẽ đảm bảo được rằng tên Tháp Bố Tư có nổi điên lên cũng không làm hại người xem được. Hừ, không toi rồi. Hồ Tuấn Thuyên nhìn Kiều Nhuế Vô Khinh nói với giọng điệu thất vọng. Không phải là do chúng ta mà tất cả là tại tên Dạ Đương đó, thật đáng hận. Kiều Nhuế Vô Khinh tức giận. Lão Diệp cũng không khách khí nữa, trường Hắc Hổ Đào Tâm đầu tiên đã dùng đến 8 phần sức lực công kích trực tiếp vào Không Trạch Bản Tú. Tiếng nổ vang lên rồi cả võ đại lại rung. Không Trạch Bản Tú chỉ giơ tay phải lên đặt xuống là lão Diệp bỗng trở nên khó khăn, như thể vừa bị một cánh tay vô hình nhấc lên hơn 20 mét rồi lại ném trả lại võ đài. Sàn võ đài làm bằng thiết mộc đó bị cái mông Diệp Phàm đặt xuống như là cái vung đậy một chiếc ổ lớn. Khóe miệng Kiều Phong Vô Khinh rung lên. Không dám nhìn tiếp nữa. Ôi, không chịu nổi một đòn thật. Hồ Tuấn Thuyên buồn bã lên tiếng. Lúc này những âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía lôi đài. Kiều Nhuế Vô Khinh ngước mắt lên nhìn thì phát hiện ra Tháp Bố Tư đang xoay tròn trong không trung như chiếc trong chóng. Mà người điều khiển cái trong chóng này không ai khác chính là Không Trạch Bản Tú. Tay phải của ông ta chỉ làm động tác quay quay là Tháp Bố Tư đã không điều khiển được cơ thể mình,
lập tức biến thành một chiếc trong chóng sống. Tay chân giơ ra chẳng khác nào cánh trong chóng. Cái trong chóng sống càng ngày càng quay nhanh hơn, khiến không khí xung quanh bị cuốn thao tạo thành một luồng xoáy, phát ra thứ âm thanh kỳ quái. Mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng ở bốn góc lôi đài bị luồng xoáy này thổi cho không đứng vững được. Cả thân hình cũng lắc lư chuyển động. Những người đứng cách đó chừng 20-30 mét quần áo cũng bị thổi bay lên. Bọn họ có cảm giác đau như mặt bị dao cứa phải. Mấy vị tiểu thư xinh đẹp sợ hãi vội cầm khăn lên che khuôn mặt xinh đẹp non nớt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt. Bọn họ vừa khóc vừa đeo kính vào, run rẩy rúc vào lòng người đàn ông ở bên cạnh. Bảo bối, đừng sợ, có ta đây. Mấy tên bụng phệ bỗng nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân lên. Còn về Diệp Phàm, lúc thì đầu quay bên trên lúc thì bên dưới khiến trí não quay cuồng. Hắn dốc sức vận nội khí để khống chế cơ thể nhưng luồng khí mà không trạch bản tú công kích quá lớn, không phải là thứ hắn có thể điều khiển được. Diệp Phàm có cảm giác như mình đang xoay trong lốc xoáy, các động tác đều không tự chủ được. Khuôn mặt không trạch bản tú hiện lên nụ cười hung dữ. Ông ta vẫn tiếp tục quay tròn, muốn dùng một chiêu xoay cho Diệp Phàm tán ra rồi lại thu lại. Tùy tâm sở dục, mộng do tâm sinh. Trong đầu Diệp Phàm bỗng vang lên câu nói ấy. Hắn nghĩ thầm, ta chính là cái trong chóng của chính mình, mặc ông ta quay thế nào, đây vốn là nhiệm vụ của ta. Nghĩ đến đây, hắn nhín thở. Một lát sau hắn đã làm được, cả cơ thể như biến thành chiếc trong chóng của chính mình trong cơn xoáy, hơn nữa hắn xoay đi xoay lại cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Rõ ràng hắn như còn có ý chê không trạch bản tú xoay quá chậm. Lúc này hàng trăm mạch trong cơ thể hắn đều khai thông. Tứ chi giơ ra, máu phát tán đến khắp nơi trong cơ thể với một tốc độ nhanh gấp nhiều lần những lúc bình thường. Lúc này Diệp Phàm cảm thấy lang khí cất giấu dưới da bỗng trở nên hoạt bát hưng phấn hơn bao giờ hết. Chương 2736, kết quả khiến người ta ngạc nhiên. Không trạch bản tú tuyệt đối cô nghĩ tới một điều rằng, hắn đã dùng nhân lục đại phong xa. Điều đó đồng nghĩa với việc làm lưu thông máu cho hắn, vô tình đả thông những chỗ mà trước đây cô thể đả thông. Hơn nữa lại càng tiếp thêm cho năng lực thập nhất đỉnh cấp của Diệp Phàm. Không trạch bản tú còn đét ra sức xoay chuyển, nhìn những người khách trong cảm nhận, trận đấu vật cô còn là một sự hưởng thụ mà đã biến thành một sự dày vò, tra tấn đến tàn khốc. Trong thâm tâm của tất cả mọi người đều đang cầu nguyện và hy vọng hắn khẩn trương rút lại, nếu không, có thể tên tháp bố tư này sẽ bị vòng xoáy khiến đầu óc choáng váng. Hiển nhiên, lần này không trạch bản tú hoàn toàn muốn rằng chỉ một đòn sẽ khiến cho hắn xoay đến dã rời. Trước đây, không trạch bản tú đã từng luyện món xoay chuyển này. Lúc bị một đòn lợi hại trong thập vị xoay chuyển và văng xuống đất thì hắn ta giống như một mớ da rồng đã bị rút hết gân cốt, nằm lê lết dưới mặt đất. Chân bị đánh đến mức không thể vịn mà đứng dậy được, đã thế, một khi đã tê liệt mà gục xuống là đầu óc tê liệt choáng váng. Không lâu sau, y ói xong, và dường như phát điên. Hắn vừa nhảy lên vừa kêu gào và cô ngừng xé quần áo mặc trên người y. Chỉ một lát sau, quần áo trên người hắn rách tan tành, và cuối cùng y gào, y hát, y nhảy múa trong bộ dạng cô còn một mảnh vải che thân. Không trạch bản tú đã từng thử vài lần, và nhận ra rằng, cái chiêu này y thử lần nào là thành công lần ấy, chỉ có chiêu cao siêu ở thập nhất đẳng thì dường như đều thất bại thảm hại. Hơn nữa, trải qua những chiêu lợi hại như đại phong xa thì toàn bộ những cao thủ ấy cũng đều tê liệt. Từ đó, bọn họ trở nên giống như những con vật không xương gốt, đến ngay cả cái đầu cũng khó mà nhấc nổi lên. Không trạch bản tú chờ đợi với vẻ cười dữ tợn, đợi đến sau khi ra cú thu tay về, tháp bộ tư nhảy múa ở trên đài trong bộ dạng lõa thể ấy. Cái cách này tất nhiên là tạo được oai phong hơn nhiều so với việc trực tiếp giết chết hắn. Cho nên, không trạch bản tú đã đem toàn bộ sự thù hận biến thành nội lực trong đòn xoay chuyển. Lần này, thời gian sử dụng đòn đó rất dài. Không trạch bản tú hiểu được rằng cái cảm giác bị xoay nó còn đáng sợ và kinh khủng hơn cả sự đau đớn khi dùng dao cắt vào da thịt. Bởi lẽ, nếu ngươi ngồi trên một chiếc xe xoay với tốc độ nhanh trên không, dù chỉ một lát thôi cũng đủ để ngươi cảm giác được thoát ly sự sống và cái chết nó là như thế nào. Nếu thời gian dài hơn, đó sẽ là một cảm giác như thế nào đây? Huống hồ, nhân nhục phong xa mà không trạch bản tú thiết kế có tốc độ nhanh gấp hàng bao nhiêu lần so với cái xe xoay tốc độ nhanh ấy. 5 phút sau, không trạch bản tú phát hiện, dường như tháp bố tư không còn sức để kháng cự. Vì khi mới bắt đầu, tên này đã phỏng đoán là khi xoay nội khí sẽ trong tư thế kháng cự, khi đó xoay sẽ tiêu hao rất nhiều khí lực. Không ngờ, càng xoay càng thấy thuận,
mà tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Trong khi đó, Tháp Bố Tư dường như đã từ bỏ hẳn ý chí kháng cự. Ông ta nghĩ, hắn chắc là cô chịu được nữa rồi. Nhưng lão tin rằng hắn vẫn chưa ngất lị, bởi lão đã từng thử nhiều lần và phát hiện ra rằng, những người bị xoay về cơ bản sẽ cô bị ngất lịm, vì ngươi có muốn ngất lịm đi cũng cô cơ hội cho ngươi ngất lịm. Không trạch bản tú gọi cái phát minh của riêng mình là Đại Phong Sa. Tên này tuyệt đối không ngờ rằng trong lòng y cảm thấy cảm kích không trạch bản tú, hơn nữa, lúc này hắn cảm thấy càng lúc càng sảng khoái. Chính tàn tích của Bảo Nam Thiền Sư dường như đắp lên từng bộ phận trên cơ thể hắn, tiếp thêm sức lực phản kháng cho hắn. Diệp Phàm quắc mắt và phát hiện, cơ thể cường tráng thực sự đét thu nhỏ lại, dường như cái cơ thể vốn dĩ đã luyện sói thuật đến mức sung mãnh, cứng rắn, bây giờ đang bắt đầu nhũn ra, trùng xuống, và có khả năng trở nên giống như một người bình thường. Hoàn nguyên bản tính. Trong thâm tâm hắn bỗng xuất hiện bốn từ này. Hắn tự nhủ, lẽ nào đây chính là phản pháp quy chân mà trong võ công vẫn thường hay nói. Nghe nói, những người có luyện công có kỹ năng càng cao thì càng luyện sẽ càng giống người bình thường. Tất nhiên loại trông này dành cho người bình thường. Người bình thường có thể phát hiện ra. Tiểu tử, cho ngươi đã thêm 5 phút nữa. Không trạch bản tú cười giận dữ, cái từ đã mà ông ta nói thật rất cuốn hút. Đến đây nào. Không trạch, ta còn thấy chưa đủ chóng mặt đâu. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên là hắn chê khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi. Vô hình không trạch bản tú đã giúp Diệp Phàm thành công. Hiệu quả này gấp mấy chục lần bình thường. Bình thường thì lấy đâu ra một cao thủ như thế tận tâm giúp hắn thành công. Quỳnh, Diệp Phàm thấy cả thân mình rung lên như sắp nổ tung ra. Lúc trước hắn cũng có thứ cảm giác đó. Không lẽ không trạch bản tú đã giúp hắn lên tới thập nhị khai nguyên cấp sao? Hắn cảm thấy tất cả sức lực đều dồn dập ùa về, trong lòng vô cùng thích thú. Ngay sau đó, hắn suy nghĩ một chút, nếu muốn ông ta tiếp tục thì phải triển khai nội công chống đỡ khiến ông ta cảm thấy hắn vẫn đang bị tê liệt. Thế là, vừa nghĩ tới Diệp Phàm, y lập tức tiến hành ngay. Lúc nào phát hiện không trạch bản tú đang di chuyển theo kim đồng hồ. Do vậy, Diệp lão đại khai triển toàn bộ khí lực nhằm làm kim đồng hồ quay ngược lại. Nén nội khí vào không trung, như vậy sẽ càng làm khó việc di chuyển của không trạch bản tú bằng phản lực trong không khí. Đương nhiên, con mắt trên mặt Diệp lão đại lồi ra ngoài, giống như một con cá vàng sắp chết. Còn cái mũi và cái miệng thì méo sang một bên, biểu hiện như thể sự đau đớn cực độ, cũng như thể đó là chút hơi thở cuối cùng, cốt để đánh lừa được lão già không trạch. Bất chợt. Không trạch bản tú cảm thấy tay mình có chút rung động, có vẻ như Tháp Bố Tư Lý Sư Mã đột nhiên nhẹ đi rất nhiều. Lão đưa mắt nhìn một lượt, phát hiện thấy Tháp Bố Sư đang nghiến răng, toàn thân méo sạch. Gã này, rõ ràng vẫn còn khí lực, chắc là đã đem hết chút hơi bú sữa cuối cùng ra rồi. Nếu đã phải cần khí lực, vậy thì toàn bộ phải tiêu hao hết mới phải. Không trạch bản tú kinh ngạc, càng tăng thêm một chú sức lực. Bất ngờ, chiếc cối xay thịt người chuyển động càng lúc càng nhanh. Đùng. Sau 2 phút, Diệp lão đại cảm thấy toàn bộ kinh mạch gân cốt được giãn ra như theo ý muốn. Diệp lão đại đoán là, nếu không trạch bản tú đem hết toàn bộ sức lực của mình ra, không chừng còn có thể bứt phá được 12 cấp rồi. Gã như đang thầm cầu mong. Hắn muốn ép chết Tháp Thiếu Ư. Kiều Nhuế bỗng thay đổi giọng. Làm vậy thì làm gì có ai chịu nổi. Đó chính là một cỗ máy xay gió, cũng là để làm phân tán nó vậy. Hồ Tuấn Thuyên vẻ mắt bất đắc dĩ, gã sẽ không quan tâm Tháp Bố Tư, cái mà gã quan tâm là tiền. Phịch. 5 phút sau, Diệp Phàm bị không trạch bản tú giáng mạnh trên sàn đấu. Lão già, vì sao không quay chứ? Diệp Phàm hét lên tức giận, cảm thấy vẫn chưa bứt phá được 12 đẳng. Quay tiếp nửa giờ nữa, có lẽ sẽ khả thi hơn rồi. Nhưng thôi, phải đối diện với thực tế. Diệp lão đại lập tức giả như toàn thân mềm nhũn như con giun bò ở trên sàn đấu, mồm há hốc nôn mửa. Kể ra, theo như bản năng sinh tồn, thì làm vậy cũng phải. Diệp Phàm cũng ngay tức thì dùng nội công đẩy tất cả những thứ trong dậy dày ra ngoài. Không lâu sau, gã đứng lên và bắt đầu cắn xé quần áo. Chỉ có điều, việc cắn xé quần áo chỉ là động tác che đầy của Diệp Phàm mà thôi. Còn về tình huống phải trần truồng sau cùng. Có lẽ Diệp Phàm có đánh chết cũng không thể nghĩ ra nổi. Chỉ có điều, dù cho hiểu được hậu quả là như vậy, thì Diệp Phàm sẽ không thực sự muốn lõa thể. Như vậy, cũng quá là cảnh giác rồi thì phải. Ha ha ha. Không trạch ra lắc đầu cười rộ lên,
còn không trạch bản tú lại tỏ vẻ cười thầm Diệp Phàm, lão đang đợi tiết mục lõa thể bên dưới được phơi bày ra. Còn các tăng nhân nữ sĩ, họ bắt đầu đưa tay bịt mũi, đề phòng cái mùi tanh hôi rác rưởi bay tới. Lúc này, Diệp Phàm có vẻ như không chịu nổi nữa. Nôn thứ cuối cùng trong bụng ra ngoài, phun thẳng nó vào không trạch bản tú. Đồng thời, cánh tay đang xé loạn xã quần áo của Diệp Phàm co lại. Một vậy gì đó bay vụt ra ngoài. Bạch hổ huyết tích vương đã bay ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Thấy cái thứ rác rưởi ấy bay tới, không trạch bản tú vẫn nghĩ đó vẫn chưa phải là thứ cuối cùng mà tháp bố tư nôn ra. Tiện tay ngăn đỡ, dùng nội công đẩy cái thứ tởm lợm ấy xuống phía dưới sàn đấu cho đám người đó ngửi thấy, càng làm cho phía tháp bố tư cảm thấy nhục nhã, cũng càng tạo thêm khí thể hơn. Bởi vì, nếu bị cái thứ tởm lợm ấy phun vào mặt, bọn họ chắc chắc là cười nhạo tháp bố tư, bọn họ sẽ càng ra sức hơn. Oàng! Cách không trạch bản tú khoảng 3 mét, cái thứ tởm lợm ấy bỗng dưng nổ tung ra, một làn khói tím phun ra, trong nháy mắt nó đã lan toàn khắp lôi đài chừng hơn 20 mét. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có thể hạ độc. Không trạch bản tú giống lên tức giận trong giữa làn khói tím mù mịt ấy. Vậy vì sao nó lại biến thành độc nhanh như vậy chứ? Đó là bởi vì Diệp Phàm trộn thủy công đạn với độc đàm, cộng thêm với phản ứng trong dạ dày, cho nên nó mới có thể nhanh như vậy. Tuy nhiên, nó cũng chả làm gì nổi không trạch bản tú, lão dùng tay xua khí độc tan biến trong nháy mắt, chiếc đầu dần lộ diện giữa làn khói độc. Đối với các cao thủ, thì chỉ cần nín hơi, sẽ không bị trúng độc. Có điều, có vẻ lão đã tính toán sai. Cảm thấy bên dưới một luồng khí mạnh truyền tới. Cái mông có vẻ như bị một vật gì đó tóm lấy và giằng xé nó ra. Tên tiêu tử. Không trạch bản tú không ngờ lại có thể kêu một tiếng thảm thiết như vậy. Âm thanh nhói vang lên. Có vẻ như vải vóc bị xé tung ra. Trong chớp mắt, mọi người thấy không trạch bản tú nhảy dướn lên từ trong làm khói độc, hai tay như đang cố chụp lấy Diệp Phàm. Sau tiếng gầm rú ấy, Diệp Phàm lăn mấy vòng trên lôi đài, cuối cùng vẫn rơi xuống bên dưới, bất ngờ trong miệng phun máu liền bị những người mặc áo đen bên dưới xé toang ra. Còn không trạch bản tú như có vẻ vẫn không dừng lại, lão đi về hướng ra vào, bất ngờ biến mất không dấu vết. Hắn đã vi phạm, hắn đã dùng song trưởng. Có người hét lên. Đúng thế, đúng là song trưởng, đã thỏa thuận rồi chỉ được hữu trưởng, không trạch bản tú thua rồi. Có vài người lại hét lên. Ha ha ha, mọi người thấy chưa, không trạch chỉ là một gã thất phu cởi chuồng thôi. Đường Thành cười lớn. Các người không thấy mấy cọng lông trước trước hay sao? Lão thất phu đã xé ra một nửa cái quần rồi. Vương Nhân Bàng cũng cười lớn, tất cả mọi người ồ lên cười theo. Đánh rắm, sao có thể như thế được? Người nhà không trạch chí ít cũng thuộc hàng danh giá, sau khi mọi người ngơ ra một hồi, đều tỏ ra phản bác. Nếu không tin, thì xem cái này đi. Vương Nhân Bàng đưa ngón tay chỉ lên lôi đài, lúc này khói tím đã tan hết. Mọi người thấy còn một đoạn quần rách, Diệp Phàm cười lên một tiếng, cầm đoạn quần rách lên, lớn giọng nói, ta đã nói rồi, vị huynh đệ nào ném đoạn quần rách này xuống đây, chẳng đạo đức tí nào cả. Sao lại thế này chứ, mảnh vải che mông mà cũng ở đây ư, cầm về đi. Chương 2737, đầm thật lợi hại. Cho tên không trạch bản tú đó mua về. Vương Nhân Bàng hét lên bằng giọng rất lạ. Về phía Diệp Phàm, hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Ban nãy độc đờm của hắn đúng là rất nguy hiểm nhưng cũng không đến mức khiến sàn võ đài có độ dày tới 1 mét lại được làm bằng thiết mộc này có thể nổ tung như vậy. Lôi đài nổ tung ra tạo thành một cái hố độ sâu phải đến chừng 1 mét. Đám gỗ bị lớp xương màu tím ăn mòn nên cũng ngả sang màu tím. Uy Vũ Tháp ra, Uy Vũ Tháp ra. Vương Nhân Bàng đứng bên cạnh võ đài giơ tay ra hét lên. Các vị đã nhìn thấy chưa, một chút đờm của tháp gia đã tạo ra một cái hố lớn như thế rồi. Đây chính là bí thuật toàn địa hữu thanh của bộ lạc không thành. Đường Thành lập tức lên tiếng ba hoa. Toàn địa hữu thanh, Dạ Đương ngạc nhiên nhìn cái hố rồi lại nhìn Diệp Phàm. Mẹ kiếp, tên Đường Thành này đúng là lắm trò. Đến ta còn không thấy không hiểu mà hắn đã lôi ra được cái tên toàn địa hữu thanh. Diệp Phàm bắt đầu dùng đôi mắt ưng thần tỉ mỉ quan sát xung quanh. Hắn ngồi xuống nghe ngóng một chút chỉ ân ỉ thấy có mùi thuốc pháo. Lạ thật, ai dám chôn pháo dưới lôi đài để giúp ta. Tuy nhiên lúc này hắn cũng hiểu rằng ngoài hắn ra thì những người khác khó mà phát hiện ra được mùi pháo. Một phần là vì mùi này quá nhạt, đã bị trộn lẫn với mùi khói độc, bị mùi khói độc lấn áp.
trừ khi dùng dụng cụ đo đạc chuyên dụng mới có thể phát hiện ra được. Hắn là người tạo ra khí độc nên khá nhạy cảm. Tỉ thí kết thúc, Không Trạch Bản Tú đến từ Nhật Bản đã tự động rời khỏi lôi đài, thời gian đã quá một phút. Hơn nữa Không Trạch Bản Tú đã vi phạm quy định sử dụng song trường tấn công. Theo quy ước đã ký trước đó thì điều này có nghĩa là ông ta đã tự động nhận thua. Vì vậy Ngô Đại Thuận ta tuyên bố cuộc tỉ thí này tháp bố tư của Bổ Lạc Không Thành đã thắng. Sau khi tiếng chiêng vang lên thì Ngô Đại Thuận dõng dạc tuyên bố kết quả. Ông ta nhìn lôi đài rồi lại nói tiếp. Cuộc tỉ thí sau sẽ lùi lại một tiếng đồng hồ nữa vì lôi đài cần được sửa chữa gấp. Vị tháp thiếu gia này thật lợi hại, một chút đờm đã tạo ra một cái hố rất lớn. Đây là chiêu thần bí gì thì xin mời các vị về nhà tự ngẫm nghĩ. Cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Lần này thật rất kỳ quái, bọn người bị thua tiền cũng đều đứng cả dậy hét lên tháp bố tư. Xem ra Diệp Phàm không muốn nổi tiếng cũng không được rồi. Tuy rằng Không Trạch Bản Tú đã nhượng một thế, hơn nữa rõ ràng tháp bố tư không đánh thắng nổi ông ta nhưng những người ở đó đều bị tinh thần cứng cỏi của tháp bố tư cảm động. Diệp Phàm giơ hai tay lên vẫy vẫy rồi trở về như một vĩ tướng quân thắng trận. Vương Nhân Bàng và Đường Thành đã chạy đến nhấc hắn lên. Bọn người Hồ Tuấn Thuyên cũng vây quanh Diệp Phàm. Kiều Nhuế Vô Khinh giàn giụa nứa mắt. Chỉ có Hồ Tuấn Thuyên là buồn bực trong lòng, không dám hé nửa lời. Lần này hắn ông áp tiền nhìn hơn nữa lại còn châm chọc Kiều Nhuế Vô Khinh. Đây đúng là hành động dại dột. Hắn sợ Kiều Nhuế Vô Khinh sẽ chế nhạo lại hắn nên viện lý do xử lý vụ bồi thường mà cáo về trước. Anh thật tuyệt vời. Vừa về đến phòng, không thèm để ý đến mồ hôi nhễ nhại và khóe miệng còn có chút máu tươi, Kiều Nhuế Vô Khinh ôm hôn lấy Diệp Phàm trước mặt mọi người. Tôi đi tắm trước đã. Diệp Phàm trả lời, nói đến đây, Kiều Nhuế Vô Khinh mới như bừng tỉnh, vội đi vào phòng tắm chuẩn bị nước. Sau khi thoải mái bước ra từ phòng tắm thì thấy Vương Nhân Bàng nháy mắt ra hiệu. Làm gì, sao bộ dạng cậu lấm lét như thế? Diệp Phàm hỏi lại cũng chẳng vui vẻ gì. Hưởng thụ, được cao thủ thập đẳng đấm bóp cho thế này cũng không tệ đâu. Vương Nhân Bàng thở dài. Tháp thiếu gia, mau cóng trị thương thôi. Song trưởng cuối trùng của tên Không Trạch đó cũng khá nặng. Đường Thành ở bên cạnh thân mật lên tiếng. Được, nội phủ cũng bị thương một chút nhưng cũng không nặng lắm. May là ta phản ứng nhanh, biết là hắn nhất định sẽ nổi đoá lên. Diệp Phàm gật đầu, ngồi xuống chiếc sofa. Hắn nhìn mọi người rồi lại nói tiếp. Lần này đúng là gặp may, chủ yếu là Không Trạch đã quá khinh địch, chứ còn luận về khả năng thì tôi không thể vượt qua Hansta được. Lần này hắn đúng là bị mất mặt rồi. Hắn nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Làm thế nào để tránh mối ân oán này mới là thượng sách. Vương Nhân Bàng nói. Trốn thì không trốn được rồi. Ân oán lần này là ân oán sinh tử, chưa chết thì chưa hết. Diệp Phàm khoát khoát tay, ánh mắt vẫn hiện lên đầy vẻ kiên nghị. Không biết Không Trạch Toàn có cứ như thế mà bỏ cuộc hay không? Kiều Nhuế Vô Khinh nhẹ nhàng nói. Không thể nào, ông ta nhất định sẽ thắng Thôi Khả Điền và Thái Tây Hà. Trận chung kết cuối cùng rất có khả năng sẽ thách đấu tôi. Diệp Phàm lắc đầu. Tháp thiếu gia chỉ cần thắng Thôi Khả Điền hoặc Thái Tây Hà là có thể lọt vào top 3 người đứng đầu rồi. Đường Thành nói. Đến lúc đó thì tính tiếp vậy. Diệp Phàm đáp lại. Dạ đương, mọi chuyện ngày càng kịch tính rồi đó. Bố Lan Thác Lý đặt cà phê xuống bàn, thản nhiên cười nói. Không Trạch Bản Tú thua vì khinh địch là chủ yếu nhưng cái tên tháp tư bố đó cũng có chút bản lĩnh. Độc đờm của hắn cũng lợi hại thật nhưng tôi vẫn thắc mắc một chút, độc đờm này sao có thể khiến lôi đài nổ ra tạo thành một cái hố như thế. Lực mạnh này không hề kém hơn một quả lựu đạn đâu. Tuy rằng chân sàn lôi đài có chừng 1 mét độ dày đều là gỗ. Nhưng loại thiết mộc này còn cứng hơn cả các lá sắt mỏng. Kể cả lựu đạn cũng khó mà có sức công phá như thế. Không lẽ độc đờm của người lại có uy lực đến như thế? Chẳng lẽ là bí thuật thực sự sao? Dạ đương nghi ngờ nói. Tháp tư bố khá là quỷ quyệt, có lẽ cuối cùng đã dốc hết sức rồi. Hơn nữa tôi nghi rằng trong miệng hắn có ngậm thứ gì đó giống thuốc nổ. Thứ này có lẽ là thuốc nổ bị ép, uy lực càng lớn hơn. Chẳng hạn như gia đạn mà chúng ta đang nghiên cứu chế tạo. Một gia đạn lớn bằng quả bóng bàn có sức công phá tương đương như thế này. Tuy nhiên vật này rất thần bí cả. Trong quân đội nó cũng thuộc loại vũ khí bí mật siêu cấp. Tháp bố tư làm sao mà lại có được nó? Bố Lan Thác Lý lại càng nghi ngờ hơn. Tôi thấy cũng không có gì kỳ lạ lắm.
nghe nói trên thế giới có 7-8 quốc gia nắm giữ kỹ thuật này. Chẳng hạn như nước Nga, người ta có tiền đến liên đạn đạo đạn hạt nhân còn có thể mua được ở dưới chợ đen nữa là một viên da đạn bé nhỏ. Tôi nói vậy có đúng không? Dạ đương lắc đầu nói. Đáng tiếc là không trạch bản tú vội vàng về thay quần áo, không nói ra điểm nghi vấn. Nếu không chúng ta có thể dùng một vài thiết bị đặc biệt để kiểm tra cái hố đó. Bố Lan Thác Lý nói, giọng điệu có chút nuối tiếc. Ai rơi vào trường hợp đó thì cũng sẽ ra về thay quần áo đầu tiên huống hồ là một nhân vật lớn như đại sư không trạch. Chuyện hôm nay của ông ta sẽ bị người khác chê cười. Hơn nữa ông ta chắn hẳn cũng không nghĩ tới chuyện thuốc nổ đặc biệt đâu. Nếu không thì người phạm luật đầu tiên chính là Tháp Bố Tư. Thật không ngờ một cao thủ đến từ một bộ lạc hoang dã lại không hề đơn giản chút nào. Những điều hắn biết cũng không hề ít. Ông chủ, ông xem, hắn có giống cao thủ người Trung Quốc đã chết rồi hay không? Bây giờ chưa thể nói được, tôi đã nói rồi đấy, bốn người bọn họ đều có khả năng. Đến bây giờ không trạch bản tú cũng không ngoại trừ. Tuy nhiên vị anh hùng đã chết đó rút cuộc là ai, võ công của hắn ta thế nào? Đến bây giờ tất cả vẫn là bí mật. Mọi chuyện thật mơ hồ. Bọn người đi thăm dò kia cũng bất tài vô dụng, chẳng đem lại được chút thông tin nào về vấn đề này cả. Bố Lan Thác Lý tức giận nói. Bây giờ cha đương đến cả ngồi yên trên thuyền cũng không được nữa vì Phi Nhĩ đã ra tay trước rồi. Nếu đúng là thần chết đến thì Phi Nhĩ cũng không có tác dụng gì cả. Cha đương có muốn lập công cũng không có cơ hội nữa. Có lẽ giờ ông ta còn đang đau lòng về chuyện bị Tháp Bố Tư đánh bại. Dạ đương nói bằng giọng vui sướng trên nỗi bất hạnh của người khác. Đáng đời. Bố Lan Thác lạnh lùng lên tiếng. Bọn họ đem xác của Cổ Hoành Mộc Thôi Nhị đi thì chắc chắn là có liên quan đến tin tức về chum chìa khóa trong tay ông. Vì thế các bọn họ nhất định phải tiếp cận ông, lấy được chìa khóa. Thế nên ông chủ ạ, chúng ta không việc gì phải sốt ruột. Còn thần chết thì chẳng bao lâu nữa sẽ phải lộ diện thôi. Dạ đương vừa nói vừa cười. Ha ha ha, chúng ta lấy tên cao thủ thập nhị đẳng sơ cấp đó làm mồi nhử. Có lẽ chỉ có loài sói biển chúng ta mới có cách làm đó. Tuy nhiên nếu không khiến bọn họ tin tưởng thì phải làm thế nào? Tôi nghĩ như thế có cứng rắn quá không? Bố Lan Thác Lý cười nói. Quá cứng rắn ư, càng cứng rắn càng tốt. Dạ đương đáp lại. Cũng không nhất thiết, nếu cứng rắn quá, bọn chúng sẽ nghĩ ngay ra ông. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có phục chế lại Hoành Mộc Thôi Nhị, tên thần chết đó võ công lại không bằng Hoành Mộc Thôi Nhị. Hắn muốn so bì một chút thì có khác nào tìm đến cái chết. Lúc đó e rằng chúng sẽ không đến nữa. Bố Lan Thác Lý than thở. Hoành Mộc Thôi Nhị mê muội chủ nghĩa quân phiệt. Loại người này chúng ta không dùng được đâu. Tin rằng tổ A rồi cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Tuy nhiên tôi nghĩ chìa khóa xương bối san quan trọng hơn tất thảy. Tổ A liên tục phái người canh giữ. Hao tốn không biết bao nhiêu của cải. Việc này không thể cứ kéo dài mãi được. Nếu bọn họ kéo dài tiếp thì bộ phận phòng vệ sẽ có một vài đồng chí bất mãn. Bây giờ bọn họ đâm lao phải theo lao bằng bất cứ giá nào. Tôi nghĩ thần chết lần này đến có phải là đem theo quyết tâm lớn lắm hay không? Dạ đương lại thở dài nói. Đây là sứ mệnh của quân đội mà. Bố Lan Thác Lý cũng thở dài theo. Lão khốn kiếp không trạch này, sao lại chịu thua một tên tù trưởng của một bộ tộc cơ chứ? Trong một căn phòng đã được đặt riêng khác. Mấy người bọn họ ngồi quay lại với nhau. Đây rõ ràng làm mất thể diện của dân tộc chúng ta. Một người đàn ông trung niên giận dữ lên tiếng. Chương 2738, nhử mồi. Tôi cứ nghĩ là nếu không trạch có thể lọt vào top 3 thì chúng ta sẽ liên lạc lại hợp tác với hắn. Phía sau còn mấy trận nữa, không trạch có thể gặp phải top 3, chúng ta nên khoan dung một chút. Hơn nữa tin rằng ông ta là người nước mình, chắc cũng có lòng yêu nước. Một người đàn ông Nhật Bản để dâu nói. Chìa khóa rút cuộc là trong tay ai? Hoành Đoạn Thôi Nhị cũng đã mất dấu vết. Chúng ta nên sớm hành động để lấy được nó. Nếu tiến hành theo kế hoạch thứ nhất thì càng hoàn thiện hơn. Bây giờ đến cả Hoành Đoạn Thôi Nhị cũng mất dấu vết. Chiếc chìa khóa này sắp biến thành một câu hỏi lớn rồi. Một người đàn ông khác lên tiếng. Mất tích hư, tôi tin là ông ta có mất hút nữa thì cũng sẽ phải lên thuyền. Có lẽ sau khi trận đấu này kết thúc thì mọi chuyện kỳ quái đều có thể xảy ra. Những tổ hành động đặc biệt biết trước những việc này có thể sẽ red eye trước. Đến lúc đó con thuyền này sẽ thành đại loạn. Một người đàn ông trung niên khác nói với vẻ tức giận. Trận đấu buổi chiều Thái Tây Hà đã thắng Thôi Khả Điền.
Ngày mai Diệp Phàm sẽ phải tỉ thí với Thái Tây Hà, còn buổi chiều Không Trạch sẽ nghênh chiến Thôi Khả Điền. Vì cả bốn người đều phải đấu vòng tròn nên hôm sau nữa Diệp Phàm sẽ lại tỉ thí với Thôi Khả Điền. Qua một vòng có thể xác định được người vô địch, nếu vẫn chưa rõ ràng thì có thể tiến hành một trận tỉ thí giữa người đứng thứ nhất và thứ hai. Trận đấu với Thái Tây Hà khá vất vả, hai người đánh ròng rã 4 tiếng rưỡi, mệt mỏi đến nỗi cả hai đều ngã xuống trên võ đài không đứng lên được. Cuối cùng Ngô Đại Thuận đành xin ý kiến của hội đồng cấp cao. Bọn họ quyết định kết quả là hòa, khiến tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Hội đồng cấp cao tất nhiên cũng có chút lo lắng, nếu hòa thì trận đấu này không đem lại chút tiền bạc nào cả. Thật không ngờ Thái Tây Hà lại lợi hại như thế, Tháp thiếu gia, anh có nhường chút nào không đó? Hồ Tuấn Thuyên khá là bất mãn, hắn đã đặt cho trận này tới 100 triệu nhưng lại không kiếm về một xu nào. Mẹ kiếp, tôi cũng đã cược 300 triệu, ông cho rằng Tháp bố tư tôi nhiều tiền thì không thích tiền nữa sao? Diệp Phàm cũng chẳng vui vẻ gì đáp lại. Cả người hắn đầm đìa mồ hôi, cái lưng cũng không dựng thẳng lên được nữa. Mẹ kiếp, tên đó rất dũng mãnh, tôi đang nghi ngờ không biết hắn có phải là hậu duệ của nhân viên Thái Sơn hay không. Trông tên đó cứ như là chưa tiến hóa hết vậy, cái mặt vẫn còn có nét cẩu tinh tinh, da thì đen sẫm, trên người mà có thêm chút lông lá nữa thì đúng là nhân viên Thái Sơn loại bé rồi. Đường Thành mỉa mai cười nói. Thái Tây Hà đến từ Mỹ, cũng là một cao thủ của bộ lạc Hồng Điểu. Bộ lạc bọn họ lạc hậu nhất, đã từng có người nghiên cứu đặt ra nghi vấn có phải bọn họ là hậu ruột của tinh tinh đen và chim hợp thành hay không. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là những lời nói vô căn cứ. Nếu nói bọn họ là hậu duệ của đại tinh tinh thì còn nghe có lý. Chứ hậu duệ của chim thì sao có thể tiến hóa thành người được. Hơn nữa loài chim không có cơ quan sinh dục, không thể tạp giao cùng đại tinh tinh được. Nghe nói vị giáo sư có kết quả nghiên cứu công bố khi đó đã bị bộ lạc Hồng Điểu vô cùng căm phẫn. Cuối cùng phải liên tiếp đăng báo 10 ngày, bồi thường 100 vạn đô la Mỹ để xin lỗi, vụ việc này mới lắng xuống. Sau này khi điều tra lại mới rõ hóa ra vị giáo sư này đã bị bộ lạc Hồng Điểu kia đánh lén. Nên mới cố ý sinh sự thôi, tất cả chỉ là một trò khôi hài. Kiều Nhuế vô khinh cười kể lại. Bất kể thế nào tên này cũng thực sự rất xứng để đấu một trận quyết liệt. Diệp Phàm nói, trong lòng cũng bắt đầu cảnh giác, thật không ngờ đối thủ này lại là một người có sức kháng cự và thực lực ngang ngửa với hắn. Thật lợi hại. Thôi Khả Điền đến từ Hàn Quốc tuy cũng có thực lực của cao thủ thập nhất đẳng nhưng so với cấp đỉnh giới của Diệp Phàm thì trận đấu cũng chẳng có gì kịch liệt. Diệp Phàm nhẹ nhàng xử lý xong hắn. Tính cho đến thời điểm hiện tại, Không Trạch Bản Tú đã thắng 2 trận, Diệp Phàm thắng 3 trận, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vô địch. Thái Tây Hà và Diệp Phàm bất phân thắng bại, tuy Không Trạch Bản Tú đã thắng Thái Tây Hà nhưng Không Trạch Bản Tú lại thua Diệp Phàm. Vì thế theo quy tắc tính số trận thắng của ban tổ chức thì cuối cùng Thái Tây Hà đã đứng thứ 2 trong cuộc tỉ thí tranh bá này, Không Trạch Bản Tú đứng thứ 3. Tuy nhiên sau khi Không Trạch Bản Tú đánh bại Thái Tây Hà thì ông ta hò hét trên võ đài thách đấu với người vô địch là Tháp Bố Tư. Diệp Phàm không hề có bất kỳ phản ứng nào. Không Trạch Bản Tú hét khản cổ trên võ đài nhưng đáp lại vẫn chỉ là thái độ im lặng của Tháp Bố Tư. Thậm chí ông ta còn giơ cả hai tay hai chân nhưng Tháp Bố Tư vẫn không ứng chiến. Kiều Nhuế vô khinh đại diện cho bên Tháp Tư Bố châm chọc khiêu khích Không Trạch Bản Tú không biết xấu hổ, lần trước nói chỉ cần xuất một tay, cuối cùng lại dùng đến cả hai tay. Dù Không Trạch Bản Tú lấy danh nghĩa mẫu thân mình ra để thề là lần này sẽ không như vậy nhưng Kiều Nhuế vô khinh bằng tài ăn nói đã bác bỏ khiến ông ta tức giận đến mức suýt chút nữa ra tay với cô ta. Cuối cùng, sau khi dùng chân đạp mạnh khiến sàn đấu bị toác ra một hố lớn, ông ta hét lên ta sẽ bồi thường rồi vội vàng biến mất. Vì sự việc này xảy ra nên trận đấu sau đó đã bị loại bỏ. Một ngày sau trưởng ban tổ chức ủy thác cho bố Lan Thác Lý tuyên bố Diệp Phàm đã giành giải quán quân và long trọng mời đi ăn. Diệp Phàm dẫn theo cả Vương Nhân Bàng và Kiều Nhuế vô khinh. Bên mời có quy định chỉ cho phép dẫn theo hai người đi cùng. Nhận thấy Đường Thành và Đỗ Thiên Thảo võ nghệ còn kém. Đến lúc phải bắt có bố Lan Thác Lý để ép hỏi về chìa khóa và tung tích của Sa Nhất Đao thì Đường Thành và Đỗ Thiên Thảo có vẻ hơi yếu thế. Vương Nhân Bàng là vệ sĩ còn Kiều Nhuế vô khinh là nhân tình của hắn. Thân phận bọn họ hoàn toàn phù hợp. Tiếp Diệp Phàm là một lão đầu hói tên là La Cách Tạp Nhĩ. Ông ta tự giới thiệu là cố vấn tùy thân của bố Lan Thác Lý, thực ra chính là quản gia. Bước vào thang máy, Diệp Phàm có cảm giác nó vẫn đi xuống.
Lần này Bố Lan Thác Lý định khoản đãi chúng tôi trong khoang thuyền hay sao? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Ha ha, tuy là phía dưới nhưng phong cảnh ở đó không hề thua kém chỗ này. Tháp thiếu gia là vị khách ông chủ tôi yêu quý nhất, nơi mà ông chủ định khoản đãi chắc chắn không thể tồi được rồi, đúng không? La Cách Tạp Nhĩ cười đáp lại. Có thể tổ chức một hội đấu lớn thế này chứng tỏ ông chủ các ông rất có uy thế, tất nhiên là không thể tồi rồi. Kiều Nhuế Vô Khinh cười lớn đáp lại. Cuối cùng thanh máy cũng dừng lại. Bọn họ bước vào một lối nhỏ, cũng không khác lắm so với những con đường hào hoa ở bên ngoài. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng thần quan sát cũng không phát hiện ra chỗ nào bất thường cả. Nếu so với những con đường bình thường bên trên thì hai bên lối đi này có nhìa tranh vẽ hơn. Cứ khoảng 2 mét lại treo một bức tranh hơn nữa, tranh loại nào cũng đều có cả. Có trường phái trừu tượng, tả thực, kỹ thuật. Các tác phẩm này có lẽ đều là tranh vẽ theo. Diệp Phàm sờ vào một bức tranh, giả bộ rất có hứng thú với chúng. Kỳ thực là hắn đang thăm dò xem bên trong dầu có vũ khí nào được giấu hay không. Tất nhiên rồi, thuyền này cũng không phải của ông chủ, sao có thể đem các bức tranh thật bậy ở đây được. Hơn nữa nơi này cũng không xứng tầm, có đúng không? Các tác phẩm này tuy là mô phỏng nhưng cũng đều là do các họa sĩ nổi tiếng vẽ lại. Nếu dùng phương pháp khảo cổ để giám định, anh cũng khó có thể phát hiện ra đâu là hàng thật hàng giả. La Cáp Tạp Nhĩ cười nói. Đi được chừng 20 mét nữa, quan sát những bức sơn dầu, Diệp Phàm bắt đầu thận trọng hơn. Vì các tác phẩm này khá giống với con đường đi vào mê cung chết. Không lẽ Bố Lan Thác Lý ông chủ tổ chức cuộc đấu lần này là người của tổ hải cẩu, hoặc là người của một tổ chức hành động của nước nào đó? Bọn họ dùng cách sắp đặt này không lẽ là để thăm dò phản ứng của ta? Linh cảm nhạy bén của Diệp Phàm đã nhận ra mục tiêu của sự sắp đặt này có lẽ là để nhằm vào thần chết của tổ A. Hoặc cũng không chắc chắn là nhắm vào thần chết, không chừng là để thăm dò tổ đặc nhiệm của nước khác đã đi vào mê cung chết. Bởi vì những thành viên đặc chiến đã từng đi vào mê cung khi nhìn thấy những bức tường với các bức tranh mê cung chết thế này chắc chắn sẽ có biểu hiện lạ. Có lẽ lúc này Bố Lan Thác Lý đang ngồi quan sát biểu hiện của bọn họ. Bọn người Bố Lan Thác Lý chắc chắn có vấn đề. Cũng không ngoại trừ trường hợp người của Hải Lang lợi dụng cơ hội ông ta mời tiệc nên thông đồng với chủ thuyền sắp đặt chuyện này. Nhưng dù sao Diệp Phàm cũng cảm thấy khả năng này rất khó xảy ra. Vì chìa khóa trong tay Bố Lan Thác Lý. Bố Lan Thác Lý có sắp xếp như vậy cũng rất nguy hiểm, ít nhất cũng khiến người của các tổ đặc nhiệm ở đây phải đề cao cảnh giác. Có lẽ ông ta đã có dự tính chu đáo rồi. Diệp Phàm mải nghĩ ngợi, khuôn mặt hắn bỗng rất trầm tư. Nếu Bố Lan Thác Lý có sắp xếp chu đáo thật thì việc hắn đi vào đây để bắt cóc ông ta có khác nào tự chui vào hang cọp. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Tâm trạng của Diệp Phàm rất phức tạp, nhưng biểu hiện thì không hề có chút thay đổi nào. La Cáp Tạp Nhĩ dừng lại trước một cánh cửa lớn. Cửa chính trông rất sang trọng, hai cánh cửa ngược chiều. Phía trên có khắc hình thù kỳ quái. Diệp Phàm nhìn, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Bởi vì hai cánh cửa này rất giống với hai cánh cửa bước vào mê cung, chỉ có điều nó nhỏ hơn vài lần. Dù sao thì bọn người Bố Lan Thác Lý chắc chắn vẫn có vấn đề. Giấu đầu hở đuôi, Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng. La Cách Tạp Nhĩ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Diệp Phàm vẫn điềm nhiên bước vào. Hắn vô cùng sửng sốt. Bên trong quanh cảnh bố trí không khác gì cảnh lệnh Hồ Sung cùng bốn vị trang chủ của Mai Hoa Trang đi đến một thủy lao cuối cùng bị bắt trói lại trong chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đến bây giờ, Diệp Phàm có thể khẳng định tất cả là do đội hải cẩu bày ra, mục đích là nhằm phát hiện ra thần chết của tổ đặc nhiệm A. Thần chết là người Trung Quốc, chắc chắn xem qua bộ phim này. Xem ra để tìm ra được thần chết họ đã tiêu hao không ít công sức. Vương Nhân Bàng hào hứng quan sát cảnh tượng bên trong sảnh. Diệp Phàm thấy anh ta nháy mắt, biết anh ta cũng đã phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Hắn vội vàng quay mặt đi chỗ khác vì một chút biến đổi trên khuôn mặt cũng có thể bị người trong tổ hải cẩu phát hiện ra và phân tích. Chỗ này có lẽ bọn họ sớm đã bày thế thiên la địa võng rồi. Bây giờ đã bước vào, nói không chừng lại không nhấc chân ra được. Đại sảnh lại là một cái hồ lớn, chắc diện tích cũng đến 70-80 mét. Ở giữa có một cột lớn chính là cột chống đỗ của khoang thuyền. Chương 2739, anh ta là người của các ông. Nước trong bể màu xanh. Giữa bể còn đặt một vài núi giả. Trung tâm núi được đặt một cái bàn hình chữ nhật, bên cạnh bày vài cái ghế. Thấy đám người Diệp Phàm đi vào, một người trung niên có sống mũi cao, mặc bộ Âu phục đặt điếu xì gà trên tay xuống đứng dậy, cười nói.
Tháp tiên sinh là khách quý của Bố Lan Thác Lý tôi, không ngờ quán quân của cuộc thi hành bá quyền vương lần này lại trẻ vậy. Thật khiến Bố Lan Thác Lý tôi kinh ngạc. Ông hông tôi như vậy chứ thực ra tôi đã gần 40 tuổi rồi. Ngược lại ông chủ Bố Lan Thác Lý khiến tháp mỗ tôi cảm thấy kinh ngạc hơn. Một người hào phóng như thế, tháp bố đã tưởng tượng nhiều lần không biết là nhân vật bí ẩn nào. Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được, tháp mỗ cảm thấy vô cùng hân hạnh. Diệp Phàm bắt tay nói với Bố Lan Thác Lý. Tháp tiên sinh có hài lòng với cách bài trí ở đây không? Bố Lan Thác Lý hỏi. Rất tốt, đem đến cho người ta cảm giác thanh tao. Trên khoang thuyền mà sắp đặt được khung cảnh như thế này chắc đã mất rất nhiều công sức. Diệp Phàm nói đáp lại. Đương nhiên rồi, bố tổng đặc biệt mời đạo diễn Paran nổi tiếng Hollywood đến thiết kế. Bởi vì, bố tổng nói, ba người đứng đầu ư ong cuộc thi võ lần này chắc chắn đều là những quyền vương kiệt xuất. Bố tổng rất xem hỏng các anh, cho nên đã tốn rất nhiều công sức cho việc tổ chức bữa tiệc này. La Cách Tạp Nhĩ cười nói. Cảm ơn thịnh tình của bố tổng. Diệp Phàm khách sáo nói, mỉm cười, quay người nhìn người mặc áo đen ngồi phía bàn đối diện, giật mình nghĩ thầm vì sao Dạ Đương cũng ở đây, nếu vậy tối nay cũng muốn chơi ở đây ư. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn tỏ ra lịch sự nói. Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn với vị tiên sinh này, hôm ấy không trạch bản tú đánh lén tôi, cũng may được sự giúp đỡ của vị tiên sinh này. Không thì, tháp mỗ cũng không qua được vòng thi đấu đầu. Ha ha, ông ấy là cao thủ hàng đầu của quyền hội chúng tôi. Chắc là các vị lần đầu nghe tên, Mr. Peter, biệt danh Dạ Đương. Bố Lan Thác Lý giới thiệu. Peter tôi không dám nhận là cao thủ hàng đầu của quyền hội, đó chỉ là do Dỗ Eating người nhàn dỗi dựng nên thôi. Dạ Đương đứng dậy, chỉ hứng hờ gật đầu coi như chào Diệp Phàm. Sau một hồi chào hỏi, hai bên ngồi xuống, Diệp Phàm ngồi đối diện với Bố Lan Thác Lý. Còn Vương Nhân Bàng với thân phận vệ sĩ nên không thể ngồi. Mặt anh ta lạnh tanh đứng phía sau Diệp Phàm, Kiều Nhuế vô khinh nhẹ nhàng ngồi bên phải Diệp Phàm. Đây là Latit năm 1986, không tồi. La Cách Tạp Nhĩ lấy chai rượu vang ra, cô phục vụ xinh đẹp bên cạnh nhẹ nhàng mở ra rót rượu vào ly của mỗi người. Vừa ngồi xuống uống hết ly rượu, La Cách Tạp Nhĩ nhận được một cuộc điện lẽ y y. Sau đó đến nói thầm với Bố Lan Thác Lý vài câu, Bố Lan Thác Lý nói với Dạ Đương. Dạ Đương. Anh lên xem thế nào, có vẻ như có vài tên dỗi việc. Mặc dù cuộc thi đấu đã kết thúc, nhưng việc bên lề thật không ít. Dạ Đương đáp lại một câu rồi vội vàng rời bàn tiệc. Không lâu sau, Vương Nhân Bàng sau khi nhận được điện thoại, dùng mật hiệu đến báo cáo với Diệp Phàm việc Dạ Đương thực sự rời khỏi đây, hơn nữa còn ngồi thuyền đi. Bố Lan Thác Lý làm như vậy lẽ nào đang đan dọ cho ta chui vào, để ta yên bụng uy hiếp hắn? Lẽ nào ông ta còn có con át chủ bài nào khác ngoài Dạ Đương? Ngoại trừ Dạ Đường ta còn sợ ai? Diệp Phàm nhẩm tính trong bụng. Sau khi họ chuyện một hồi, hai bên chuyển sang chủ đề về đồ cổ. Đột nhiên, Bố Lan Thác Lý cười nhạt nói, mới đây, tôi mua được một món đồ cổ. Nói đến đây, Bố Lan Thác Lý ra hiệu cho La Cách Tạp Nhĩ và nói, đem bức tượng cổ ra cho tháp tiên sinh xem. Bản thân tôi thấy rất thú vị. Ồ, đồ cổ gì vậy? Bố Tổng là người học sâu hiểu rộng đều cảm thấy thú vị. Vậy thì món đồ cổ này thực sự đặc biệt. Tháp mỗ cũng cảm thấy hứng thú rồi. Trực giác của Diệp Lão Đại mách bảo Bố Lan Thác Lý muốn ném lá bài gì xuống rồi. Quả nhiên, La Cách Tạp Nhĩ đi đến một căn phòng khác, không lâu sau quay về cầm trên tay một hộp đồ tinh xảo. Chiếc hộp này mua sau đó, hộp chính của bức tượng người bán không đưa cho tôi. Bố Lan Thác Lý cười nói, La Cách Tạp Nhĩ cầm lấy chiếc hộp nhẹ nhàng đặt trước mặt Diệp Phàm. Chiếc hộp được mở sau đó. Quả nhiên đúng như trực giác của Diệp Phàm trước đó. Sau lớp lụa vàng trong chiếc hộp được mở ra, lộ ra bức tượng của một người con gái mặc hang phục kimono Nhật Bản truyền thống. Bức tượng to bằng hai ngón tay, không rõ chất liệu làm ra bức tượng là gì, hình như làm bằng xương lại không phải là xương. Mặc dù Diệp Phàm không đoán ra được bức tượng làm từ chất liệu gì, tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy bức tượng kia nhất định là hàng Tây Bối. Chẳng lẽ Hoành Mộc Thôi Nhị nói dối? Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn đã quyết định thực hiện rồi. Hắn liếc mắt nhìn qua Vương Nhân Bảng, bất chợt quay lưng 360 độ trong không trung đến phía sau Bố Lan Thác Lý, ngón tay ấn chặt vào cổ Bố Lan Thác Lý, rồi nhanh chóng nép chặt lưng vào tường. Làm vậy sẽ đề phòng được có kẻ phía sau bắn lén. Còn Vương Nhân Bảng cũng nhanh chóng vọt lên trên khoang thuyền và dựa vào bức vách,
rồi vội vàng rút một chiếc súng ngắn từ đế giày khua khua trước mặt như thể tìm gì đó xung quanh. Cậu làm cái gì thế Tháp Bố Tư? Bố Lan Thác Lý có vẻ không run sợ, bình tĩnh hỏi vậy. Chúng ta nói thẳng móng heo ra nhé, bức điêu khắc này là giả, nhanh đưa hàng thật ra đây. Còn nếu không, bàn tay thô bạo của tôi sẽ vặt nghéo cái cổ của ông đi. Diệp Phàm lạnh lùng chất phất, mắt liếc nhìn Kiều Nhuế Vô Khỉnh, nói tiếp. Em nhanh ngồi nấp phía sau giả sơn, đề phòng sẽ có người bắn lén. Tháp thiếu, có chuyện gì thế? Kiều Nhuế Vô Khinh với vẻ mặt bàng hoàng hỏi. Nhưng, hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, lập tức cả thân người nhảy về phía hướng giả sơn ẩn nấp. Không kịp giải thích cho em nữa, cái cần làm bây giờ là đề phòng người của bố Lan Thác Lý sẽ hạ thủ em. Diệp Phàm giải thích. Bố Lan Thác Lý đã răng bẫy hết rồi. Bây giờ chúng ta phải sát cánh nhau cùng sông lên may ra mới bảo toàn được tính mạng. Bố Lan Thác Lý bình tĩnh phản ứng. Tôi không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Đừng giả bộ nữa, người của ngươi được phái đến chính là muốn người khác bị mắc câu, bây giờ thì đến rồi đó. Nhanh giao nộp pho tượng người nữ ra, mà phải là hàng thật đó, độ kiên nhẫn của tôi chỉ có hạn. Nếu như tôi đếm từ 1 đến 10, ông vẫn chưa giao nộp. Vậy tôi đây chỉ còn cách là thử cái cổ của ông cứng hay bàn tay của Tháp Bố Tư tôi cứng mà thôi. Diệp Phàm dường như quyết lật đến quân bài cuối cùng. Lúc này cũng chẳng cần thiết phải nói rông dài làm gì, tất nhiên, Diệp Phàm chưa tiết lộ thân phận của mình. Còn với chiếc chìa khóa kia, không riêng gì tổ bọn A muốn, mà xem chừng tất cả các tổ hành động đặc biệt của các nước khi biết việc này cũng đều muốn. Thôi thì để bố Lan Thác Lý tự mình đoán thân phận mình vậy. Về phần Diệp Lão Đại, hắn đã bắt đầu đếm, và xem ra không cho bố Lan Thác Lý cơ hội. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng lo lắng đêm dài lắm mộng. Nếu quả thật là như vậy thì xem ra sẽ chẳng có ai thoát được. 1, 2, 3, 4. Khi đếm đến 9, bố Lan Thác Lý không nhịn được nữa, liền nói. Tạp Nhĩ, đưa gỗ đồng cho họ. Rất nhanh, là cách Tạp Nhĩ từ trong động giả sơn lấy ra một chiếc hộp. Diệp Phàm sau khi xem xét kiểm tra, đã nghĩ rằng nó đúng là hàng thật. Bố Lan Thác Lý liền nói, thế nào, các anh đã có được thứ các anh cần, bây giờ có thể thả bọn tôi ra được rồi chứ? Ông còn phải tiễn bọn tôi lên thuyền. Diệp Phàm mồm nói, tay chi vào cái hộp đang trong khoảng không, rồi đưa nâu bay vào trong cái bọc phía sau lưng. Đúng lúc này, xẹt xẹt xẹt, bỗng có tiếng máy móc vang tới, Diệp Phàm tập trung lắng nghe. Phát hiện ra vách tường trái trên khoang thuyền đang ập sang hai bên. Đừng có chọc giận tôi chứ, cái cổ của ông sắp bị vặt đi rồi đó. Diệp Phàm trừng mắt tức giận. Ha 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 ha, bố Lan Thác Lý bỗng cười ha hả, tiếng cười như lọt tim gan trong khoang thuyền kín mít ấy. Anh là thần chết à? Bố Lan Thác Lý hỏi, tay chi chiếc cửa trượt ra, phát hiện bên trong có một chiếc lồng sắt khổng lồ. Bên trong còn giang giữ một người, người này bị những sợi dây xích lớn khóa lại, tay chân cũng bị khóa lại. Diệp Phàm thấy. Chiếc lồng sắt ấy rất khó để phá vỡ. Nếu có dùng thuốc nổ cũng khó mà phá vỡ trong một thời gian ngắn được, tình huống này có vẻ giống với Thiếu Ngạo giang hồ bản hiện đại khi mà Nhiệm Ngã Hành bị khóa vậy. Dưới con mắt chùn ưng, cho dù nói tóc dài che khuất cả khuôn mặt. Ấy vậy, lúc này, là cách Tạp Nhĩ vừa nhấn nút cơ quan. Nước từ bên trên phun thẳng xuống phía dưới, làm họ ướt từ đầu tới chân. Nước này chắc là nước băng tan, rất lạnh, người ở trong lồng sắt cũng đã tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên, Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng suýt chút nữa đã gọi tên, bởi vì đó chính là Xa Nhất Đao đã mất tung tích bấy lâu. Suy nghĩ ấy, dường như La Cách Tạp Nhĩ hiểu được, liền hỏi. Hắn là người của các ông hả, thần chết. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Diệp Phàm phủ nhận, và tất nhiên là sẽ không thừa nhận rồi. Bọn tôi muốn trao đổi hắn với bố Lan Thác Lý. La Cách Tạp Nhĩ nói. Thả người ra mau. Diệp Phàm nói. La Cách Tạp Nhĩ cười nhạt, nói. Anh có bản lĩnh thì tự mình làm đi. Diệp Phàm nắm chặt tay, hừ. Bố Lan Thác Lý như không chịu được, nhún mày hét lớn lên. Các anh dám hãm hại chủ nhân của ta, hôm nay ba người các anh khó mà thoát ra được khoang thuyền này. La Cách Tạp Nhĩ giống lên một tiếng, mắt hằn học nhìn Diệp Lão Đại. Soạt. Kiều Nhuế Vô Kinh tương đối cơ trí, bất ngờ từ dưới giả sơn nhảy lên, trong nháy mắt đã vào tới trước chiếc lồng sắt. Trong tay chìa ra một thanh đao sắc nhọn màu vàng, súng đao hơi có màu đen, xoay tròn quanh chiếc trụ lồng to như cánh tay trẻ con. Sắc sắc, không ngờ chiếc trụ sắt cứng như vậy đã nứt ra, và Kiều Nhuế Vô Khinh nhảy lên đạp một cước,
chiếc trụ liền vỡ toang ra. Còn Kiều Nhuế Vô Khinh thì mặt mỏ đỏ bừng bừng, vừa rồi chắc là đã sử dụng hết nội công tu luyện được truyền vào thanh đao nên mới có uy lực lớn đến thế. Kiều Nhuế Vô Khinh đang trong lúc hăng máu, liền đánh gãy thanh sắt thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba, chiếc lồng xem ra đã có một cái lỗ đủ để một người chui ra. Xem ra, Bố Lan Thác Lý đã trong tay Diệp Phàm, người của ông ta cũng không dám có bất cứ hành động nào manh động. Chương 2740, thân thế thật của Dạ Đương. Vương Nhân Bàng quan sát bốn phía xung quanh, khi Kiều Nhuế Vô Khinh muốn phá khóa dây sắt xa nhất đao thì vấn đề đã phát sinh. Võ công của cô ta chưa đủ thâm hậu, cô ta liên tiếp chặt vài nhát đao vào sợi dây xích nhưng sợi xích đã khiến chiếc đao bị lõm vào vài vết. Khí lực của tôi không đủ rồi, ô kim đao chém cũng không được, Tháp thiếu gia, hay là anh thử xem sao? Kiều Nhuế Vô Khinh đứng trong lồng sắt, kêu lên với vẻ mặt lo lắng. Tôi đến đây, hãy để ý xung quanh và phía trên. Diệp Phàm dặn dò Vương Nhân Bàng, đoạn lôi theo Bố Lan Thác Lý cùng đi vào trong lồng sắt. Bỗng một cú đấm giáng xuống thình thịch, La Cách Tạp Nhĩ bị Diệp Phàm giáng cho một quyền ngã nhào vào nước bất tỉnh. Diệp Phàm đã ra tay rất thích đáng, ông ta bị ngã xuống nước nhưng không bị dìm chết mà còn châm chọc đối phương. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng thần liếc nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện ra bất kỳ thiết bị nào. Tuy vậy hắn không tin trong lồng sắt này không cài thiết bị theo dõi. Lúc này cũng không có thời gian mà suy tính thêm nữa. Cứu xa nhất đao là việc gấp nhất. Vì thế hắn giao ngay Bố Lan Thác Lý lại cho Kiều Nhuế Vô Khinh, đồng thời huy động sức mạnh của ô kim đao. Hắn nhận ra ô kim đao quả nhiên là một thanh đao tốt. Trong nháy mắt trên vết đao lõm bỗng nhô lên những đốm vàng chừng 10 cm. Chúng co giãn, trông giống như một vật còn sống. Chỗ lồi lên này còn nhắc nhọn hơn cả đao thật, giống như loại đao laser trong phún. Hắn biết ô kim đao và nhu cực đao của Vương Nhân Bàng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại rất kỳ diệu. Có lẽ chúng đều có tác dụng phóng đại nội khí lên. Vật này có lẽ chính là bảo bối của bộ lạc Kiều Nhuế Vô Khinh. Loảng xoảng. Trong chớp mắt, Diệp Phàm hên tiếp chém mấy chục nhát đao mới chém đứt được sợi dây xích. Sợi dây xích này chắc chắn là tổ hải cầu đã phải dùng những nguyên liệu mới nhất để tạo thành. Nếu không thì đã không phải dùng nhiều sức đến thế. Diệp Phàm sóng xa nhát đao hên lừng, nhằm hướng bên ngoài mà đi. Hắn nói với Kiều Nhuế Vô Khinh. Đưa Bố Lan Thác Lý ra đằng trước làm bia chắn. Kiều Nhuế Vô Khinh nghe theo, hai tay bấu vào thắt lưng Bố Lan Thác Lý, đi ra phía bên ngoài. Nhưng khi bóng Diệp Phàm vừa thoát ra khỏi chiếc lồng sắt đến trước khung cửa sắt thì một sự cố lớn đã xảy ra. Hắn cảm thấy phía trước bỗng có một chưởng rất mạnh nhằm thẳng về phía mình. Luồng sức mạnh ấy khiến Diệp Phàm cũng phải sợ run lên. Hắn biết luồng sức mạnh này mạnh hơn nội công của hắn rất nhiều rồi thầm nghĩ lẽ nào Dạ Đương đã quay hở về. Đằng nào cũng chết, Diệp Phàm dốc sức chạy ra phía ngoài. Uỳnh! Một âm thanh lớn lại vang lên, cả Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng đều bị Hồ Ngư Ê mạnh đó đẩy qua hở về chiếc lồng sắt. Kiều Nhuế, cô làm cái gì vậy? Diệp Phàm lau máu hên múi, hai mắt trợn lên khi phát hiện ra kẻ tấn công không ai khác chính là Kiều Nhuế Vô Khinh. Vương Nhân Bàng lao một mũi giáo về phía cô ta nhưng đã muộn. Kiều Nhuế Vô Khinh đã sớm ra trưởng. Khiến anh ta hộc máu lên cả hai cánh cửa làm bằng đồng. Vương Nhân Bàng có cảm giác, quyền này của cô ta như đã đánh gãy xương cốt anh ta. Anh ta gắng gượng đứng lên nhưng không được nữa. Anh ta nhìn Kiều Nhuế Vô Hĩnh bằng ánh mắt kinh hãi, không hiểu nổi từ khi nào cô gái này đã trở nên lợi hại như vậy, có lẽ còn lợi hại hơn cả Diệp Phàm. Anh không sao chứ, Kiều Nhuế, cô đúng là đồ khốn. Diệp Phàm giận dữ đỏ mắt nói. Ha ha ha. Kiều Nhuế Vô Khinh cười một cách man rợn, nhìn Diệp Phàm rồi lại nói tiếp. Có phải anh thấy ban nãy cứu người quá dễ dàng không, thấy bố cục mà Bố Lan Thác Lý bày ra thật chẳng ra gì không? Đến một dạm gác ngầm cũng không có. Có phải các anh cảm thấy Bố Lan Thác Lý rất ngu ngốc, các anh có thể cứu người một cách dễ dàng như thế đến một chút phản kháng chống cự cũng không có? Nói cho các anh biết, căn phòng này không cần bất kỳ thiết bị vũ khí nào cả lại cũng không có bất kỳ trạm gác ngầm nào cả. Điều đó là bởi Dạ Đương ta đang ở đây. Nếu theo cách nói của người Trung Quốc các anh thì các anh chi là mấy con tép đáng thương mà thôi. À, không không không, chi là mấy con bọ nhỏ thôi. Kiều Nhuế Vô Khinh nói với giọng điệu vô cùng khinh bỉ. Dạ Đương, sao cô có thể là Dạ Đương được? Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng gần như đồng thanh hét lên. Tháp bố tự anh là thần chết của tổ A thì sao Kiều Nhuế Vô Khanh không thể là Dạ Đương của đội hải cẩu được?
mũ. Đúng lúc đó, bố Lan Thác Lý bỗng nhẹ nhàng bước tới, khoan thai ngồi xuống. Ông ta ngồi vắt chéo chân, nhặt lên nửa điếu xì gà còn sót lại châm lên hút tiếp. Bố Lan Thác Lý, ta thực chất chẳng cần bày binh bố trận gì. Chỉ mình Dạ Đường đã đủ để tóm gọn các ngươi rồi. Thật đáng tiếc, các ngươi lại đến những hai người liền. À không, không, thêm cả vị này nữa là ba. Ba người các anh đều là cao thủ của tổ A. Đến đúng lúc lắm, lần này, đội hải cẩu chúng ta có chỗ để chút bực rồi. Ngày mai các ngươi sẽ biết tất cả thôi. Ba người các anh đều đã bị chúng tôi tóm gọn cả. Xem ra tổ A cũng chẳng còn ai nữa rồi. Bố Lan Thác Lý nói xong thì cười ha hả. Ông ta cũng chẳng thèm liếc sang phía La Cách Tạp Nhĩ đang nằm trong hồ nước. Bọn họ còn sát thương hai người nữa, bị Không Trạch Bản Tú đả thương, có lẽ đã bị tàn phế rồi. Tổ A một chốc một lát bị mất đi năm cao thủ. Ông chủ, ông nói xem tổ trưởng tổ A sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Kiều Nhuế Vô Khinh lại cười lớn. Cô! Diệp Phàm hét lên giận dữ. Hắn cõng Xa Nhất Đao chạy thẳng ra bên ngoài nhưng liên tiếp cả ba lần đều bị mấy trưởng của Kiều Nhuế Vô Khinh đẩy bật quay lại. Thực lực của hai bên kém nhau rất xa. Diệp Phàm lúc này cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Kiều Nhuế Vô Khinh lại bật cười khanh khách. Nhưng cũng chính lúc này cánh cửa lán bỗng nhiên bật ra. Vèo một tiếng. Tránh mau ra. Kiều Nhuế Vô Khinh vừa nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi ngay bởi vì phía bên ngoài cánh cửa bỗng có một tên lửa cỡ nhỏ bay vào. Tốc độ của nó rất nhanh. Diệp Phàm chớp lấy thời cơ, phi mấy chục phi đao tới tên lửa. Kiều Nhuế Vô Khinh và bố Lan Thác Lý vừa nhảy vọt ra bên cạnh thì tên lửa đâm vào khoang thuyền nổ tung. Tất nhiên đó là do phi đao của Diệp Phàm lao vào tên lửa. Tuy Kiều Nhuế Vô Khinh tránh được nhưng tên lửa đặc biệt này có sức công phá rất lớn. Một tiếng nổ lớn vang lên, khoang thuyền bên dưới rung lên, nước trong hồ cũng ào ào phun lên, đập vào nóc khoang rồi lại bắn trở lại, cả khoang thuyền đầy những bọt nước. Đi mau thôi, tôi yểm trợ cho anh. Trước khi uy lực của tên lửa hoàn toàn biến mất, trong lúc bọt nước bắn tung tóe, Diệp Phàm vội xông vào. Hắn lao vào không trung đặt Xa Nhất Đao bên cạnh Vương Nhân Bàng. Vương Nhân Bàng nhìn thấy vội ôm lấy người rồi đưa chiếc hoppy cho Diệp Phàm nhét vào trong quần áo của Xa Nhất Đao. Đại ca, có chết thì cùng chết, Vương Nhân Bàng nhất định không đi. Đồ ngu, cậu muốn chết hết hay sao, biến đi. Diệp Phàm dùng hết sức hét lên bằng cái giọng khàn khàn. Phi đao lao tới tấp như mưa đến chỗ Kiều Nhuế Vô Khinh và bố Lan Thác Lý. Vì phải bảo vệ bố Lan Thác Lý nên Kiều Nhuế Vô Khinh tay chân luống cuống. Đại ca, chúng ta cùng chạy đi. Vương Nhân Bàng vẫn lưỡng lự nhưng đã kịp cột chặt Xa Nhất Đao trên lưng chạy ra ngoài. Quỳnh! Kiều Nhuế Vô Khinh vô cùng tức giận, xuất ngay một trường. Diệp Phàm bị dồn đạp vào phía khung cửa, máu tươi chảy ra, bắn tung tóe đến hơn 10 mét. Đại ca, chạy thôi. Vương Nhân Bàng ngoái đầu lại, dục Diệp Phàm cùng tháo chạy. Đồ ngu, muốn cùng chết à, tôi xin cậu. Diệp Phàm hét lên một tiếng cuối cùng, đạp Vương Nhân Bàng bắn ra phía ngoài. Tất nhiên Diệp Phàm cũng hành động thích đáng, thực chất là để giúp cho Vương Nhân Bàng chạy nhanh hơn. Vương Nhân Bàng thấy vậy, biết không thể chần chừ thêm nữa, nếu cứ tiếp tục thì tất cả sẽ bỏ mạng ở đây. Tôi đi đây, đại ca, đại ca. Vương Nhân Bàng hét lên. Âm thanh bi thương đó cứ âm ỉ vọng lên trong lối đi nhỏ. Diệp Phàm giống như một chiếc banh bao nhân thịt người bị mắc kẹt trong lối đi nhỏ, hắn dùng tấm thân như gang thép và toàn bộ sức lực của mình đánh với Kiều Nhuế. Vô Khinh một trận. Phía sau đã là vách khoang thuyền, không còn đường lui nữa, một luồng sức mạnh không sợ chết dâng lên trong người hắn. Hắn đã tê hệt hoàn toàn, chỉ còn lại niềm tin. Đó chính là sức mạnh cuối cùng để kháng cự với Dạ Đường. Hắn dùng hết sức lực chút lấy thời cơ, chỉ cần Vương Nhân Bàng lên được đến thuyền. Đến lúc đó hên thuyền có 2-3 ngàn người, bọn người của nhóm hải cẩu cũng không dám ra tay nữa. Một phút sau, cả người Diệp Phàm bê bết máu. Phù, một tên lửa cỡ nhỏ lại bay vụt vào. Kiều Nhuế Vô Khinh lên tiếng, tên khốn khiếp nhưng cô ta vẫn phải thu tay lại, giúp bố Lan Thác Y né sang một bên. Diệp Phàm rất lỉnh táo đã xuất một quyền mạnh ảo tới. Hắn biết nếu chạy không thoát thì Kiều Nhuế Vô Khinh sẽ không tha cho hắn. Tôi sẽ chiến đấu với cô đến cùng, Diệp Đường, cô ăn nằm với tôi, nếu chết thì chúng ta cùng chết vậy. Diệp Phàm nhìn cô ta bằng ánh mắt hung hãn, đứng lên một cách dứt khoát rồi lao tới. Cả người hắn ôm hầm lấy Kiều Nhuế Vô Khinh. Lúc này mấy quả lựu đạn lại được tung vào. Phía trong bỗng loạn lên,
Sương khói bao phủ toàn bộ, đại sảnh rung lên như sắp sụp xuống, bốn bên đều phát ra tiếng nổ và xuất hiện các lỗ thủng. Chạy đi thần chết, tổ A sẽ thất bại, chắc chắn thất bại. Đúng lúc đó, một giọng nói khàn khàn từ phía sau bỗng vang lên. Một tiếng vèo vang lên, có tiếng người tiến vào. Trên thân còn có 8 quả lựu đạn, cảm tử không sợ chết bước vào. Diệp Phàm giơ hai chân lên tung một cú đá về phía Kiều Nhuế Vô Khinh. Trước mắt hắn hiện lên một bóng người khá quen thuộc, hắn vô cùng kinh ngạc. Đó có phải là Ngô Đại Thuận không, là người dẫn hội thi võ đây mà. Không ngờ ông ta lại là người của tổ A. Muốn chết thì dễ dàng thôi. Ngô Đại Thuận chưa tới thì Kiều Nhuế Vô Khinh đã lao đến trước mặt. Cô ta xuất ngay một chưởng mạnh vào người ông ta. Lúc này lựu đạn đang mở ngòi. Nhưng một quả lựu đạn đã bị một chưởng của Kiều Nhuế Vô Khinh đá quăng vào góc. Một quả cuối cùng hên người Ngô Đại Thuận phát nổ ngay cạnh đó. Ngay tức khắc, một bên chân bị văng lên không trung, máu tươi bắn tung tóe cả đại sảnh. Diệp Phàm phát hiện trong lúc tiếng nổ lớn phát ra, Ngô Đại Thuận đã dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy đùi của Kiều Nhuế Vô Khinh. Chương 2741, chỉ thị của số 1. Kiều Nhuế Vô Khinh đánh một chưởng xuống, đầu Ngô Đại Thuận lập tức nở hoa. Nhất thời chỉ còn lại một bên đầu, óc và máu tươi bắn hết cả lên người Kiều Nhuế Vô Khinh và Bren. Chạy mau, tôi đánh giá cao thần chết cậu. Cuối cùng Ngô Đại Thuận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt phức tạp, anh ta không nhắm mắt lại, cuối cùng hô một câu. Mẹ kiếp! Đột nhiên Diệp Phàm bùng lên, vung phi đao ra. Tuy nhiên, phi đao vào đúng Kiều Nhuế Vô Khinh rõ ràng là vô dụng thôi. Cô khẽ đưa tay ra một quyền, có thể cuốn nội khí của lựu đạn bằng dây lụa bình. Thường như cuốn Diệp Phàm và phi đao vào lòng bàn tay. Ngô Đại Thuận nhìn thấy, một con mắt còn lại trừng lớn. Máu tươi trong mắt ứa ra. Kiều Nhuế Vô Khinh hét to một tiếng, lập tức phần eo phun ra toàn máu tươi. Bởi vì, Diệp Phàm ép con rơi màu tím nhạt giấu ở trên trán đi ra, như quỷ ảnh tử giấu ở trong phi đao, đột nhiên nổ lên. Nội khí con rơi hình thành trong lòng bàn tay Kiều Nhuế Vô Khinh im lặng nhân cơ hội xoay tròn một vòng vào phần eo của cô. Quần áo bị rách ra rồi, có thể thấy được rõ ràng màu da bên trong. Hơn nữa, chạy dọc từ xương sườn xuống, ngay cả trên xương sườn cũng bị cắt vào vài phần. Diệp Phàm không hiểu được đoạn không gãy, có lẽ là tốc độ của nội khí con rơi quá nhanh hoặc là cái gì đó, ngay cả một chút máu tươi cũng không kịp tràn ra ngoài. Diệp Phàm sớm xoay người một cái. Con rơi lóe lên liền bay vào bên trong trán. Thằng này không muốn sống gượng chống chạy như điên ra bên ngoài. Vừa mới chạy như điên không lâu sau phát hiện một lối nhỏ trong bức tranh giống như hơi bị dị trạng. Diệp Phàm đi đến nhìn vào bên trong, ở bên trong có mười mấy cái tay núp ở bên trong. Diệp Phàm vừa thấy, lập tức xoáy lên, sau đó ném ra, tiếng nổ vang lên, toàn bộ. Thuyền đều bắt đầu lắc lư, một nửa lối đi nhỏ phía dưới bị sụp xuống. Vĩnh biệt chiến hữu tử thần của tôi. Một con mắt còn lại của Ngô Đại Thuận cuối cùng nhắm lại. Bởi vì con rơi cũng làm cho Bren có vết cắt rồi, Kiều Nhuế Vô Khinh cũng không chịu nổi tổn thương. Người này hận tới mức nghiến răng kèn kẹt, lao tới không ngờ phát hiện lối đi nhỏ bị sụp biến hình, muốn làm sạch dấu vết phải mất một chút thời gian. Diệp Phàm vừa mới vào tới trên thuyền, nghe thấy mặt trên vang lên một tiếng nổ thật lớn. Hiểu được là bọn Đường Thành đã hành động mở đường. Quả nhiên, trên thuyền loạn hết lên. Có khoảng 100 người bị thương, những người ở trên thuyền người toàn là máu liều mình chen chúc nhau hướng tới thuyền cứu nạn. Mà trên thuyền các quý ông quý bà giàu có xuất hiện dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, tất cả người ở trên thuyền đều hỗn loạn, Diệp Phàm vừa thấy, cũng nhanh chóng lăn lộn đi. Mấy chục thuyền bé đã được chuẩn bị để cứu sống thuyền Mã Lệ Châu, lúc này đã cho mười mấy thủ thủy đoàn xuống, Diệp Phàm chen lấn ở bên trong. Liều mình hướng tới cách đó không xa rồi ngừng lại trước mặt hai chiếc thuyền nhỏ chở khách. Ngay sau đó, Diệp Phàm lại truyền một tin liên lạc khẩn cấp. Thật may là vật này chưa bị hỏng, không ngờ còn có liên hệ với đám người Vương Nhân Bàng này. Anh chưa chết. Vương Nhân Bàng kích động la lớn khóc lóc. Tôi không chết được, các cậu ở đâu vậy? Diệp Phàm hỏi. Chúng tôi đã lên tàu chở khách số 1, anh lại đây nhanh lên, toàn bộ người của chúng ta ở trong này. Vương Nhân Bàng kêu lên. Diệp Phàm chạy tới đoạt lấy vị trí cầm lái, lái tàu hướng tàu chở khách số 1. Bởi vì trên thuyền cũng có mấy người bị thương, Diệp Phàm còn thảm hại hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nhận thức được người kia là một quả trứng thối đặc biệt xui xẻo. Hơn nữa, Diệp Phàm thảm như vậy,
cũng không có ai có thể nhận ra người này chính là đồng chí Tháp Bố Tư đã giành chức vô địch quyền Anh. Thuyền bé đến gần tàu chở khách số 1, Diệp Phàm đã nhìn thấy Vương Nhân Bàng đứng ở lan can phất tay. Cậu nhóc, cậu có hóa thành cho lão phu cũng nhận ra cậu. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, Diệp Phàm nghe theo tiếng âm thanh nhìn lại, trong lòng lập tức kêu một tiếng khổ rồi, không ngờ gặp con rùa già này. Bởi vì, Không Trạch Bản Tú đang đứng đối diện trên một thuyền bé thượng lang cách đó không xa nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vẻ mặt lão thất toát ra vẻ nghiền ngẫm chi cười, trước mặt ông ta Diệp Phàm chính là một người chết. Nhìn thấy Vương Nhân Bàng cách đó khoảng 5060m, Diệp Phàm vừa ngoan tâm. Anh ta quay bánh lái ngược lại lái đi. Cuối cùng liếc mắt nhìn đám người Vương Nhân Bàng đường thành một cái, giơ tay vĩnh biệt Vương Nhân Bàng, lại duỗi tay chỉ Không Trạch Bản Tú cách đó không xa, trong lòng anh ta buồn rầu nhắc tới. Các anh em, vĩnh biệt, kiếp sau, chúng ta sẽ làm anh em tiếp. Diệp Phàm làm như thế đương nhiên là để dụ Không Trạch Bản Tú đi hướng khác, nói cách khác để cho đám người Vương Nhân Bàng nhìn thấy đánh nhau chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó hậu quả chính là không hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ các đồng chí đều hy sinh ở chỗ này rồi. Bởi vì, mục tiêu của Không Trạch Bản Tú quá lớn. Tại thời điểm hỗn loạn này, ngoài tổ chức đặc cần, còn có đội hải lang tìm kiếm mình, phỏng chừng không lâu nữa trong đêm người đàn bà chết tiệt cũng sẽ tới. Anh! Vương Nhân Bàng vừa thấy, lập tức vọt về phía một con thuyền nhỏ phía trước rồi dừng lại, người lại bị Đường Thành và Đỗ Thiên Thảo ôm lấy. Hai mắt Đường Thành bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Nhân Bàng chỉ nói bốn chữ, nhiệm vụ, quốc gia. Đó là nhiệm vụ quốc gia. Vương Nhân Bàng điên rồi, một quyền khiến Đường Thành bắn vào trên bong thuyền, Đỗ Thiên Thảo bị anh ta đá một cước văng ra. Lúc này trên thuyền rất loạn, cũng không ai chú ý đến vài tên đánh nhau. Bởi vì, có khối người vì muốn tranh giành lên thuyền trước, vì muốn đoạt áo cứu sinh hoặc muốn có bộ quần áo mặc giữ ấm mà đánh nhau. Hơn nữa, còn có người nhân cơ hội này phát ra tai nạn, giật tiền hoặc cướp đồ trang sức đeo tay như vòng đeo tay. Cho nên, động tác Vương Nhân Bàng cũng không khiến cho mọi người chú ý tới. Nhân Bàng, chúng ta là người Trung Quốc. Một âm thanh trầm vang lên bên tai Vương Nhân Bàng. Ông cụ, ông hãy coi như không có đứa cháu kém cỏi này. Vương Nhân Bàng dùng mật hiệu quát. Quay lại, lấy quốc gia làm trọng. Âm thanh qua loa truyền đến Vương Lão. Tôi muốn giúp anh. Vương Nhân Bàng đau lòng hét lớn. Anh ta là anh hùng, người dân châu Á sẽ mãi nhớ đến anh ta. Giọng của đồng chí Cung Khai Hà từ bên trong thuyền truyền đến. Nhớ kỹ, anh ta là anh hùng. Anh ta là niềm kiêu hãnh của nước Cộng Hòa. Tôi là Đường Hạo Đông. Một âm thanh trầm truyền đến. Vương Nhân Bàng như bị giáng một đòn nghiêm trọng, nhất thời ngấn ngơ ngây ngấn cả người. Không thể ngờ được giờ phút này Chủ tịch Đường đã ở trung tâm chi huy của tố đặc nhiệm A. Vâng, anh ta là anh hùng, anh ta là niềm tự hào. Vương Nhân Bàng hét to một tiếng rồi cúp điện thoại. Anh ta đá một chiếc phao ra ngoài biển, miệng mắng to. Anh là anh hùng, anh là niềm tự hào, tôi chỉ muốn anh của tôi, anh. Anh là anh hùng, anh là niềm tự hào. Lý Khiếu Phong thì thầm hai câu, giống như người ngơ ngác dừng lại ngồi trên ghế. Không có một giọt nước mắt nào chảy xuống. Đúng lúc này, không hiểu được vị ủy viên ấy hát lên bài hát ca ngợi người anh hùng không lâu sau, tất cả các tướng quân trong đại sảnh đều ngân vang lời trầm bồng của khúc ca theo người chỉ huy. Vì sao chiến kỳ đẹp như bức tranh, máu tươi anh hùng nhuộm đỏ cả cô gái? Vì sao tuổi xuân ở khắp nơi, mạng sống anh hùng nở hoa tươi? Anh hùng đập mạnh xuất chiến hào. Một tia sáng rạch nước trường không, rạch nước trường không. Đất sụt xuống lấy thân mình ngăn cản, trời sập xuống cánh tay giơ cao. Hai chân hừng hực ngọn lửa, toàn thân lấp lánh cầu vồng khoác trên vai. Thanh âm kia càng ngày càng cao càng xa, Lý Khiếu Phong từ dưới đất đứng lên, cũng tham gia vào đội hợp sướng. Tiếng hát chỉ quanh quẩn ở trung tâm chi huy, các tướng quân càng hát càng cao càng say, hát đi hát lại mấy lần. Một lúc sau Đường chủ tịch nói. Có tin tức mới nhất báo cáo trực tiếp bằng điện thoại. Sau đó, chủ tịch Đường nặng nề nện bước chân đi. Anh làm cái gì thế, đã nhìn thấy rồi quay lại làm gì nữa? Tất cả đoàn người trên tàu đều kêu lớn, có mấy người nhào lên muốn cướp bánh lái của Diệp Phàm. Vài tiếng nổ vang, mấy tên kia bị Diệp Phàm trưởng liền bị bắn vào trong. Trướng Lý Phác kêu to cứu mạng. Cứu người làm gì, bố mày cũng chuẩn bị mất mạng đây, cứu cái bướm à? Diệp Phàm hừ một cái, tuy nhiên, nhìn trên thuyền có vài cái người mặc áo phao cứu sinh liền hô.
cởi ra đi, ném cho bọn họ. Không. Một người phản đối, bá địa một tiếng đã bị Diệp Phàm đá một cái bắn vào trong. Còn người vừa thấy rất hung thần ác sát rồi, nếu không nói phỏng chừng phải có được vương bát rồi. Dùng áo phao cứu sinh trên biển không an toàn bằng ngồi trên thuyền. Cho nên, bọn họ không ngừng cởi áo cứu sinh ném cho những người ở dưới biển. Tiểu Liễu, xuống biển đi. Giọng của Không Trạch Bản Tú truyền tới. Diệp Phàm vừa mới không để ý tới anh ta, vừa chuyển bánh lái đã nghĩ chạy về hướng tàu chở khách số 2. Tuy nhiên, một hình ảnh một đạo hắc hiện lên trước mắt. Biết là Không Trạch Bản Tú đã tới. Với bản lĩnh của lão già này, nhảy xa khoảng 10 mét cũng không có vấn đề gì. Bởi vì trên biển gió to, mượn gió trượt khoảng mấy trăm mét trên không cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm vừa thấy, vội vàng tăng tốc độ lên mức nhanh nhất. Vừa xông lên đầu thuyền Mã Lệ Châu. Lúc này trên thuyền đã sớm loạn hết lên, không chừng còn có thể đục nước béo cò tránh được một kiếp. Tuy nhiên, đương nhiên là Không Trạch Bản Tú nhìn thấu được tâm ý của Diệp Phàm. Trưởng một trưởng vào không trung. Diệp Phàm không nhìn thấy được, liền bị ngã xuống dưới biển, chân dẫm lên những người mặc áo cứu SNS ở dưới biển, vài người rơi xuống liền lên thuyền Mã Lệ Châu. Đây là người sao? Bị đạp một cước những người kia mới ló đầu ra ngoài biển, toàn bộ nghẹn họng lại nhìn chấn chối dường như người kia rất giống Diệp Phàm. Vừa mới thở dốc một hơi Không Trạch Bản Tú cũng rơi vào trên thuyền Mã Lệ Châu. Khổ quá! Diệp Phàm vừa mới xoay đầu lại, lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì, Kiều Nhuế Vô Khinh, còn có biệt danh là Cao Thủ Dạ Đương lúc này cũng đang ló đầu phía dưới khoang thuyền, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Hai mặt giáp công, hôm nay xác định sẽ gặp Thượng Đế rồi. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phàm cũng ngửi thấy mùi lạ đến đây. Hắn phát hiện bốn phía lúc này đều có người mai phục. Diệp Phàm lập tức phóng đại đôi mắt vô hạn, rốt cục nghe thấy được Tổ Hồng Quân của Nga, Tổ Thần Đạo của Nhật Bản, còn có cả Tổ Lam Sơn Hồ nước Anh. Cậu nhóc, hãy nhận trước của lão phu một cái tát. Không Trạch Bản Tú giơ một cái tát cách xa chừng khoảng 30 thước. Diệp Phàm nhìn thấy, lập tức nhanh trí khẽ động, một ý niệm trong đầu hiện lên. Đột nhiên thằng nhãi này kêu thảm thiết một tiếng, tựa hồ như bị Không Trạch Bản Tú đánh trúng vào. Cả người mới ló đầu ra liền đánh tới. Chương 2742, khoang thuyền chiến nguy hiểm. Không ngờ sắc mặt Dạ Đương sửng sốt, nét mặt có vẻ có chút quái dị quay người lại trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Tuy nhiên, cô cũng ra một quyền, lập tức một lực rất mạnh truyền đến. Dạ Đương dường như giống cái máy hút bụi siêu cấp. Lại thêm một lực trưởng quán tính kia của Không Trạch Bản Tú. Cả người Diệp Phàm giống như một mũi tên hướng tới phía Dạ Đương. Đúng lúc này, phỏng chừng là một trưởng của Không Trạch Bản Tú quá lợi hại. Khiến cho chiếc hộp màu tím đen rơi ra bị bật lại sang phía bên trái. Dạ Đương vừa thấy, lập tức buông tha Diệp Phàm mà lao sang phía chiếc hộp. Đúng lúc này, mấy tiếng súng vang lên. Dạ Đương vừa thấy, vội vàng rụt tay lại. Tuy nhiên, lực cách không thì vẫn còn đang kéo lại chiếc hộp kia. Một tiếng nổ ầm vang. Không hiểu được là đội viên của quốc gia nào ném một quả lựu đạn vào hướng bên cạnh chiếc hộp. Dạ Đương đành phải bỏ qua chiếc hộp, sau đó tung một quyền về hướng quả lựu đạn được ném tới. A, à, một tên bị Dạ Đương đánh cho bay nhào tới 30 mét, hôn mê bất tỉnh ở trên thuyền. Tuy nhiên, trên thuyền lập tức xuất hiện mười mấy người tất cả đều muốn cướp chiếc hộp đi. Mà Diệp Phàm cũng trà trộn vào để cướp chiếc hộp, Không Trạch Bản Tú vừa thấy, sợ người này cũng lẻn vào. Hơn nữa, lão già này đang thấy rất nhiều người muốn cướp chiếc hộp màu tím, còn tưởng là bên trong có bí mật hay bảo bối gì, theo bản năng cũng giơ tay hướng về phía chiếc hộp. Dạ Đương vừa thấy, khẩn trương xoay người một cái, cũng lao về phía chiếc hộp. Tất cả mười mấy tên đều phát nội khí về hướng chiếc hộp kia. Ở đây trở thành một nhóm hỗn loạn, hơn nữa trời lại tối, lúc này trên thuyền hỗn loạn, lừa rực trời, khói mịt mù. Bùm 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 bùm. Hiện trường lập tức như là đốt pháo âm thanh vang lên chấn động khắp nơi. Tất cả bọn người kia đều làm càn đánh nhau. Mà không ngờ cái hộp kia xoay tròn trên không trung, bởi vì thực lực của Không Trạch Bản Tú và Dạ Đương không kém nhau nhiều lắm. Hơn nữa lại bị bọn người kia quấy rối, trong khoảng thời gian ngắn cái hộp kia bay lên không trung không ngờ không có rơi xuống dưới. Không hiểu được nhóm nào đột nhiên tung ra không trang một túi lưới đến bao phủ cái hộp. Người này hướng đến chiếc hộp trên người mình. Vài tiếng ầm vang lên. Lập tức túi lưới liền rách, hơn nữa, cái tên ném túi lưới kia đồng thời bị cả Dạ Đương và Không Trạch Bản Tú tấn công, có một tiếng thình thịch,
tự nhiên người kia phun máu ra rồi nhảy xuống biển chạy trốn. Tên kia chạy đi đâu? Đúng lúc này, tiếng la hét đầy tức giận của Không Trạch Bản Tú truyền đến. Bởi vì, tuy nói lão già này đoạt chiếc hộp, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm muốn tiến vào trong khoang thuyền. Lập tức cả người gầm rú lên giống như con chim to bay trên không trung ra một quyền đập xuống lưng Diệp Phàm. Không Trạch Bản Tú tức giận dùng 10 phần công lực của mình ra một quyền, một. Lực rất mạnh truyền đến. Bầu không khí giống như vừa bị nổ tung. Không khí này đầu tiên sẽ làm cho ba tên muốn đoạt chiếc hộp bị ngã xuống mặt đất. Ba tên này đúng là cao thủ, tuy rằng không bằng Không Trạch Bản Tú. Vừa nhìn thấy đã tức giận đến muốn hét to lên một tiếng, đồng thời ba miếng lựu đạn vứt về phía Không Trạch Bản Tú. Không Trạch Bản Tú vừa thấy, đành phải buông tha cho Diệp Phàm dùng nội khí đẩy ba miếng lựu đạn ra biển. Lão già này quay người lại, không ngờ không còn thấy Tháp Bố Tư nữa. Nhìn đi nhìn lại, mới phát hiện hình như Tháp Bố Tư đã chui vào trong khoang thuyền. Lão già này cực kỳ tức giận, tay cầm lấy đao hướng tới tên ném lựu đạn kia mà chém. Vài tiếng nổ giòn vang, ba tên kia kêu thảm thiết vài tiếng không ngờ là bị Không Trạch Bản Tú chém nứt thành hai mảnh, giống như hai khối thịt heo lớn dường như đang nổ tung. Bầu trời lập tức ngập tràn máu tươi khiến cho người ta nghẹt thở. Gan, ruột, thận bắn ra đầy trời, làm cho mười mấy người to gan lớn mật đều sợ, nhưng mệnh của đội viên tổ đặc nhiệm A còn ở nước ngoài nằm dạp người tản ra, tùy ý tìm chỗ nằm để che chắn ở trên thuyền. Việc lớn hỏng rồi lão phu, cho bố mày lấy ra. Không Trạch Bản Tú cực kỳ tức giận, quay đầu nhìn lại cái hộp kia đang bay bên kia dạ đương. Dường như lão già này điên lên, cả người lại ra một đao bổ tới dạ đương. Lão thất phu, việc lớn của bản thân ông hỏng rồi. Dạ đương cũng cực kỳ tức giận lấy một viên lựu đạn ra ném về phía Không Trạch Bản Tú. Cô cũng nhanh chóng nhìn thấy Diệp Phàm ở trên khoang thuyền. Và mười mấy tên khốn khiếp đang cãi vã ở trong, nhất thời không thể phân thân đến được, nên cũng đỏ mắt lên. Trường đao và lựu đạn cùng đụng vào nhau, một âm thanh cộng hưởng. Hai luồng khí lớn va chạm vào nhau rồi lan thẳng về phía mười mấy tên kia nổ tung. Nổ chết hai người này. Không hiểu ai đang hô lên, lập tức, tất cả mười miếng lựu đạn đều hướng tới Không Trạch Bản Tú và dạ đương. Mà không ngờ chiếc hộp quỷ dị cứ bay lơ lửng lúc lên lúc xuống trên không trung như một đứa nhẻ danh mãnh đang nhảy. Thấy nhiều lựu đạn như vậy, Không Trạch Bản Tú và dạ đương cũng không dám đi xuống nữa. Khẩn trương tránh những quả lựu đạn kia. Mà hộp cũng cho hai người kéo tới cùng đi qua. Vừa thấy cái hộp kia đi cùng hai người, mười mấy tên chuyên lừa gạt cướp chiếc hộp. Đi! Bòm bòm! Tiếng nổ liên tiếp truyền đến, không ngờ Không Trạch Bản Tú và dạ đương liên thủ. Với nhau, không đến 10 giây đồng hồ đã khiến mười mấy tên cướp chiếc hộp bắn ra 10 mét kêu đau đớn om sòm. Mười mấy tên này cũng đều phát hận, cùng nhau cầm vũ khí ném qua. Tiếng nổ ầm ầm, dạ đương đoạt được chiếc hộp quỷ dị trong tay nhanh chóng vào trong khoang thuyền. Không Trạch Bản Tú cũng tức giận đến mức nhanh chóng vào khoang thuyền, mười mấy tên kia cũng định vọt vào trong. Chiếc thuyền Mã Lệ Châu khổng lồ, trong khoang thuyền cũng rất rắc rối phức tạp. Có vẻ phức tạp như một tòa nhà khổng lồ. Khoang thuyền này có chiều dài 7-8 tầng lầu, bên dưới khoang hành khách còn. Có một phòng lưu trực cùng với phòng tập luyện, còn có tua bin làm phòng kho dự trữ dầu. Lúc này hệ thống điện cung cấp trên chiếc thuyền chắc đã hỏng rồi, trên thuyền lập tức là một màu đen. Tuy nhiên, đội viên đặc chiến các quốc gia đều có dụng cụ nhìn ban đêm. Lập tức đeo vào mắt, các đội viên cũng đều nhanh chóng tiến vào khoang thuyền. Chiếc thuyền Mã Lệ Châu có chiều dài 200 mét, rộng chừng 4.050 mét. Mười mấy tên kia bị rơi xuống biển lăn qua lăn lại cũng không khác biệt là mấy so với mọt cuộc chiến ở dưới biển. Ở khoang thuyền dưới đã sớm không có ai rồi. Tất cả hành khách đều đang chen chúc liều chết hướng tới thuyền cứu hộ, mà trong lối đi nhỏ trong khoang thuyền cũng là một. Mớ hỗn độn các vật dụng cồng kềnh mà khách hàng bỏ lại để đi. Ví dụ như hòm hành lý, quần áo, chai rượu, hồ hộp, biến lối đi nhỏ thành một hố rác. Diệp Phàm đã nhanh chóng tiến vào một căn phòng khá an toàn sau đó khẩn trương lấy từ ba lô một vài vật dụng và thuốc để tiến hành băng bó cầm máu trị vết thương. Ôi, tiếc là không đến được phòng giải phẫu. Nếu không đã có thể lấy được vài loại thuốc. Diệp Phàm thở dài một cái. Làm. Tuy tiếng nổ ở bên ngoài truyền đến rất nhỏ, nhưng cảm giác của Diệp Phàm rất nhạy. Hắn lập tức đứng nép vào vách tường, từ từ hé mở cửa rất nhỏ nhìn ra bên ngoài. Trong bóng tối mặc dù Diệp Phàm không có kính nhìn đêm,
nhưng đôi mắt ưng cường lực so với kính nhìn đêm còn rõ hơn một chút. Tuy nhiên, bởi vì quá tối, nên nhìn vẫn thấy mờ mờ. Dường như tất cả mọi vật đều biến thành quỷ ảnh. So với kính nhìn đêm công nghệ cao thật ra cũng không khác biệt cho lắm, cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Phát hiện một tên nép vào lối đi nhỏ, trong tay cầm một vật giống như là súng bắn tía. Đang cẩn thận đi từng bước một thăm dò phía trước. Mẹ nó, không hiểu được là thằng này ở nước nào nữa. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm một câu, quyết định không động thủ trước. Nếu người này không đi vào hãy bỏ qua cho anh ta. Bởi vì, tiếng động giết người quá lớn, chỉ sợ sẽ khiến hai người không trạch bản tú hoặc dạ đương đến đây. Hơn nữa, Diệp Phàm phỏng chừng chắc là cao thủ đặc biệt trong tổ Hồng Quân của Nga. Nếu đụng chạm trên ba người có đẳng cấp 12 giống như cao thủ xa nhất đao thì Diệp Phàm cũng khó mà chịu nổi. Nếu như bình thường Diệp Phàm còn có thể làm lên một trận chiến, dựa vào con rơi. Thần bí kia tuyệt đối so bì với thực lực của xa nhất đao. Tuy nhiên hiện tại thân thể đang bị thương, có thể không đánh tốt nhất không cần phải đánh, phải giữ thể lực của mình thật tốt để chạy đi mới là hợp lý. Tên kia đi đến khe cửa con người lại dừng lại ngẫm nghĩ một chút, tuy nhiên, nghĩ một chút nhưng không có đi vào mà dựa vào tường đi tiếp. Bản thân anh ta còn không hiểu được đã ở trước quỷ môn hoảng du một vòng rồi đi. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, cách đó không xa rõ ràng còn có một tên ở phía sau anh ta. Phỏng chừng hai người ở cùng một phe, hai người phối hợp với nhau một người đánh trước một người cản sau. Bởi vì Diệp Phàm cũng thích làm như vậy, trước kia thường xuyên phối hợp cùng với Vương Nhân Bàng như thế. Hơn nữa, làm cho Diệp Phàm tương đối mất tinh thần đúng lúc đó người đi sau đuổi kịp người kia không ngờ nâng súng lên chĩa vào anh ta ngay tại cửa phòng. Tên này không cẩn thận dựa lưng vào cửa nên lập tức hoảng sợ, bởi vì cánh cửa này chi khép hờ. Người đàn ông khẽ dựa vào khiến cánh cửa mở rộng hơn một chút rồi vang lên một âm thanh kẹt két, người này sợ tới mức phản xạ một cách có điều kiện đứng sát người vào vách tường nòng khẩu súng nhắm ngay vào trong phòng. Lúc này lưng Diệp Phàm áp vào sau cánh cửa, bởi vì trọng lượng của người này lớn, nói cách khác cửa này đã sớm bị người này mở ra. Diệp Phàm bình khí, tên kia cảm giác như trong gian phòng đó dường như không có động tình gì, vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Người đột nhiên chấn động, nhanh chóng đứng dán vào cửa không có dám cử động. Bởi vì, hình như phía sau có động tình rồi, phỏng chừng bản lĩnh của người này cũng không có đặc biệt. Diệp Phàm từ từ ngó xuống phía dưới, nhìn qua khe cửa. Đột nhiên thở hồn hển. Bởi vì, đằng sau cánh cửa chính là không trạch bản tú. Bởi vì đôi mắt của Diệp Phàm có thể quét hình của người những người anh ta đặc biệt ấn tượng rất kỹ. Mặc dù lúc này trời rất tối, nhưng, bởi vì khoảng cách quá gần, cơ thể của người đàn ông kia đang thể hiện rõ ra trước mắt Diệp Phàm, người này đúng là không trạch bản tú. Dường như lão già này cũng phát hiện ra điều gì, nhất thời cũng đứng sát vào vách tường. Đoán chừng là phát hiện được người đang dựa vào cửa là ai. Chương 2743, chộp trúng bộ ngực. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm kêu khổ, nếu không trạch bản tú phát hiện người này. Người này chẳng giống như cá mắc trong chậu chết chắc rồi. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có nghĩ được biện pháp nào. Nếu như gây sức ép để tường đổ còn hơn bị không trạch bản tú phát hiện ra. Hơn nữa, vách tường trong khoang thuyền được làm bằng thép tấm có độ dày không phải nhỏ. Chỉ cần chạm một đao là động ngay. Mà, một người muốn đi xuyên qua ít nhất cũng phải dùng hơn 10 quyền. Trong thời gian đó làm sao không trạch bản tú có thể cho anh ta có cơ hội ra quyền. Người nọ cũng phát hiện ra không trạch bản tú đã tới, sợ tới mức nhanh chóng tới. Gần sát đằng sau cánh cửa và tên ở phía sau đi lên thì đặc biệt không dễ phục vụ cho anh ta mấy viên đạn. Mà cách xa người nọ hơn 10 thước tên kia cũng không có động tĩnh gì. Phỏng chừng đã sớm nằm sấp trên sàn nhà ngắm súng vào không trạch bản tú rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng đứng canh giữ cửa không cho người này đi vào được. Bởi vì, nếu để cho anh ta vào thì bản thân không trạch bản tú cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Mà tên kia dựa nhẹ vào cửa phát hiện cửa này giống như bị có cái gì cản không đi vào trong được. Tên kia còn chưa bỏ ý định, lại vừa vào hai lẫn nữa, phát hiện vẫn là Kamen. Đoán chừng tên kia sợ tới mức toát hết mồ hôi. Bởi vì không trạch bản tú càng ngày càng dán. Gần vào vách tường, tên kia cũng tuyệt đối không nghĩ tới là đằng sau cánh cửa còn có người chống đỡ không cho anh ta vào trong, mà thân thủ Diệp Phàm cao, việc kìm nén hơi thở so với anh ta sẽ tốt hơn. Mà trên thuyền có tiếng nổ lớn vang lên, nên ở trong khoang thuyền cũng có chịu ảnh hưởng khá nhiều. Tiếng kêu, tiếng nổ lẫn trong tiếng đi lại hỗn độn,
phía dưới khoang thuyền cũng không có khác biệt lắm. Thấy không trạch bản tú cách mình chỉ có 10 thước, người nọ lại không vào được trong phòng. Đoán chừng là liều mình lấy súng bắn tỉa trước. Loại súng ngắn này của anh ta có thể so sánh với súng trường, so với bát lục lợi hại nhiều lắm, uy lực tương đối lớn. Tuy nhiên, Diệp Phàm có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không bắn chúng không trạch bản tú. Bởi vì lão già này trong nháy mắt đã có thể nhảy vọt trên đỉnh đầu hoặc trên trần nhà giống như một con thằn lằn. Mà phía trước vừa thấy người kia phối hợp với đồng bọn khai hỏa, đó cũng là giữ một khẩu súng một băng đạn để đi qua. Mắt Diệp Phàm nhìn thấy viên đạn phun ra ngọn lửa, hai quả lựu đạn trong tay không trạch bản tú bắn ra công kích lại. Hai tiếng nổ lớn, phỏng chừng lúc sau người nọ lợi hại hơn lúc trước, nghe thanh âm. Dường như là chỉ sượt qua, phỏng chừng không tráng chỗ hiểm. Anh chàng đứng trước cửa của mình không may mắn như vậy, không trạch bản tú sẽ đánh trúng mục tiêu vào đầu người này. Một tiếng nổ lớn, đầu liền vỡ ra, máu tươi văng ra cả đằng sau cánh cửa Diệp Phàm đứng. Tốc độ bay của không trạch bản tú rất nhanh, chợt lóe một cái đã đến trước cửa. Đúng lúc này, người nọ đứng phía trước ném một quả lựu đạn lại đây, tia lửa lóe lên, một băng đạn bắn ra hướng về phía không trạch bản tú. Diệp Phàm vừa thấy liền tận dụng thời cơ, nhanh chóng cúi xuống lấy lựu đạn ném. Xuống. Hơn nữa, bên này đột nhiên xuất một chưởng rất mạnh tới, thi thể của người kia phun máu tươi bắn thẳng vào không trạch bản tú. Lão già này vừa thấy, không ngờ ngơ ngác một chút. Đoán chừng là đang tự mình kiềm chế chấn động như vậy bản lĩnh cao thủ không ngờ lại bị một quả bom sắt giết chết. Sau lại vừa thấy đầu tên kia giống như nở hoa rồi, không trạch bản tú lại hơi sững sờ. Lão già này tức giận thoáng hiện lên một quả lựu đạn, tay cầm một quả lựu đạn ném về phía trước. Phát hiện phía trước tên kia đoán chừng là đang giả bộ, Diệp Phàm bố mạnh ra, ở phía sau thi thể, lại tiện tay ném về phía không trạch bản tú hai quả lựu đạn. Bởi vì không trạch bản tú cách Diệp Phàm rất gần, đột nhiên phát hiện thi thể ở phía sau ném ra hai quả lựu đạn. Lão già này còn tưởng rằng xác chết vùng dậy, nhanh chóng đứng sang bên cạnh và trong nháy mắt muốn đem lựu đạn hướng về phía sau. Mà Diệp Phàm đã sớm liều lĩnh mạo hiểm tiến về phía viên đạn, nháy mắt đã đến trước mặt người kia. Cậu nhóc kia, đứng lại, vừa thấy Diệp Phàm, không trạch bản tú ở phía sau nghiến răng mắng, không muốn sống đuối theo đánh tới. Tuy nhiên, mấy tên cùng nhóm với người chết lại là mấy băng đạn. Không trạch bản tú chỉ có thể đi khẩn trương, nhoáng một cái đã đến trước mặt người nọ. Diệp Phàm vừa mới chạy ra hơn L0 mét, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người nọ ở bên kia trước khi chết. Người anh em, xin lỗi, hãy báo mộng cho tôi, sau khi về nước sẽ đốt tiền giấy cho cậu. Muốn tiền gì cũng được. Trong lòng Diệp Phàm kêu lên một tiếng amen. Tình cờ chạy qua, phát hiện dưới tầng lầu có tiếng nói, trong lòng Diệp Phàm cả kinh, cảm thấy có cái gì đó. Không ngờ phát hiện lúc trước nơi này dạ đương dùng để giam giữ hoành mộc thôi. Đoán chừng là nổ tung con đường thông tới bên này, Diệp Phàm bất chấp tất cả trèo xuống tầng hầm nơi giam giữ hoành mộc thôi. Ngay sau đó đã nhanh chóng vào tầng hầm, phát hiện vẫn còn cái lồng sắt lớn trong cái ao nước. Không trạch bản tú nhất định sẽ tiến vào, làm thế nào để cho lão già này bị đốt cháy mới được. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ vội vã, lướt nhìn nhanh bốn phía. Bởi vì, tuy nói khứu giác của mình vượt trội hơn không trạch bản tú, nhưng cũng không chạy khỏi khứu giác của ông ta. Mở cái túi ra lục soát, thấy chi còn lại có hai quả lựu đạn, hơn nữa, còn là mới giành được. Mà trong cái mật thất này cơ bản cũng không có chỗ nào có thể trốn được, Diệp Phàm có chút nóng nảy. Đúng lúc này, cảm giác có tiếng bước chân nhỏ truyền đến cách đó không xa, giống như tiếng con báo chậm chạp. Diệp Phàm kề tai sát đất nghe, dường như tên kia thật sự là đang tới mật thất này. Trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, tên kia tiến vào với tốc độ vô cùng nhanh chóng, dường như đã rất quen thuộc con đường nhỏ này. Khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng phải thử, Diệp Phàm cũng không kịp nghĩ nhiều. Khấn trương chui xuống dưới ao, thật sự là, cái lồng sắt phía dưới ao tương đối sâu, phải sâu chừng 2 mét. Vốn ở trong cái ao này có một loại độc dược khiến cho người ta bị ngứa, tuy nhiên, với một người có thâm niên nửa cuộc đời về độc dược như Diệp Phàm căn bản cũng không phải sợ. Người này tìm nơi ẩn núp khá xảo quyệt, tiện tay rút ra một cái ống đỡ tại phía ngoài. Loảng xoảng, bên ngoài truyền đến tiếng kim loại chạm vào nhau, trước khi người kia đến và ngừng lại. Dường như là một người đàn ông giao thủ. Diệp Phàm nhìn cái ao, lại chui ra mặt nước. Mở ba lô ra lấy một cái bình nhỏ, mở và đổ ra một ít thuốc bột.
Những thứ này là tím độc hoa của giáo tam độc, đối với Diệp Phàm đã có năng lực chống cự. Hắn thả một chút ra ao, rồi quấy quấy, nước trong ao vốn có màu hơi tím lập tức biến thành màu đen. Như vậy, vừa có lợi cho ẩn nấp lại có lợi cho công kích. Không lâu sau, thấy một cái bóng nhanh chóng tiến vào. Diệp Phàm nhìn thấy trong bóng đen, thiếu chút nữa cười thành tiếng, nhanh chóng phát hiện là Dạ Đương, khó trách cô đi quen đường như thế. Không ngờ cô ta nhảy trực tiếp lên trên đỉnh lồng sắt, trong lòng Diệp Phàm thầm. Nhủ, không sợ đâm chết à. Không ngờ thấy Dạ Đương đụng trực tiếp vào đỉnh bên trong của lồng sắt. Thiếu chút nữa Diệp Phàm nuốt đầu lười, mới phát hiện phía trên lồng sắt không ngờ còn có một chỗ để ẩn náu. Dạ Đương con người lại đi vào, cái nắp lại tự động đậy vào. Nhìn qua thật đúng là kín mít không có chút kẽ hở, đúng là rất khéo léo. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, ở trên đó có hai cái lỗ nhỏ, đoán chừng là dùng để quan sát tình hình ở bên ngoài. Có thể người truy đuổi Dạ Đương nhất định là cao thủ, không hiểu được là vị cao nhân nào. Trong lòng Diệp Phàm ngạc nhiên không biết người nào có thân thủ cao như. Vậy, tuy nhiên, bây giờ dưới khoang thuyền đã rất loạn rồi. Bất cứ đi một bước hay chạy một bước đều nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì, căn bản anh ta cũng không biết được các đội viên tổ đặc nhiệm A và quốc gia rốt cuộc trốn ở chỗ nào nữa. Quả nhiên, một lúc sau có một tên tiến vào. Toàn thân người này đều mặc đồ đen, trên mắt đeo một dụng cụ nhìn ban đêm. Tên kia đứng ở cạnh khung cửa liếc một vòng, thấy không có động tĩnh gì lặng lẽ tiến vào. Không lâu sau, lại có một tên khác đi vào. Dường như bên trong có một phòng. Tên vào đầu tiên kia nói bằng tiếng Nhật. Không thấy người phụ nữ kia, cái hộp kia đúng là bị cô ta đoạt mất rồi. Tên đằng sau lại hỏi. Chắc chắn ở trong này, không hiểu được là trốn ở đâu nữa. Tên vào đầu tiên sau khi né qua khung cửa nói. Đúng lúc này, bòm bòm, bọt nước đột nhiên bắn lên. Bòm bòm. Hai người sợ tới mức dường như tâm đầu ý hợp, cùng lấy mấy băng đạn điên cuồng quét vào trong ao. Diệp Phàm sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa phải chửi mẹ nó rồi. Đoán chừng là Dạ Đương quan sát từ trong động rồi dùng thủy hoa tiên bắn ra. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phàm cũng không dám động, lúc này có thể nói là ba mặt thụ địch, bởi vì vừa đi ngoài phỏng chừng là sẽ bị Kiều Nhuế Vô Khinh phát hiện thấy. Hơn nữa viên đạn của hai cao thủ tổ thần đạo Nhật Bản đang phục dịch, phỏng chừng mình đúng là sẽ bị đánh cho thành cái nút chai rồi. Hai vị này một trước một sau bắn phá vào trong hồ, cứ một lúc một tên lại rút từ phía sau lưng ra một khẩu súng tiếp tục bắn phá. Sau đó người kia lại tiếp tục chuẩn bị đạn bắn. Bắn như vậy nhất định sẽ đến chỗ ấn nấp của Diệp Phàm, biết rằng không động thủ không được. Diệp Phàm cắn răng một cái, duỗi ngón đầu bắn ra, hai tay hai phi đao ném cho Dạ Đương phải rời chỗ ẩn nấp đi ra. Một tiếng nổ giòn vang. Hai tên này vừa thấy, khẩn trương cầm súng bắn lung tung lên trần nhà, bắn cho đốm lửa văng khắp nơi. Đi chết đi. Phỏng chừng Dạ Đương không chịu nổi rồi. Trong lòng cũng đang thầm chửi tên à lại phát hiện ra chỗ ẩn náu này của mình. Chương 2744, đùa giỡn với hai người. Dạ Đương lợi dụng khe hở, bắn viên đạn ra. Tốc độ của viên đạn bắn rất nhanh về phía hai đội viên tổ thần đạo Nhật Bản. Hai tên này không muốn sống nâng súng lên quét bắn khắp mọi nơi, đột nhiên Diệp Phàm nổ lên, nhân cơ hội bạch hổ huyết trích tử yểm hộ tiếng súng, đang không có tiếng động chộp tới Dạ Đương. Dạ Đương né tránh viên đạn. Lại vừa công kích hai đội viên tổ thần đạo Nhật Bản, đúng lúc Diệp Phàm hướng về chỗ góc chết. Ầm một tiếng, Dạ Đương tức giận đến thiếu chút nữa phun máu ra. Bởi vì quá tối, mà Diệp Phàm cũng không có biện pháp gì xác định đúng mục tiêu. Bạch hổ huyết trích tử mất chính xác, kết quả lại ngược lại Dạ Đương chặn lại trước ngực. Diệp Phàm cũng xoay người nhìn viên đạn bắn ra ngoài, tuy nhiên, chạy vào lối đi nhỏ đôi mắt ưng phát hiện thấy hai viên đạn từ ngực Dạ Đương bắn ra ngoài. Bên trên còn giống như có vài vết cào, hẳn là huyết trích tử làm tốt công việc. Bánh ngọt à, không ngờ chộp tráng đỉnh núi đôi của Dạ Đương. Tôi không biết mặt mày có bị biến dạng không, nếu không, tay kia cảm giác còn kém Thích Viễn Lạp. Diệp Phàm vừa nghĩ vừa chạy nhanh như bay vào trong lối đi nhỏ. Từ đằng sau có vài tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng là hai vị đội viên tố thần đạo Nhật Bản bị trúng độc thủ của Dạ Đương rồi. Người phụ nữ này đã nổi giận. Hai vị này làm gì còn có đường sống. Tuy nhiên, vừa mới dễ một cái Diệp Phàm cảm thấy có mùi vị quen thuộc, phát hiện thấy dường như không trạch bản tú đã tới. Lối đi này nhỏ như thế, nhất định sẽ bị phát hiện. Ngay lúc đó,
Không ngờ Diệp Phàm phát hiện thấy ngày trước Brand cũng mở tiệc chiêu đãi bức tranh treo trên vách đá trong lối đi nhỏ này. Chỉ có điều ít hơn, Diệp Phàm giật mình, trong lòng tự nhủ lần trước sau bức tranh có động, bên trong cất giấu lựu đạn và, chẳng lẽ là trước đó Ngô Đại Thuận đã giấu kỹ ở đó. Trong lòng suy nghĩ phải đi sờ bức tranh kia mới được, phải nhìn kỹ thực thể đấy. Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định, lại lẻn đến bên kia sờ soạn. Không ngờ bỏ bức tranh xuống còn có một động thiên, đủ để cho một người đi vào. Hơn nữa, ở bên trong còn kinh ngạc phát hiện một khẩu súng cùng với hai băng đạn. Vách tường bên trong còn treo 7-8 băng đạn, Ngô Đại Thuận chuẩn bị đúng là đầy đủ. Phỏng chừng là muốn mai phục để cứu Hoành Mộc Thôi Nhị, đoán chừng là đồng chí Ngô Đại Thuận đem Hoành Mộc Thôi Nhị làm thành xa nhất đao rồi. Cái này là loại tên lửa vác trên vai để bắn, ống rất dài, và rất lớn. Mà đạn hỏa tiễn cũng là loại lớn, so với loại Xuân Đô Hương cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đoán chừng là loại vũ khí mới nhất, thường để chiến đấu với các đội viên đặc chiến các quốc gia có sức mạnh nhỏ. Diệp Phàm bất chấp tất cả mọi thứ đi vào trong, đương nhiên là đứng sát vào vách tường. Một tay cầm ống phóng rocket, một tay cầm một quả đạn hỏa tiễn đặt vào bên trong. Bởi vì ở bên trong này mọi người đi đều hết sức cẩn thận, cho dù là lão già không trạch bản tú cũng hết sức coi chừng. Bởi vì vừa rồi lão già này đã bị đánh lén mấy phát, tuy rằng không chết nhưng cũng hết sức chật vật, còn bị một chút vết thương nhỏ ở trên đùi. Nếu không Diệp Phàm cũng không có thời gian làm mấy việc này. Diệp Phàm kiềm chế hơi thở, không trạch bản tú cũng đi qua một cách thuận lợi. Không lâu sau, nghe được âm thanh truyền đến trong mật thất của Hoành Mộc Thôi. Nhị. Dường như là đang đấu võ, dường như nhóm cao thủ không thích dùng vũ khí nóng, đều cầm đao trong tay. Bọt nước tung tóe khắp nơi, thiếu chút nữa Diệp Phàm cười ra tiếng. Bọt nước văng lên hai người này có thể bị trúng độc rồi. Diệp Phàm cắn răng một cái, nằm sát xuống mặt sàn nhà từ từ bỏ qua. Kẻ địch lớn nhất của chính mình là hai người này, nếu như có thể làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu, cái mạng của mình hôm nay có thể bảo vệ được 55 rồi. Phát hiện Dạ Đương cùng không trạch bản tú đang đấu trong mật thất, đi từ không. Trung đến mặt nước, may mà mật thất này tương đối rộng rãi. Nhưng mà không chịu được hai vị này gây sức ép, hai người này dùng binh khí sắc chém khắp nơi khiến bốn phía vách tường đều là vết thương. Khe hở lớn nhất đều có thể cho một người chui vào được, thấy mật thất này dường như cũng sắp sụp. Diệp Phàm cắn răng một cái, đem hai quả lựu đạn ra dùng bột đá hóa thành đặc biệt dính liền vào nhau rồi đặt lên trên đầu đạn hỏa tiễn. Bởi vì đầu của đạn hỏa tiễn khi cho vào trong ống phóng rocket vẫn lộ ra bên ngoài, Diệp Phàm cũng có thể sử dụng dễ dàng. Vù! Lại vù! Diệp Phàm bắn hai quả đạn hỏa tiễn nhanh như chớp. Mấy tiếng nổ ầm vang, Diệp Phàm cũng không kịp nghe kết quả ở bên trong thế nào, xoay người lại hướng lối đi nhỏ trước ném một quả lựu đạn, cả người cũng lập tức đổ về phía sau bức tranh. Cho dù là không thể dùng vụ nổ để giết bọn chúng nhưng phỏng chừng sau khi lựu đạn nổ tung ít nhất cũng khiến cho độc thủy bắn về phía hai người đấy. Khốn khiếp! Quả nhiên nghe được thanh âm không trạch bản tú dùng tiếng Nhật mắng to, ngay sau đó, không ngờ lão già này che miệng, ở dưới chân có máu tươi chảy ra, một chút cũng không ngừng giữ lại bay qua. Dường như mật thất bên kia cũng có một thanh âm thình thịch vang lên, đoán chừng bên kia Dạ Dương cũng phá tường để chạy. Lão tạp mão còn hứng thú dễ chịu. Tôi còn có đồ dùng ở trên giường đồng chí Dạ Đương trong lòng Diệp Phàm mắng một tiếng, rõ ràng trở lại mật thất. Chỗ nguy hiểm nhất sẽ lại là chỗ an toàn nhất. Hắn tiến vào trong lồng sắt, phát hiện cái lồng đều tản ra. Nhưng may mắn không phải tất cả đã hỏng. Hắn ăn một chút bánh lương khô, bắt đầu vòng người xử lý vết thương. Xử lý xong vết thương lại lấy ra một cây sâm có tuổi đẻ gặp, sau khi ăn xong ngồi xếp chân chuẩn bị khôi phục một chút thể lực. Và liên tục nghe thấy tiếng đạn nổ bắn tung tóe hỗn loạn với âm thanh thật đáng sợ. Phỏng chừng bên ngoài đã thành một mớ hỗn loạn hơn rồi. Mười mấy phút sau, không ngờ tiếng súng và tiếng nổ mạnh nhỏ dần. Khoảng 10 phút sau nữa, hoàn toàn ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt bốc cháy ở trên thuyền. Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ, làm sao lại có thể như này, chẳng lẽ mọi người đều chết sạch rồi hay sao? Đột nhiên, thân thuyền lắc lư một chút, thật ra thân thuyền không có lúc nào ngừng. Lắc lư, chỉ có điều lúc trước tại mọi người tranh nhau chạy thoát thân, toàn bộ tinh thần đều đặt hết vào đó. Nên thật ra là không để ý đến. Lúc Diệp Phàm chuẩn bị đứng lên đi ra bên ngoài, chiếc thuyền lắc lư, rầm, từng âm thanh chói tai truyền đến. Diệp Phàm vừa mới đứng lên, một dòng nước giống như dã thú đánh vỡ nát vách khoang vọt vào bên trong.
Diệp Phàm không đề phòng bị nước cuốn trôi lên trên vách khoang. Xong đời, có phải thuyền bị chìm rồi không? Diệp Phàm nghĩ tới một trong các vấn đề lớn, thảo nào tiếng súng tiếng nổ mạnh cũng không còn, thuyền này bị chìm rồi ai còn có ý định chôn cùng theo nó chứ? Diệp Phàm nhanh chóng hướng vào chui lên khỏi mặt nước chỗ khoang thuyền bị vỡ, nhưng đã quá muộn. Nước biển mãnh liệt ở bên ngoài sông tới với áp lực rất lớn giống như vỡ đê Trường Giang. Sức lực của con người cơ bản là không thể chiến thắng được dòng nước mạnh. Hơn nữa, dường như mật thất tổn hại quá lớn, phỏng chừng là đã ngập đến đáy thuyền rồi, cho nên, nước biển tràn vào với lực rất lớn. Diệp Phàm vừa mới ló đầu ra đã bị thủy áp dồn trực tiếp đến vách đá trên đinh khoang thuyền. Phát hiện chỉ còn mỗi trên đỉnh là không có nước tràn vào. Hiện tại lại không có dụng lặn dưới nước. Nếu nước biển tràn hết vào thuyền nếu không phá đỉnh thuyền để ra cao thủ 11 đẳng cấp Diệp Phàm có thể bị nước biển làm cho. Chết ngạt. Đúng lúc này, một người mặc áo đen tiến vào theo cửa nước. Diệp Phàm nhanh chóng quay người lại, nhanh chóng lấy đao ô kim liều mình bổ tới bóng đen giống như dạ đương. Sau khi chém mấy đao Diệp Phàm mới phát hiện đây chẳng qua là một cỗ thi thể thôi. Tên kia hình như là người của nước Nga, miệng há hốc, hai mắt trừng tròn xoe. Tai và mũi của tên này đều không thấy, đôi mắt chính là điểm để dọa người, làm cho Diệp Phàm cũng bị giật mình, không tự chủ được liền nhảy dựng lên trong nước. Chắc là do nước đẩy tới, dọa người nhảy dựng. Một tiếng đập mạnh, Diệp Phàm cảm thấy đầu mình quay cuồng, hóa ra là đầu bị đập trên đỉnh vách khoang thuyền. Cứ tiếp tục thế này không thể được, Diệp Phàm đưa đao ô kim lên đâm trên đỉnh khoang thuyền vài cái. Phát hiện đỉnh vách khoang thuyền trong mật thất đặc biệt dày. Đâm mấy đao chỉ có thể chọc ra một lỗ thủng nhỏ bằng bàn tay. Không có biện pháp nào để cứu mạng sống của mình. Diệp Phàm nổi nóng liều mạng đâm vào đỉnh thuyền. Chỉ cần có thể làm thủng được một khoảng bằng thùng nước là có thể lợi dụng xúc cốt công đi ra ngoài. Lúc này toàn bộ mặt trên của khoang bị nước biển che mất. Nếu như đi ra ngoài từ bốn phía sẽ rất lãng phí khí lực, chỉ có cách là đi lên trên thôi. Đúng lúc này, vài tiếng quái dị truyền đến, Diệp Phàm chấn động. Thầm nghĩ ở trên này dường như có động tình. Đúng lúc này, phát hiện ở trên đỉnh đầu có một cây đao cắm xuống. Diệp Phàm nhất thời hoảng hốt, hình như ở trên cũng có người muốn đi xuống dưới. Việc này thật là kỳ lạ, nếu nước đã ngập lên trên đấy, hẳn là phải mở vách khoang hướng lên trên hoặc đâm bốn phía chứ. Tại sao lại đâm ngược xuống dưới, tên bên trên có phải là đang choáng váng đâm bậy rồi? Hay là bọn vương nhân bàng chạy vào muốn cứu mình? Nhìn ở trên giống như người hiểu biết nửa vời đâm xuống, Diệp Phàm cảm giác người trước mặt không có ác ý gì. Rõ ràng cũng kẹp lực hai con dao nhỏ hai bên hông. Không lâu sau, hai người hợp lực chọc ra một khoảng to như thùng nước. Nhìn từ dưới động lên trên, Diệp Phàm lập tức kêu một tiếng khố quá thay. Bởi vì, không ngờ mặt trên cũng toàn là nước, giống như là bị ngập rồi. Động này vừa vờ, không ngờ nước dội thẳng xuống dưới. Phía dưới vốn không còn nhiều không gian bị ngập nước lúc này lập tức đã đầy lên tận trên mặt. Không có biện pháp nào, Diệp Phàm phát hiện không có ai ở bên trên đi xuống dưới. Rõ ràng đây là cơ hội để thoát thân, đem phi đao phi lên trên mấy cái, cả người xông lên. Theo sau phi đao, cảm giác bóng đen xuất hiện, có hai người ở bên trên đang tiếp đón mình đây. Ngừng lại, Diệp Phàm nhanh chóng dùng tiếng Anh kêu to lên một tiếng, không ngờ hai tên này sững sờ dừng tiến công. Vẻ mặt nhìn Diệp Phàm đề phòng. Nhìn lướt qua, mới phát hiện là hai người. Dường như là một người Nga và một người Anh. Mà phòng này còn chưa hoàn toàn bị ngập nước, Diệp Phàm ló đầu ra thở dốc một. Hắn dùng tiếng Anh nói. Tôi có điều nói với hai người, đây không phải là lúc để đánh nhau. Thuyền bị hỏng chúng ta đều bị chìm dưới nước rồi, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể ra ngoài được, bằng không, ba người chúng ta đều được treo ở trong này đấy. Hai người này sau khi nghe xong phỏng chừng cũng cảm thấy có lý, bởi vì bọn họ phải liên thủ với nhau. Chương 2745, nghi ngờ của ba đồng chí. Anh là Tháp Bố Tư Lý Mã. Tên người Nga hỏi. Đúng vậy, anh thật giống như người nước Nga. Diệp Phàm hỏi. Ừ, anh gọi tôi là Á Lạc Phi là được. Người nọ gật gật đầu, bỏ cái chụp tre trên đầu ra. Đoán chừng là đã đội lâu rồi, thêm có nước ướt đến mức khó chịu. Diệp Phàm phát hiện, chóp mũi tên kia màu đỏ giống như là miệng chim bị cắt cũng hiện ra có điểm quái dị. Tuy nhiên, Diệp Phàm tin tưởng, người này hoàn toàn đã trải qua hóa trang hoặc đã giải phẫu thẩm mỹ. Đây không phải là tướng mạo sẵn có của anh ta.
tổ đặc công các quốc gia đều có thay đổi một chút khuôn mặt để giữ bí mật. Giống như tổ đặc nhiệm A là dùng cách tiêm vào. Nghe nói Nga có một loại phẫu thuật sau khi di chuyển khuôn mặt có thể tạm thời thay đổi, tuy nhiên, hiệu quả không tốt bằng cách dùng thuốc của tổ đặc nhiệm A. Anh gọi tôi là Đế Thiết là được. Một tên khác cũng bỏ cái chụp mặt xuống rồi nói. Địa Thiết. Diệp Phàm thì thầm một câu, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Không phải là địa trong từ thổ địa, mà là đế trong từ thượng đế ý. Đám người anh vừa nghe thấy biết ngay là Diệp Phàm đã hiểu lầm, vội vàng giải thích ngay. Sao các anh không phá lên trên hoặc phá bốn phía mà lại đâm ngược xuống dưới? Hiện tại tất cả phía dưới đều là nước. Diệp Phàm lo lắng, hỏi. Gian phòng kia rất kỳ quái, vách khoang cả bốn phía rất dày, mở không ra được. Mà ở phía trên cũng không khác là mấy. Tôi đoán rằng, thuyền này của chúng ta chắc là chìm mất rồi. Không cần nói thì tình trạng ở bên trên phòng chừng cũng không khác biệt mấy. Phòng kín thế này phòng chừng chỉ còn một chút không khí. Cứ tiếp tục thế này cũng không giữ được bao lâu. Á Lạc Phi có chút ủ rũ nói. Thuyền lớn như vậy, chắc chắn có bình dưỡng khí. Trừ khi tìm được chúng thì chúng ta mới có hy vọng sống sót. Hơn nữa, tôi cảm giác trên người bây giờ áp lực càng lúc càng lớn. Nếu thuyền vẫn còn tiếp tục chìm xuống, phải chùn xuống mấy nghìn mét. Ví dụ như đã chìm sâu xuống 7-8 cây số phỏng chừng thuyền này cũng không chịu nổi thủy áp mà sụp. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ trở thành miếng bánh thịt. Đế Thiết nói. Ừ, vấn đề này tương đối lớn. Đến lúc đó mặc dù là có thể tìm thấy bình dưỡng khí chúng ta cũng không chịu nổi thủy áp lớn như vậy, chắc chắn sẽ thành một đống thịt thôi. Diệp Phàm gật gật đầu, mắt mở to nhìn bốn phía, tìm kiếm một cơ hội để sống. Nơi này không thể ở lại được, chúng là phải nhanh chóng lên trên mới được. Đế Thiết nói. Ba người thoáng nhìn nhau, cảm thấy rất có lý. Vì thế, hợp lực cùng đánh lên trên. Không lâu sau, đỉnh khoang thuyền dày đặc cũng đã bị ba đại cao thủ hợp lực phá thành một cái hố. Ngó mặt lên trên lần này có chút thở phào nhẹ nhõm, bởi vì khoang bên trên này là một sân huấn luyện. Vốn chuẩn bị để các nhóm quyền thủ tập luyện đấy, cho nên, không gian rất lớn. Lúc này phát hiện chỗ bên cạnh bị ép vỡ ra, nước đang từ từ chui vào rồi. Nhưng vẫn là nơi khá hoàn hảo để ở lại. Ba người khẩn trương tìm vật gì để tạm thời lấp, bịt, chắn cái khe, sau đó thở dốc một. Hơi! Không khí chỗ này có thể giúp chúng ta sống thêm được mấy giờ, cần phải tìm dược bình dưỡng khí. Bằng không, tất cả mọi người đều được gặp Thượng Đế đấy. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, ở đây có bản đồ thuyền. Đế Thiết vỗ đầu một cái mới nhớ tới, vừa rồi cuống lên nên quên hết. Anh ta lập tức bỏ ra trong ba lô một tấm bản đồ không thấm nước, ba người cùng chụm đầu vào nghiên cứu. Ngày 1 tháng 10 ngày lễ quốc khánh nghỉ. Nhưng thủ trưởng tổ đặc nhiệm A cung khai Hà tâm trạng tương đối không tốt, ông ta cùng Lý Khiếu Phong, Tây Môn Đông Hồng ba người mới từ phòng bệnh ở Tống Viện Quân Y của Sa Thiên cùng với Lang Phá Thiên đi ra ngoài, vào trong một phòng hội nghị ngồi nói chuyện. Đã 3 tháng rồi mà Sa Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh. Nếu thật sự không thể tỉnh dậy, phỏng chừng cả đời này sẽ như thế này rồi. Tây Môn Đông Hồng thở dài. Ôi! Lý Khiếu Phong thở dài, vẻ mặt thống khổ, nói. Vẫn không thể tìm thấy Sa Nhất Đao, Sa Thiên lại bị như vậy. Tuy rằng tình trạng khôi phục của Lang Phá Thiên cũng không tệ cho lắm, nhưng nội công đã không còn nữa. Các chuyên gia đã nghiên cứu, nói là cho dù có thể bình phục hoàn toàn, phỏng chừng võ công sẽ không giữ được. Nhiều nhất nội công chỉ còn lại đến nhị tam đẳng thôi. Chúng ta sẽ mất đi nhiều cao thủ. Quan trọng nhất là Diệp Phàm đã mất tích gần 3 tháng rồi. E rằng, Lý Khiếu Phong nói đến đây nghẹn lại không nói nổi nữa. Chúng ta cũng không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự thật lại luôn tàn khốc như vậy đó. Đến bây giờ chúng ta vẫn gạt người nhà của hắn. Giọng cung khai Hà tương đối khàn khàn, người cũng gầy sọp đi. Liếc mắt nhìn Lý Khiếu Phong một cái, giống như đang hạ quyết tâm nói. Lão Lý, chúng ta phải đối mặt với thực tế. Chuyện này kéo dài cũng không tốt chút nào mà. Chờ một chút xem thế nào. Không thể tưởng được Lý Khiếu Phong lại cầu xin, đây là điều rất hiếm thấy, nói. Tôi tin tưởng hắn không thể đi dễ dàng như vậy được, hắn là con át chủ bài của. Chúng ta, Lão Lý, đối mặt với sự thật đi, theo tin tình báo mới nhất. Lúc Mã Lệ Châu bị chìm xuống đáy biển trong thuyền có 7-8 cao thủ ở trong đó. Tàu chìm sâu đến 5-6 cây số dưới đáy biển, tàu ngầm tốt nhất của chúng ta cũng không xuống được độ sâu như vậy. Đối với việc này, các quốc gia cũng chịu thua.
Trên báo chí nói là vì ở vùng tam giác Bermuda xuất hiện vòng xoáy kỳ lạ đã khiến cho tàu Mã Lệ Châu chìm vào trong đáy biển. Việc này chi là thủ thuật để che mắt thôi, mà trong đám người đấy khẳng định không có Diệp Phàm. Nghe nói, lúc đứng cách đó không xa những người ở trên thuyền nghe được tiếng nổ rất lớn. Người ở ngoài nói là du thuyền tự nổ, tuy nhiên, chúng ta đều rõ ràng, đây nhất định là do Hải Lang làm. Vẻ mặt Tây Môn Đông Hồng tức giận nói. Loại chó, chắc chắn là bọn họ dùng ngư lôi hoặc đạn đạo dưới biển. Mục tiêu của bọn chúng chính là con át chủ bài thần chết của chúng ta. Nghe bọn họ nói Dạ Đương chạy đến rồi, cho nên liền dùng thủ đoạn đặc biệt này. Mục tiêu lớn nhất của bọn họ là chúng ta. Lý Khiếu Phong tức giận đến đập một cái rất mạnh xuống dưới bàn, khiến chiếc bàn tạo thành một lỗ thủng. Cung Khai Hà nhìn thoáng qua cũng không nói gì. Lại là Dạ Đương, chẳng lẽ bọn họ sớm biết được thân phận của Diệp Phàm hay? Sao? Lúc này, Đới Thành từ bên ngoài tiến vào, thuận miệng hỏi. Chắc không phải là biết trước đâu, nếu biết trước không chờ đến tận lúc này mới. Ra tay. Hẳn là lúc Diệp Phàm dự tiệc để cứu Xa Nhất Đao mới bị lộ ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao Dạ Đương lại có thể là Kiều Nhuế Vô Khinh. Ban đầu khi Diệp Phàm bị lão già Không Trạch Bản Tú tấn công là lúc Kiều Nhuế Vô Khinh đứng cách Diệp Phàm không xa. Mà khi Dạ Đương xuất hiện, là người áo đen, hơn nữa còn đánh nhau với Không Trạch Bản Tú hai chiêu, lúc đó là lực ngang nhau. Ngay cả thực lực của Hải Lang cũng không có khả năng bồi dưỡng đồng thời một lúc được hai bán tiên thiên cường. Việc này thật đúng là huyền ảo khó có thể suy xét được. Hay là có hai Dạ Đương phải không, tuy nhiên, làm sao có thể đồng thời tìm được hai cao thủ như vậy? Tây Môn Đông Hồng cũng mờ mịt khó hiểu. Bên trong việc này nhất định là có vấn đề, có chút không rõ ràng. Nếu Kiều Nhuế Vô Kinh là Dạ Đương, vậy người áo đen lúc đó ở đây là ai? Nếu nói Hải Lang có hai bán tiên thiên cường, tôi cảm thấy là không có khả năng. Nhưng sức mạnh của người mặc áo đen cùng với Không Trạch Bản Tú vốn là như nhau, hiển nhiên chính là bán tiên thiên cường nhân. Việc này phải giải thích như thế nào? Đới Thành nhíu mày nói. Nếu như Kiều Nhuế Vô Khinh nói dối, cô ta không phải là Dạ Đương, nhưng nhìn qua dường như là không có thể. Bởi vì, bản lĩnh của Kiều Nhuế Vô Khinh chính là bán tiên thiên cảnh giới. So với Diệp Phàm còn lợi hại hơn rất nhiều. Lúc ấy vì cứu Xa Nhất Đao, đã khiến Ngô Đại Thuận mà chúng ta ấn giấu mười mấy năm bị chết rất thảm. Cũng chính bởi vì tài năng của Diệp Phàm mới khiến cho Vương Nhân Bàng cõng được Xa Nhất Đao đi ra. Nhưng tôi vẫn không hiểu, chẳng là Dạ Đương có cảm giác. Hơn nữa, Dạ Đương là cao thủ, lại là phụ nữ. Làm sao có thể thân mật cùng Diệp Phàm rồi lại làm như thế? Nói chung cao thủ đều rất trong sạch cao thượng, tuy nói người của nước Mỹ cởi mở. Nhưng tôi tin tưởng cao thủ Dạ Đương cũng không phải là loại người đấy. Tây Môn Đông Hồng nói. Bí mật này nhất định phải có lời giải, tuy nhiên, nhiệm vụ cấp bách hiện nay vẫn là sắp xếp lại tổ đặc nhiệm A. Vì ngay lập tức chúng ta đã mất đi ba vị đại tướng. Tuy nói không tính đồng chí Sa Thiên, chúng ta vốn lấy nhiệm vụ của Diệp Phàm sắp xếp cho Sa Thiên. Trên thực tế Sa Thiên chính là nhân viên ngoài biên chế mà chúng ta không cần trả tiền. Bộ dạng lang phá thiên như vậy rồi, đoàn cảnh vệ bên kia dù sao cũng phải sắp xếp lại nhân sự. Tuy nói bản lĩnh đồng chí Thiên Thông cao hơn so với lang phá thiên, nhưng tính. Tinh người này tự do đã quen, mới có thay thế hơn 2 tháng đã suốt ngày kêu không chịu. Hơn nữa còn nói là nhìn thấy Diệp Phàm, nói là nếu sau Quốc Khánh mà chúng ta không sắp xếp người lại cậu ta sẽ mặc kệ. Đới Thành nói. Vô lý, nói gì vậy? Đội viên tổ đặc nhiệm A nói những lời như thế này sao? Nhiệm vụ của đoàn cảnh vệ trung ương là quan trọng. Bảo vệ toàn bộ mọi lãnh đạo quốc gia là trọng trách trên người bọn họ. Việc này đối với chúng ta là một nhiệm rất nặng nề. Tôi nghĩ trong việc này đồng chí Thiên Thông cũng nói có phần hơi quá. Nếu có thể sẽ tổ chức một cuộc họp thảo luận về vấn đề của cậu ta. Không chừng chỉ thích đáng thì heo mẹ cũng leo lên cây rồi. Vẻ mặt Tây Môn Đông Hồng nghiêm túc hừ nói. Chị cái dám ý. Đới Thành không kìm nổi chửi lời thô tục. Đồng chí Đới Thành, sao cậu có thể nói chuyện với tướng quân như vậy, cậu còn biết suy nghĩ không? Vẻ mặt Tây Môn Đông Hồng nghiêm túc phê bình Đới Thành. Những lời tôi nói là những lời nói thật, đúng là chỉ cái dám ý. Đới Thành hừ lạnh một tiếng, mắt hai người nhìn nhau chằm chằm không nói một lời và sẽ ở trong phòng hội nghị bí mật của Tống Viện Quân Y đánh giá. Thôi vậy, đồng chí Đông Hồng, chắc cậu cũng không hiểu rõ cho lắm thân phận của Thiên Thông.
Cung Khai Hà khoát tay áo để giản hòa. Chẳng lẽ anh ta không phải là người của tổ đặc nhiệm A chúng ta hay sao? Tây Môn Đông Hồng thở phì phì hừ nói. Chỉ có thể coi là đúng một nửa, hơn nữa, anh ta chỉ có thân phận của khách khanh. Anh ta vốn không phải là đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Còn nguyên nhân đó là một bí mật, tôi không thể nói cho mọi người biết được. Nhưng, tôi chỉ có thể nói cho anh biết, anh ta là vệ sĩ số một bên cạnh thủ trướng. Với nhiệm vụ của anh ta, tôi có muốn sắp xếp nhiệm vụ gì đều phải thương lượng. Trước mà không thể ra lệnh được. Cậu hiểu chưa đồng chí Đông Hồng? Hơn nữa, còn một điều tôi phải nhắc nhở cậu. Độ trung thành của đồng chí Thiên Thông đối với nước Cộng Hòa là chân thật đáng tin. Tuy nói người này có nhiều tật xấu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Thái độ của chúng ta với anh ta phải khoan dung không được hà khắc, nhất định phải đối đãi. Với anh ta theo tiêu chuẩn của đội viên tổ đặc nhiệm A. Cho nên, cho dù cậu nhìn thấy cậu ta ở đâu đừng tỏ ra mình là lãnh đạo. Người này dầu muối không tiến, nếu làm anh ta tức khí bỏ đi ai sẽ bảo vệ nhân vật số một. Đặc biệt chúng ta đang ở thời điểm khó khăn nhất, thời điểm này chúng ta rất cần người. Hơn nữa, đồng chí Thiên Thông đã có kinh nghiệm bảo vệ cậu hiểu không? Vẻ mặt Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Chương 2746, thăng chức phó tinh sao? Tính liên tục. Điều này tôi không hiểu. Tây Môn Đông Hồng lắc đầu, ông ta thực sự không hiểu ý của câu nói này. Ông ta liếc nhìn Cung Khai Hà hỏi. Nếu có thể nói thì mong tố chứng hãy nói rõ hơn, còn nếu là bí mật mà đến cả tôi cũng không thể biết thì tôi cũng hiểu. Cũng không phải nói không thể nói với anh, thực ra ý của tính liên tục này chính là người này thực ra là người xuất thân từ một đại gia tộc. Đại gia tộc này có nhiệm vụ bảo vệ thủ trướng số một của đất nước. Còn nói về... Nguyên nhân này thì ngay cả tôi cũng không rõ vì sao. Tuy nhiên, sự trung thành của gia tộc này đối với đất nước thì anh không phải nghi ngờ. Bọn họ mà không trung thành thì dân số cả nước hơn 10 tỷ người chẳng có ai còn dám nói đến sự trung thành nữa. Chúng ta cần phải tin tưởng bọn họ mới phải, nhưng không thể yêu cầu bọn họ một cách quá hà khắc. Sắc mặt Cung Khai Hà rất nặng nề. Thật ra tôi muốn bổ sung một câu, gia tộc này trang thành với quốc gia chứ không phải là người nào cũng vậy. Có phải không nào? Lý Khiếu Phong hỏi. Đúng. Tổ trưởng Cung gật đầu. Tôi nói người này sao lại có thể lõi đời như vậy, hóa ra là thế. Tây Môn Đông Hồng vẫn có chút không thể giải thích, lấm bấm một câu. Ha ha ha, chỉ cần anh ta bảo vệ tốt số một. Những việc còn lại không quan trọng, Cung Khai Hà tươi cười. Mấy ngày trước nhận được tin, nói là tỉnh ủy tỉnh Tấn Lĩnh đã đề xuất xin. Vì đồng chí Diệp Phàm đang phải học tập dài hạn ở trường đảng. Cho nên bên đó đã đề nghị, nói là nhiệm vụ của đồng chí Diệp Phàm quá quan trọng, còn con đường cao tốc cấp 2 ở Phong Châu đang thi công. Còn Đồng Lĩnh lại là thành phố lớn của Tấn Lĩnh, không thể không có người lãnh đạo trong thời gian dài được. Vì thế đã quyết định bãi nhiệm chức vụ bí thư thành ủy thành phố Đồng Lĩnh và nhiệm vụ lãnh đạo công việc ở Thanh Phong Châu của đồng chí Diệp Phàm, ngoài ra còn sắp xếp người đến để tiếp nhận công việc của anh ta. Còn đồng chí Diệp Phàm bây giờ chi là đeo cái chức danh trợ lý chủ tịch tỉnh, việc này bọn họ đã báo cáo lên cấp trên, chi là chưa phê chuẩn mà thôi. Đới Thành nói. Bốp! Lý Khiếu Phong giận dữ, đập bàn một cái rồi đứng lên định phi ra ngoài. Lão Lý, anh làm cái gì thế? Cung Khai Hà nhanh tay ngăn Lý Khiếu Phong lại. Mẹ kiếp, lũ người này muốn làm cái gì đây? Người ta vì đất nước mà vào sống ra chết, đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Vì sự an toàn của đất nước lập được công lao hiển hách. Ở tỉnh mà nói, đồng chí Diệp Phàm đã lập nên bao nhiêu là thành tích to lớn như vậy cho Phong Châu và Đồng Lĩnh. Bây giờ thì chế diễu, chỉ là người ta lên trung ương học ở trường đảng có một thời. Gian, tuy nói chi là chúng ta sắp xếp tạm thời, nhưng những đồng chí phía dưới lại muốn đẩy ghế ra khỏi mông người ta. Tôi thấy đám người ở tỉnh ủy Tấn Lĩnh có lẽ đã mắc bệnh đố kỵ cả rồi phải không? Rốt cuộc muốn làm gì, việc này nhất định không được. Lý Khiếu Phong tôi dù có bị cấm cũng phải đi hỏi xem rốt cuộc bọn họ muốn làm cái. Gì? Lý Khiếu Phong tức đến nỗi môi rung lên. Đúng vậy, thật không phải là người nữa. Tây Môn Đông Hồng tôi cũng phải đi hỏi đồng chí La Khảm Thành của Tấn Lĩnh xem rốt cuộc muốn chơi trò gì. Tây Môn Đông Hồng cũng tỏ ra phẫn nộ. Được rồi, việc này cấp trên sẽ giải quyết. Cung Khai Hà khoát tay kéo Lý Khiếu Phong ngồi xuống ghế, hơn nữa lấy trong túi ra bao thuốc rồi phát cho mỗi người một điếu, còn đích thân châm lửa cho Lý Khiếu Phong. Đây lẽ nào là ý của cấp trên?
Đới Thành mẫn cảm nhất đối với vấn đề này, mắt nhìn Cung Khai Hà. Ai? Cung Khai Hà khoát tay, ngẫm nghĩ rồi nói. Việc này thực ra đối với Diệp Phàm mà nói thì cũng không phải là việc xấu lắm. Chúng ta cần phải đứng ở góc độ khác để nghĩ xem, giả dụ chúng ta đều là ủy viên tỉnh ủy Tấn Lĩnh, gặp phải việc này thì chúng ta sẽ xử lý thế nào? Bọn họ nói cũng không sai, công việc bên đó thực sự không thể dừng lại, hơn nữa, mấy hạng mục lớn đang trong thời gian tiến hành, đều là những hạng mục mười mấy thậm chí là mấy chục tỷ. Chỉ một chỗ không tốt là có thể tạo ra tổn thất rất lớn không thể sửa chữa đối với nhà nước. Còn chúng ta về việc liên quan đến Diệp Phàm thời gian cho bọn họ chắc chắn là hơi dài. Vì lúc đầu chủ tịch đã hỏi qua tôi về việc này, tôi nói dài một chút. Cho nên đã nói phải học tập khoảng một năm, thậm chí có thể dài hơn. Khoảng thời gian dài như vậy người ta có những điều chỉnh nhân sự cũng là bình thường. Hơn nữa, chức vụ trợ lý chủ tịch TTNS bên đó người ta không phải không lấy xuống hay sao? Đây mới là một chức vụ lớn nhất trong ba chức vụ Diệp Phàm đã đảm nhận mà. Vì thế, các đồng chí, chúng ta phải đổi vị trí để suy nghĩ một chút về đề nghị của bọn họ. Lớn cái con khi, chỉ là một chức vụ hư danh mà thôi. Cũng không cho Diệp Phàm làm trợ lý chủ tịch tỉnh cấp phó tỉnh. Còn hai chức vụ phía dưới mới là lợi ích thực tế. Hơn nữa gần đây chúng ta cũng luôn quan tâm đến hai nơi này, đều là thành tích lớn do Diệp Phàm tạo ra. Việc đổi người này, chẳng phải là Diệp Phàm vất vả trồng cây, quả còn chưa chín lại để người khác hái. Việc này rất không công bằng đối với đồng chí Diệp Phàm. Tổ A chúng ta có thể cho Diệp Phàm cái gì? Chúng ta chỉ có thể thầm cho cậu ta. Giống như tướng quân, đều là những thứ không quang minh thì không thể đặt lên trên mặt bàn được. Còn Diệp Phàm cần nhất lại là có thể nhìn thấy hào quang mà không phải phí lời. Lý Khiếu Phong có cách nhìn của riêng mình. Lão Lý nói thực ra cũng có lý, nhân vật số một ở các thành phố, địa phương đến trường đảng học tập một năm thậm chí là hai, ba năm việc như thế này cũng đã từng có. Mà người ta tại sao lại có thể vẫn giữ chức vụ để đi học, đến lượt Diệp Phàm lại không được? Lẽ nào ngoài Diệp Phàm những đồng chí cấp dưới không triển khai được công việc? Chức vụ này Diệp Phàm vẫn có thể cứ giữ, những đồng chí phía dưới cũng có thể phái vài trợ lý đến giúp đỡ mà. Cho dù đồng chí Diệp Phàm không ở đó, nhưng cũng vẫn có thể triển khai công việc. Tôi thấy trong này là có vài người đã mắc phải bệnh đố kỵ rồi. Hơn nữa, tôi đang nghĩ, liệu có phải có người đã bịa đặt, nói việc gì đó của Diệp Phàm bị xử lý hoặc phải điều đi gì đó. Mới khiến cho vài đồng chí ngồi không yên đành phải ra tay. Việc này đối với Diệp Phàm thực sự không công bằng. Chúng ta nói giả dụ, nếu một khi đồng chí Diệp Phàm quay lại, nhìn thấy tình hình như thế này, chẳng phải những đồng nghiệp ở tổ A chúng ta bị mất mặt sao? Người ta đổ máu, sống chết vì nước vì dân, chúng ta đâm dao từ sau lưng. Việc này tuyệt đối không thể để một số người tùy tiện được. Chúng ta phải ngăn chặn, kiên quyết ngăn chặn hành vi này. Tuy nói quy định của tổ chúng không thể can thiệp vào việc của chính quyền, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn anh hùng của chúng ta đã đổ máu lại đổ cả nước mắt được tổ chướng ạ. Tình cảm của Đới Thành và Diệp Phàm tương đối tốt. Hai người cùng chiến đấu vào sống ra chết từ xa ha về. Mà Diệp Phàm còn giúp đỡ đồng chí Đới Thành thuận lợi đột phá lên cảnh giới bát đẳng. Phản ứng của đồng chí Đới Thành không thua gì Lý Khiếu Phong. Chẳng phải tôi đã nói rồi, đây là ý của cấp trên. Hơn nữa tôi cũng đã nói, việc này không chừng lại là việc tốt đối với Diệp Phàm. Cung Khai Hà kiên trì nói. Việc tốt, tốt cái gì, chiếc mũ đã bị người ta lấy mất còn là việc tốt sao? Tiểu Cung, có phải ông quá hồ đồ rồi không? Lý Khiếu Phong không nể tình châm biếm Cung Khai Hà. Bây giờ tôi cũng chưa hoàn toàn hiểu được ý của cấp trên, tuy nhiên tôi có thể hiểu ra một chút. Thủ trưởng số một rất buồn vì chuyện này. Cung Khai Hà nói đến đây thì liếc nhìn ba người rồi nói tiếp. Các anh đều biết, ngày ấy đồng chí Diệp Phàm đưa Không Trạch Bản Tú trở về Mã Lệ Châu nạp. Lúc đó cũng đúng dịp thủ trưởng đang thị sát công việc ở trung tâm chi huy của chúng ta. Sau khi nghe nói đồng chí Diệp Phàm là anh hùng, là sự tự hào của TQ. Các anh nghĩ xem, thủ trưởng rất ít khi trực tiếp biểu dương như vậy, thậm chí là phê bình một đồng chí. Cũng đúng, việc này thực sự thủ trưởng có chút khác thường. Giả dụ nói thủ trưởng đồng ý với quyết định của tỉnh ủy tỉnh Tấn Lĩnh. Vậy việc này là vì sao? Một bên là biểu dương, một bên lại cách chức, chắc chắn đây. Không phải là phong cách của thủ trưởng. Thủ trưởng là một người quyết đoán, có khí thế cao, hơn nữa một lòng vì nước, có con mắt nhìn người.
Đới Thành cũng có chút mơ hồ, ấp úng nói. Chúng ta không nên phán đoán hồ đồ sau lưng thủ trướng của chúng ta, tôi nghĩ. Liệu có phải thủ trướng đã có sự sắp xếp rồi? Cung Khai Hà nói nhỏ, thực ra ông ta bảo mọi người đừng đoán lung tung sau lưng. Thủ trướng, nhưng bản thân lại đã đoán lung tung trước rồi. Trừ phi, Lý Khiếu Phong nói đến đây rồi liếc nhìn ba người. Không sai, có lẽ là Đới Thành đưa tay làm động tác thăng tiến. Thăng tiến, anh ta mới bao nhiêu tuổi, lại đã thăng tiến lên cấp thứ trướng rồi. Không thể nào chứ, việc này quá là khác thường. Tây Môn Đông Hồng vẻ mặt sừng sốt, liền sau đó lắc đầu cảm thấy việc này không thể nào, liếc nhìn ba người rồi nói. Nếu là điều động một vị trí tương đối quan trọng thì còn có khả năng. Nếu nói là nâng cấp bậc thì việc này không thể. Các anh nghĩ xem, nếu đồng chí Diệp Phàm trở lại, anh ta mới hơn 20 tuổi, một thứ trướng chưa đến 30 tuổi. Việc này làm sao mà người khác không thèm cho được. Được rồi, không nói nữa. Chúng ta không nên đoán mò. Cung Khai Hà khoát tay, sau đó nói. Tôi tín quyết định của thủ trướng tuyệt đối có lý, lão Lý, còn các anh, cũng không nên gây sức ép làm gì. Tạm thời chúng ta quan sát là được rồi, ôi, cậu ta quay lại mới là việc quan trọng nhất. Những chức vụ gì gì này đều là thứ yếu. Nhưng ở đây không phải là việc này, anh không biết thôi, Viên Viên cứ đến hỏi mấy lần rồi. Trương Hùng đều đã hỏi cho cô ta đến giờ hễ nhìn thấy cô ta là liền tránh đi. Đới Thành nói. Đó cũng là việc không còn cách nào khác, tránh thì tránh đi. Nếu như không tránh kịp thì nói là chấp hành nhiệm vụ đặc biệt vẫn chưa trở về là được. Dù sao Viên Viên trước kia cũng đã phối hợp chấp hành nhiệm vụ với chúng ta rồi, cũng biết được một vài. Tình hình trong tổ, việc này tuyệt đối không thể nói trước với cô ta. Cung Khai Hà nói. Ôi! Lý Khiếu Phong thở dài, vò đầu bứt tai nói. Không chi là cô ta mà cả con trai tôi Lý Thành cũng hỏi mấy lần rồi. Đừng thấy tuổi tác của Diệp Phàm không lớn, anh ta có những người bạn có thể cùng sinh cùng tử với nhau. Mấy tháng không gặp anh ta, tất cả bạn của anh ta sẽ không ngồi yên. Ôi, việc này, tôi thực sự không biết nên phải trả lời thế nào, chỉ có thể làm lơ hoặc nói dối mà thôi. Việc này chỉ sợ Vương Nhân Bàng không giữ được mồm miệng, đến khi để lọt, xảy ra đại loạn thì phiền phức. Tây Môn Đông Hồng nói. Chương 2747, nhảy ra bay lên. Tôi đã nhắc nhở Nhân Bàng, còn cả đồng chí Đường Thành nữa. Tôi đã nói, đây là tối mật của nước Cộng Hòa, ai dám nói lung tung sẽ bị kỷ luật nặng nhất. Nét mặt Cung Khai Hà nghiêm túc nói. Lời nói của anh có tác dụng đối với người khác, nhưng đối với Vương Nhân Bàng thì không có tác dụng, người ta không phải là người của tổ A. Anh xử phạt cái gì? Lý Khiếu Phong nói. Ồ, cũng phải để cho Thành Trạch nói. Cung Khai Hà thở dài. Hai tháng trước. Bi Á Lạc Phu, anh hẳn là thuộc về tổ đặc nhiệm Hồng quân Nga phải không? Ba người ăn lương khô sau khi đã xem xong sơ đồ kết cấu trên con tàu Mã Lệ Châu. Nạp, thương lượng một hồi cách làm thế nào để tạo ra dường khí sau đó quyết định nghỉ ngơi một lúc cho thể năng khôi phục lại đến một trình độ nhất định rồi mới qua. Thành bại chính là lúc này, đối với ba người Diệp Phàm mà nói thì đây chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Không thành công thì cũng thành nhân. Tháp Bố Tư. Đây nhất định không phải là tên thật của anh phải không? Không ngờ Bi Á Lạc Phu liếc nhìn Diệp Phàm, nửa đùa nửa thật nói. Anh nói xem. Diệp Phàm cũng cười đùa nói. Tôi thấy tình hình này đối với ba chúng ta mà nói cũng là lành ít dữ nhiều, dù là có thể làm ra được một bình dường khí khi lao ra khỏi thuyền. Nếu là ở độ sâu mấy nghìn mét thì áp lực nước cũng có thể lấy mạng của chúng ta. Cũng không cần phải che giấu làm gì. Đến khi thực sự nhìn thấy Thượng Đế thì ba chúng ta cũng là bạn, biệt danh của tôi là Đế Tôn, đến từ tổ Lam Sơn Hồ của Liên Hiệp Anh. Đế Thiết tỏ ra rất thoải mái nói. Bí Á Lạc Phu, đến từ tổ đặc nhiệm của Hồng quân Nga. Bí Á Lạc Phu cũng nói. Ha ha, tên thật mọi người đều không thể nói ra. Chúng ta biết biệt danh là được rồi, có người gọi tôi là Tử Thần, đến từ tổ A của Trung Quốc. Diệp Phàm cũng gian xảo cười nói. Dù sao thân phận không thành đều là giả, hơn nữa cái tên Tháp Bố Tư có lẽ cũng chỉ có thể dùng lần này. Dù sao về việc làm giả thân phận, tổ A có lẽ có cả mấy chục bộ phương án có thể không để người khác điều tra ra được. Ngay cả việc Ngô Đại Thuận nằm vùng tổ A cũng có thể phát hiện ra, về thân phận của Ngô Đại Thuận dù Cung Khai Hà không nói cho Diệp Phàm biết. Theo báo cáo, Ngô Đại Thuận đã từng làm ở quyền hội Tommy 15, 16 năm. Mà quyền hội Tommy nhất định là chỗ dựa của sói biển.
hoặc có thể nói là một chi nhánh của Hải Lang, Hoa Kỳ. Dùng quyền hội để ngụy trang đúng là một cách tốt, hơn nữa có thể tiếp xúc với rất nhiều nhân vật cấp cao. Nhân vật quan trọng như vậy lại là người của tổ A, có lẽ Hải Lang nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Diệp Phàm nhớ lại việc này trong lòng lại có chút tức giận, có cảm giác bị lừa gạt. Tuy nhiên vì việc bí mật của tổ A nên Diệp Phàm cũng chỉ thầm giận mình. Cũng không biết tổ A còn có bao nhiêu bí mật mà mình chưa được biết, việc này có lẽ chỉ có một mình Đồng Cung Khai Hà biết. Bởi vì nằm vùng ở quyền hội Tommy cũng đã mấy năm rồi, nhưng lại không biết được Ngô Đại Thuận là người của mình. Mà bản lĩnh của Ngô Đại Thuận có thể liều mình ẩn nấp trong bóng đêm, Diệp Phàm có thể khẳng định người này ít nhất cũng đạt từ cảnh giới cao nhất của cửu đẳng trở lên. Không ngờ cao thủ như vậy lại có thể lặng lẽ nằm vùng ở quyền hội Tommy mười mấy năm, cũng thực làm cho người ta khâm phục. Lần này nếu không phải là Ngô Đại Thuận, Diệp Phàm sớm đã mát mạng rồi. À, không ngờ Bí Á Lạc Phu cùng kêu lên một tiếng. Hai người làm sao thế, có phải là đau răng không? Diệp Phàm nhìn hai người, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc. Đau cái con khỉ, không ngờ, thực sự không ngờ chúng tôi lại có thể nhìn thấy anh tôn thần như vậy. Đế Thiết hơi chút bất mãn hừ nói. Đúng vậy, hai chiến hữu của tôi ở Sahara đều gặp phải độc thủ của anh. Khi đó tôi còn thề rằng sẽ chính tay tôi sẽ đâm chết tử thần. Không ngờ hôm nay chúng ta lại cùng nằm ăn lương khô ở đây. Đây là việc thế gian thực sự không thể nói rõ được. Bí Á Lạc Phu thở dài một tiếng. Trước khác nay khác mà tử thần, bây giờ không còn nhận sự uy hiếp của tử như trước nữa. Diệp Phàm nhún vai, Đế Thiết cũng cười, liếc nhìn Diệp Phàm nói. Tôi nói các anh em tử thần, các anh có thể không hiểu được, như Hải Lang, Tổ Thần Đạo. Có bao nhiêu người muốn đầu của các anh? Nghe nói bác cung ngầm treo giải thưởng 50 triệu đô la Mỹ để mua đầu của các anh. Tôi còn thực sự không ngờ đầu của tôi lại đáng giá như vậy. Diệp Phàm xoa đầu cười. Hai anh phải hạ thủ lưu tình, đừng thừa lúc tôi không chú ý mà cắt đầu mang đi, nó đáng giá 50 triệu đô la đấy. Chắc chắn không thề. Không ngờ Đế Thiết và Bi Á Lạc Phu cùng nói rất kiên quyết. May là bản đồ kết cấu con tàu do Đế Tôn làm ra rất đầy đủ, ba người đều là cao thủ. Diệp Phàm đoán chừng hai người này thực lực cũng đã đạt thập nhị, thập tam đẳng. Tìm mãi mới thấy nơi để bình dương khí và đồ lặn, ba người mặc mỗi người một bộ. Bên này mỗi người lại tìm thấy một cái khung bằng cao su để đặt bình dương khí vào trong đó. Cố gắng hết sức rốt cuộc cũng ra được đến khoang thuyền. Vừa thò đầu ra ngoài đã cảm thấy áp lực nước rất lớn trên đầu. Đế Thiết vừa thò đầu ra một chút cổ liền bị vẹo đi phải thụt trở lại phía dưới tấm chắn thép của tàu. Ra hiệu áp lực nước bên ngoài rất mạnh, thiếu chút nữa thì gãy cổ rồi. Diệp Phàm ra hiệu nói là để hắn xung phong lên. Diệp Phàm hít một hơi dài, khó khăn đẩy tấm sắt dày trên đầu ra. Nó quá nặng, trên đầu giống như đang đội một ngọn núi vậy. Diệp Phàm dùng hết sức đẩy toàn thân lên, rồi kéo hai người Đế Thiết ra ngoài. Tuy nhiên, vừa mới bắt đầu thì phát hiện áp lực thực sự rất lớn. Phía sau thích ứng một chút nên đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ba người không tưởng tượng được nước ở đây lại sâu đến thế. Vì thế cố gắng bơi lên trên được chừng 2 phút thì cảm thấy áp lực hải lưu rất lớn. Ba người bị luống hải lưu cuồn cuộn kia làm cho lảo đảo. Sau cùng ba người đã ôm lấy nhau, nhưng vẫn bị luồng hải lưu đó đẩy đi chỗ nào không biết. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, khi đã hết choáng váng thì họ mới tỉnh lại. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng lên được. Đế Thiết vừa lò đầu lên lật nắp bình dương khí ra hít một hơi mạnh và chửi một câu. Ba người nổi lên mặt nước, nhìn ra xa, bất chợt lại bực bội. Đây là biển rộng mênh mông, mặt trời lại đang chiếu rọi. Thị lực và mắt chim ưng của Diệp Phàm có thể nhìn ra xa mấy trăm dặm. Đừng nói là thuyền, đến cả bóng của quỷ cũng chẳng phát hiện ra gì. Tuy nhiên, may là ba người cũng đã có sự chuẩn bị. Lập tức lấy một chiếc túi mềm đẩy lên trên mặt nước. Đây chính là một chiếc xuồng khí. Vì chưa được bơm khí nên ba người dùng sức thay nhau thổi. Trèo lên chiếc xuồng, ba người như nằm như ba con lợn chết, mệt không nói nên lời. Ước chừng ngủ được khoảng 3 tiếng thì họ lại tỉnh lại. Đế Thiết, anh hãy dùng dụng cụ để đo xem chúng ta đang ở nơi nào. Diệp Phàm hỏi. Đế Thiết không nói gì. Lập tức mở chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Chiếc đồng hồ này không hề đơn giản, nó tổng hợp nhiều công dụng. Ví dụ như xác định phương hướng, định vị, liên lạc với cấp trên. Tuy nhiên, sau 5 phút vẻ mặt Đế Thiết lại bực bội, lắc lắc chiếc đồng hồ chửi.
Mẹ nó, tôi nghi ngờ liệu có phải tổ đã đưa cho tôi hàng nhái hay không. Nhiều chức năng như vậy mà lại chỉ còn lại đi chức năng xác định phương vị. Định vị GPS, liên lạc với cấp trên, kiểm tra áp lực nước đều đã bị hỏng cả rồi. Vậy thì còn tác dụng mẹ gì nữa, chiếc xuồng nhỏ này của chúng ta không nhúc nhích, tất cả phải dựa vào thuyền bè của người khác. Nếu cách bờ biển xa thì một chút lương khô này chúng ta duy trì được nhiều lắm là một tuần. Lại còn nước ngọt cũng sắp hết rồi, còn phải tiết kiệm dùng. Tuần sau thì sao, chúng ta sẽ trở thành món thịt người nướng ở New Orleans rồi. Bí Á Lạc Phu không giấu nổi sự bực bội chửi. Đừng ủ rủ nữa, dù có một tia hy vọng thì vẫn còn đường sống. Khó khăn như vậy mà chúng ta vẫn từ tàu ngoi lên mặt nước được. Người sống luôn không thể bị nước tiểu dìm chết được. Không chừng chúng ta may mắn, một lúc nữa có thể gặp tàu đi ngang qua, có phải thế không nào? Diệp Phàm an ủi nói, thực ra trong lòng hắn cũng đã ớn lạnh rồi. Tuy nó ba người là cao thủ, nhưng trong đại dương mênh mông họ giống như những hạt cát. Đừng nói là môi trường khắc nghiệt, chỉ cần ánh sáng mặt trời chiếu chói chang thì cũng có thể nướng họ như gà rồi. Hơn nữa, bây giờ ba người đều không biết đây là nơi nào, thiết bị liên lạc đều đã hỏng cả rồi. Lúc này, Diệp Phàm đã cảm nhận được sâu sắc sự bất lực. Bất luận thế nào, mình nhất định phải sống trở về, Diệp Phàm siết chặt nắm tay. Thần chết, vừa rồi tôi đã sửa chữa cả ngày rồi. Phát hiện mọi thứ đều đã hỏng, những thứ này đến phương vị cũng không xác định được nữa. Đế Thiết có chút bi quan, tức giận giật chiếc đồng hồ ra rồi quăng nó xuống biển. Tuy nhiên, bộp một tiếng, chiếc đồng hồ đã bị Diệp Phàm cách không hút lại từ dưới biển, nói. Đừng vứt, không chừng lúc nào đó nó lại hoạt động trở lại. Có thể nó bị ngâm dưới nước lâu quá, áp lực nước làm cho nó không hoạt động. Chúng ta mở ra phơi nắng. Hơn nữa dù có không còn tác dụng thì cũng có thể xem giờ mà, có phải vậy không? Vô dụng, vừa rồi tôi phát hiện, ngay cả kim cũng không thể chạy nữa. Có lẽ là ở dưới đó lúc đánh nhau kịch liệt. Bom nổ đã chấn động làm cho nó không chuẩn nữa. Mẹ kiếp, còn nói là thành quả cao nhất của khoa học kỹ thuật, cái gì mà chống rung, chịu nước, chịu lửa chứ, tôi thấy một cọng lông cũng chịu không nổi. Đế Thiết tức giận chửi. Thôi, mắng chửi cũng chẳng có tác dụng gì, chúng ta bàn bạc một chút tiếp theo phải làm thế nào. Tính cách của Bí Á Lạc Phu tương đối điềm đạm, còn Đế Thiết thì nóng như lừa, Diệp Phàm cảm thấy gã này giống như Hắc Lý Quỳ ở Trung Quốc. Chỉ có điều da mặt không đen như vậy mà thôi. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là chúng ta phải duy trì được lâu dài, về vấn đề lương thực chúng ta không lo. Dưới biển những thứ khác không có nhưng cá thì không ít. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là nước ngọt và môi trường trên biển khắc nghiệt. Ví dụ như, gió to. Diệp Phàm nói, đây là một vấn đề lớn. Không thể uống nước biển, chỗ nước ngọt này chúng ta có tiết kiệm thì nhiều lắm cũng chỉ đủ một tuần. Vì thế chúng ta khi có thể không uống thì đừng có uống, phải chịu đựng. Hơn nữa, trong cá còn có máu cá, chúng ta phải uống nhiều máu của cá. Bí Á Lạc Phu nói. Thế chẳng phải là người rừng rồi, thối chết mất. Đế Thiết nói. Thành người rừng cũng còn hơn thành người chết. Diệp Phàm liếc nhìn gã một cái, hừ nói. Đế Thiết cúi đầu, còn Diệp Phàm vô hình chung đã trở thành thủ lĩnh trong ba người. Chương 2748, có đường sống rồi. Lúc mới đầu ba người đối mặt với cá sống đều phải nhăn mặt nhăn mũi, sau cùng cũng không còn cách nào khác cố gắng hết sức để ăn. Vì lương khô đã hết, nước ngọt thì cũng chỉ còn lại đủ dùng cho hai ngày. Cầm cự được hơn chục ngày cuối cùng những giọt nước cuối cùng cùng hết. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của tàu thuyền đâu. Lại năm, sáu ngày nữa trôi qua, ba người bị mất nước phải kiên trì nhờ vào cá tươi. Môi đều đã khô nứt nẻ ra rồi, ba người đều đã như rơi vào tình trạng nửa hôn mê. Tôi đến đột nhiên mưa bão nổi lên, ba người đã phải bỏ ra sức lực cuối cùng chiến đấu để vượt qua một đêm sinh tử, mà đối thủ chính là biển cả. Lúc mơ hồ phát hiện trong sóng gió lại có ba cột buồm đang tới, ba người vui mừng khôn xiết. May là thân thủ vẫn còn cử động được, Diệp Phàm xuyên một đầu sợi dây thừng vào liễu Diệp Phi đao rồi phi nó về phía ba cây cột buồm, cuối cùng đã ghim được sợi dây thừng vào và ba người trèo lên thuyền. Trong nháy mắt chiếc xuồng hơi vừa nãy ngồi đã không còn thấy đâu nữa. Vì sóng gió vẫn chưa dứt, ba người gắng hết sức còn lại bám chặt lấy xà ngang trên tàu. Sáng sớm ngày hôm sau, sóng yên biển lặng, ba người cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Thoáng nhìn nhau, phát hiện chiếc thuyền này không hề to, chiều dài có lẽ là 3 mét, rộng khoảng 1,8 mét. Trên thuyền cũng tồi tàn, lộn xộn,
mỏ neo, búa sắt hoen di, dây thừng mục nát đặt trên bong thuyền. Mà trên thuyền thì rất yên tình, không hề phát hiện một vết tích nào của con người, tỏ ra có chút rất thảm. Đế Thiết nhìn rồi nhíu mày, gã là người đầu tiên không chịu nổi liền hét lên. Mẹ kiếp, các ngươi còn trốn trong khoang thuyền làm cái gì, nhanh ra đây làm chút gì đó cho ta ăn đi. Hét cái gì, anh không cảm thấy chiếc thuyền này có chút kỳ lạ hay sao? Bí Á Lạc Phu hừ một tiếng nhỏ. Kỳ lạ cái gì, tôi thấy chi là một con thuyền nát. Đế Thiết đáp lại. Đúng vậy, con thuyền nát thế này làm sao có thể chống chọi lại với sóng gió mà không bị vỡ ra. Hơn nữa, càng kỳ lạ là ban ngày người bên trong lại vẫn không ra ngoài sửa sang lại gì cả. Người có thể lênh đênh trên biển thế này, nhất định nghiệm rất phong phú, lẽ nào lại cảm thấy chưa đến lúc sóng yên biển lặng hay sao? Diệp Phàm nói. Đó thực sự là những lời khiến người ta phải sợ hãi, Đế Thiết xoa xoa đầu của mình, đột nhiên trợn mắt, giọng nói hơi run nói. Trừ phi là gặp ma. Ma, chắc là không có đâu. Chiếc thuyền này có khả năng là một chiếc thuyền bị bỏ đi hoặc gì đó. Bí Á Lạc Phu vẫn tỏ ra điềm tình, tuy nhiên Diệp Phàm cảm thấy gã dường như hơi. Chút nghĩ một đằng nói một nẻo, dường như cổ họng hơi run lên. Hoa Hạ chúng tôi có truyền thuyết, nói rằng trên biển thường xuyên sẽ gặp phải. Thuyền ma, trên thuyền cái gì cũng có, chỉ có người là không. Có lúc anh sẽ còn phát hiện đồ ăn trên thuyền đều đã được bày ra trên bàn, dường như. Còn rất nóng sốt. Mẹ kiếp, đừng có suy nữa. Trên thế gian này lẽ nào thực sự vẫn có những thứ đó sao? Diệp Phàm vừa cười đùa vừa nói. Tôi cũng đã nghe qua câu chuyện này, cũng có người nói là thuyền của hải tặc gì. Đó. Bí Á Lạc Phu nói. Mặc kệ, hãy vào khoang thuyền trước xem có đồ ăn không, làm cho bụng no đã rồi nói tiếp. Đế Thiết chống người đứng dậy. Cẩn thận một chút. Diệp Phàm nhắc nhở nói. Ba người cong lưng lại như mèo tạo nên một hình tam giác đi đến cửa khoang thuyền. Đế Thiết nghe ngóng một hồi, gã bình tình không sợ hãi, hơn nữa kẻ tài gan cũng lớn, vì thế gã đạp một cái cửa khoang thuyền bật ra. Két, kẹt một tiếng, chiếc cửa khoang thuyền bọc sắt đã bị Đế Thiết đạp đổ xuống. Hoen gì đến thế này rồi, hay là gặp ma thật, có lẽ không có người đã lâu rồi. Đế Thiết bước vào bên trong. Tiểu tử ngươi nhẹ nhàng thôi, con tàu mục nát này có chịu được sức ép của ngươi? Không. Bí Á Lạc Phu bực bội mắng. Xin lỗi, tôi hơi lỗ mãng. Tôi không ngờ chúng ta lại cùng quẫn như bây giờ. Đế Thiết xoa xoa đầu xin lỗi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn quanh vài lần rồi nói. Xem ra, thực sự đã rất lâu không có người ở rồi. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm nhìn xuống đáy khoang thuyền thì rất mừng nói. Không tồi, hai anh em, chúng ta lại có thể sống thêm mấy ngày nữa rồi. Có đồ ăn hả? Đế Thiết kêu lên. Đồ ăn thì nói làm gì, là có nước. Có lẽ là do đêm qua mưa to đã chảy vào trong khoang thuyền này. Bên dưới còn có một cái kho lạnh nhỏ, tuy nhiên nước này chắc là hơi khó uống. Diệp Phàm nói. Đế Thiết cũng chạy lại xem, lập tức nhíu mày nói. Nước này có lẽ uống vào chẳng khác gì uống nước bị ô nhiễm hoặc là nước thải. Bởi vì trong cái kho lạnh còn có các chết chưa được rửa sạch. Chỉ có điều do quá lâu rồi nên cá đã bị nát ra như cháo rồi. Mà nước thối đó là được ngâm với những con cá nát giữa đó. Trên thuyền còn có nơi để nhóm lửa, xem ra đây sẽ là bữa ăn chín đầu tiên cho ba người Diệp Phàm sau hơn chục ngày. Về phần nước, chỉ có thể cho thêm, bởi vì gia vị trên thuyền đều đã hỏng hết rồi, chỉ có thể dùng nước bẩn trong kho lạnh trực tiếp nấu cá thôi. Gần như ba người phải bịt mũi vào để ăn, nhưng cũng còn tốt hơn nhiều so với việc ăn cá sống. Mẹ kiếp, tôi thật không hiểu sao người Nhật lại thích ăn cá sống. Làm sao bọn họ có thể nhút nổi? Bí Á Lạc Phu chửi. Có lẽ có gia vị thì hương vị sẽ ngon hơn một chút. Diệp Phàm nói. Đúng lúc này, Đế Thiết đột nhiên làm rơi cái bát trên tay xuống hét to. Trời ơi, chúng ta có đường sống rồi, loại cá thối này chúng ta không phải ăn nó. Nữa rồi. Diệp Phàm cũng đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn, phát hiện phía trước khoảng 200 dặm dường như có dãy bóng đen. Nó như là một dãy núi. Các anh em, lên đảo thôi, chúng ta có đường sống rồi. Đế Thiết hét lên. Làm sao lên được đây, nhìn thì gần nhưng thực tế chắc không dưới 200 hải. Lý. Bí Á Lạc Phu dội một gáo nước lạnh, Đế Thiết chợt bình tĩnh trở lại, nhìn Diệp Phàm. Động cơ của thuyền đã hỏng rồi, muốn qua đó chỉ có thể bỏ thuyền bơi qua đó có khi còn nhanh hơn. Tuy nhiên, không được có chuyện gì khó khăn khác,
Hơn nữa, nếu muốn quay đầu lại thì chiếc thuyền này có lẽ sẽ không đợi chúng ta đâu. Diệp Phàm nhíu mày nói. Nếu có mấy tấm ván gỗ để tạo thành một chiếc ván lướt sóng hoặc ván buồm nhỏ, chúng ta sẽ dùng nội công đánh vào mặt biển để qua đó. Đế Thiết đưa ra chủ ý. Như thế thì rất mệt, hay là bơi đi? Bi Á Lạc Phu nói. Ừ, chỉ sợ không thể kiên trì được đến đảo. Nếu bơi thì chúng ta phải lập tức qua thôi, thời tiết hôm nay cũng rất tốt. Hơn nữa, chiếc thuyền hỏng này chỉ có thể nói là nơi tạm thời, đối với chúng ta mà nói thì nó không phải là sự giúp đỡ lớn. Diệp Phàm đưa ra chủ ý, hai người cũng gật đầu, dùng chai đựng một ít nước bấn đeo vào người rồi bắt đầu bơi. May là ba người đều là cao thủ, nhưng cũng phải bơi suốt mười mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Dù sao ba người bây giờ cũng đều có thương tích, công lực vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục. Bơi đến đảo mới phát hiện hòn đảo khốn kiếp này lại thực sự kỳ quái, không ngờ lại không có một nơi nào để có thể lên đảo. Có lẽ phía trên phải cách mặt nước biển ít nhất là 40, 50 mét. Muốn lên được chỉ có thể trèo lên vách mà lên thôi. Việc này không thể làm khó được ba người, ăn một ít cá sống, uống một chút nước bẩn, ba người dùng dao găm đâm vào vách đá cuối cùng đã trèo lên được. Phóng tầm mắt ra bốn phía, sắc mặt của ba người lại có chút khó coi. Chẳng lẽ đây là một đảo hoang, anh xem, một chút dấu vết của khói, người đều không có. Bí Á Lạc Phu hơi lo lắng nói. Không phải chẳng lẽ, chắc chắn nó là một hoang đảo mà. Đế Thiết hừ một tiếng nói tiếp. Xung quanh đây đều không có đảo, chẳng ai thần kinh lại đi đến đây mà định cư cả. Cũng không hẳn, hòn đảo này tuy tạm thời không hề nhìn thấy chim, thú, côn trùng và con người. Nhưng hòn đảo này mọi người xem nó bị thực vật bao phủ tương đối cao. Nhìn phía xa có thể nhìn thấy cây rất to, nơi có cây nhất định có nước. Ít nhất có nước thì chúng ta có hy vọng sống. Vì chúng ta là cao thủ, bắt cá ở biển này không thành vấn đề. Chỉ có điều, chúng ta phải chuẩn bị trước một chút để đi qua đó. Không chừng còn có thể có những phát hiện mới có phải không nào. Diệp Phàm trưng cầu ý kiến, hai người kia cùng nhìn nhau rồi cũng gật gật đầu. Ba người nghỉ ngơi một chút rồi thu xếp. Thực ra trên người ba người ngoài vũ khí lạnh ra cơ bản đã không còn thứ gì khác. Nữa, ngay cả quần áo cũng đã rách rưới lắm rồi. Còn nói về những thiết bị tinh vi bí mật gì đó thì không hỏng cũng vờ nát cả rồi, vì thế đã trở thành thứ vướng víu đành phải vứt hết đi. Về dược phẩm để bảo vệ tính mạng khẩn cấp cũng chẳng còn viên nào nữa, nếu thực sự bị chảy máu hay chấn thương thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Trong tay Diệp Phàm chỉ còn lại ô kim đao đoạt được ở Dạ Đương, không phải nói. Đây thực sự là một cây đao tốt, cũng không biết là Dạ Đương đào ở đâu ra. Hay là bản thân Dạ Đương xuất thân từ một bộ lạc nào đó ở phía Tây, cây đao này không chừng còn có lai lịch. Có thể so sánh với Nhuyễn Cực đao của Vương Nhân Bàng. Bên trên còn khắc một số hình thù cổ quái, giống với văn phạm của dân bộ lạc bản xứ. Còn nói về Bạch Hổ Huyết Trích Tử và Liễu Diệp Phi đao, cái này đương nhiên Diệp Phàm có. Cũng thứ này khi thu nhỏ lại thì thể tích rất nhỏ. Căn bản không ảnh hưởng nhiều khi mang theo. Về phần Bi Á Lạc Phu, vũ khí duy nhất có trong tay chính là một cái túi đạn sắt và một con dao găm của lính Thụy Sĩ cắm ở cổ dây. Thủ pháp áp khí của gã này thực sự là lợi hại, những viên đạn sắt này chi to bằng hạt đậu tương. Diệp Phàm đã thấy gã thể hiện khi bắt cá dưới biển, một phát là tráng ngay đầu. To dài khoảng 3 mét như cá mập cũng không chịu nổi một viên đạn sắt của gã. Tuy hơi kém hơn một chút so với Liễu Diệp Phi đao của Diệp Phàm, nhưng có lẽ cũng là vì công lực của người ta không bằng Diệp Phàm mà thôi. Nếu cùng cấp bậc ngang nhau thì chẳng biết mèo nào cắn cổ mèo nào. Đế Thiết thích những thứ như dây, ở hông gã có quấn một sợi dây binh khí không biết là được làm từ chất liệu gì. Diệp Phàm cũng chưa nhìn thấy gã thể hiện, có lẽ uy lực cũng không nhỏ. Ba người xác định một hướng rồi đeo một số thứ có thể đựng được nước lên lưng và xuất phát. Đế Thiết nhặt được một cục đá dùng nội lực mài thành một con dao, dùng ngón tay chọc hết sức mấy cái để tạo thành một cái lỗ to bằng ngón tay ở cán đao. Sau đó dùng một sợi dây mộc cắm vào, một con dao đơn giản có thể chặt cây, củi đã ra đời. Trong tay cao thủ thì những vật liệu có thể lợi dụng được thực sự không ít, ví dụ như hồi đó khi Lỗ Tân Tôn đến hoang đảo điều kiện tốt hơn nhiều. Trên đường đi Đế Thiết đều phải dùng dao đá chém tạo ra một con đường để cho Diệp Phàm và Bí Á Lạc Phu đi phía sau không bị cây cỏ cứa vào người. Đế Thiết, công cụ mở đường này của anh thực là không tồi. Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên, các anh cũng rất lợi hại. Đại cao thủ như tôi đây đã trở thành máy cắt cỏ rồi.
Đế Thiết cười nói. Đi được khoảng nửa dặm, ba người dần dần cảm thấy có gì đó không phải. Có côn trùng, đùi tôi vừa bị cắn một phát. Đế Thiết nói. Cẩn thận một chút, con trùng trên hoang đảo này không chừng có độc. Hay là hãy kiểm tra trước một chút thì tốt hơn. Bí Á Lạc Phu nhắc nhở nói, ba người dừng lại một chút. Đế Thiết xé rách ống quần rồi vén lên, phát hiện một thứ giống như con trâu chấu dính ở bắp đùi mình đang cắn. Chương 2749, sợ tè ra cả quần. Tuy nhiên, thứ này rất nhỏ, có lẽ là dài khoảng 1 cm chứ không hề dài bằng con trâu chấu. Hơn nữa cũng nhỏ, chỉ bằng một sợi len. Mẹ mày, gần đây ta đã chảy mất nhiều máu như thế rồi mà mày còn đến hút nữa, định giết tao hả? Đế Thiết tức giận định lấy tay hất nó đi. Chờ chút, để tôi xem. Bỉ Á Lạc Phu cúi người xuống ngăn Đế Thiết lại, xem xét thật kỹ, đột nhiên hít một hơi khí lạnh, cau mày nói. Đây bình như là ruồi rắn. Tôi chỉ nghe qua ruồi trâu chứ chưa từng nghe qua có ruồi rắn. Cái thứ này rất nguy hiểm phải không? Đế Thiết hỏi. Nếu thực sự là ruồi rắn thì cũng có chút phiền phức rồi, bởi vì đừng nhìn cơ thể nhỏ bé của loại côn trùng này, khi nó hút lấy thì không chịu nhà ra đâu. Hơn nữa, nó thích nhất là máu tươi. Ngoài máu trên người rắn ra thì nó hút hết. Muốn loại bỏ nó thì không thể trực tiếp phút nó xuống, phải dùng thép chrome nung đỏ một chút thì nó mới ra. Bằng không nếu khi anh nhổ nó ra thì người nó sẽ bị đứt, mà đầu của nó lại vẫn dính ở trong da của anh và tiếp tục hút máu. Cho đến khi nó hút vào đến nội phủ của anh mói thôi. Một con thì cũng không chết, nhưng nếu nhiều hơn thì phiền phức đấy. Anh nghĩ xem, tim đã bị nó hút hết máu thì còn sống nổi sao? Lời này của Bỉ Á Lạc Phu vừa nói ra đã khiến cho Diệp Phàm hơi chút sợ hãi nhìn cái thú đó. Diệp Phàm không nói gì liền rút cây ô kim đao ra bật chiếc bật lửa lấy được ở trên thuyền lên, chờ cho nóng rồi hướng vào đùi của Đế Thiết, thực sự là có hiệu quả. Con ruồi rắn dường như sợ nóng, thu người lại rồi rơi xuống dưới đất. Đế Thiết tức giận đạp chân lên, giẫm cho nó nát ra rồi vẫn còn nhổ một bãi nước bọt, miệng thì hùng hổ chửi làm nhảm, mày hút máu của ông thì ổng lấy mạng của mày. Không phải chứ người anh em, con ruồi rắn này nếu gọi là ruồi rắn, vậy sao lại không hút máu của rắn? Diệp Phàm có chút không hiểu, hỏi. Đây đúng là một chuyện lạ, nó và rắn là quan hệ ký sinh. Khi gặp mục tiêu rắn sẽ tấn công trước. Đợi khi đối phương không cử động được nữa thì đám ruồi rắn mới xuất hiện phối hợp chủ ký là rắn để hút máu, mà sau khi con mồi ngã xuống sẽ bị rắn nuốt chừng. Còn ruồi rắn cũng sẽ bị rắn nuốt vào trong bụng. Kỳ lạ là ruồi rắn lại đẻ trứng ở trong bụng con rắn, mà những quả trứng đó ký sinh trong bụng của con rắn một thời gian. Sau đó sẽ tự nhiên theo đường phân của rắn thải ra ngoài. Và khi vừa ra ngoài những chúng đó gặp phải khổng khí lạnh sẽ vỡ ra và sinh ra một con ruồi rắn mới. Vòng tuần hoàn đó cứ thế tiếp tục. Bỉ Á Lạc Phu nói. Không hay rồi, nếu đã xuất hiện ruồi rắn thì chẳng phải là nói chủ nhân của nó cũng đang ở gần đây sao? Diệp Phàm vội vàng thi triển mắt chim ưng nhìn ra xung quanh. Việc này thiếu chút nữa thì quên mất, chúng ta khẩn trương đến nơi cao hơn. Nhất định rắn đang ở cách đây khổng xã. Hơn nữa, bình thường loài ruồi rắn này chúng chủ yếu ký sinh trên những loài rắn độc nhất, lợi hại nhất trong rừng sâu. Ví dụ như rắn hổ mang vằn, loài mãng xà kịch độc. Sắc mặt Bỉ Á Lạc Phu cũng chợt có chút tái đi, nhắm một gốc cây trèo lên. Còn Diệp Phàm và Đê Thiết cũng không chậm trễ, người này ngay cả ống quần cũng không kịp cởi hẳn ra đã liền theo Diệp Phàm trèo lên cây đại thụ. Mẹ kiếp! Nếu như có những trang bị trước thì tốt rồi, đâu phải sợ mấy con ruồi rắn nhỏ bé này chú. Đê Thiết lại nhảy chửi một câu. Diệp Phàm nhìn một lúc, chỉ ngón tay về phía trước nói. Nó đang ở trước khoảng 300 mét. Hai người Đê Thiết cũng chăm chú nhìn theo, hai người lắc đầu tỏ ý chẳng nhìn thấy gì cả. Nhìn kỹ một chút, cành cây đại thụ màu xanh kia có phải là có vấn đề sao? Diệp Phàm chỉ ngón tay. Đê Thiết vừa nhìn chợt sợ tới mức cằm run lập cập. Nói nhỏ, cái đầu to quá, chắc là phải bằng thùng nước. Mẹ nó, cái thứ này thực sự nó che giấu thật giỏi, ngoại hình này, quả thực rất giống với vỏ cây. Hơn nữa, hình như trên đầu còn đội ít lá cây nữa. Quỷ cũng khó mà phát hiện ra, anh xem, bây giờ nó dường như cũng đang trừng mắt nhìn chúng ta. Con rắn to như vậy có lẽ tuổi thọ cũng không ít, mấy chục năm thậm chí đến cả trăm năm. Chúng ta chi là đối phó với một con chăn lớn thì không cần phải lo lắng gì. Tuy nhiên, chi sợ loại ruồi rắn tấn công thì phiền phức. Thứ này nhỏ,
nhưng số lượng nhiều. Diệp Phàm cau mày. Nếu nó thực sự là chủ ký sinh, một con rắn to như thế thì ruồi rắn ký sinh trên người nó có lẽ không dưới 10.000 con. Khi nó tấn công thì cũng như ong vậy, che trời phủ đất lao tới. Chúng ta thực sự đã hiểu được thế nào rồi. Bỉ Á Lạc Phu cũng tỏ ra lo lắng. Hơn 10.000 con, nếu tất cả chúng bò lên người thì trong nháy mắt tôi đã bị những thú khén kiếp này hút khô máu rồi. Đê Thiết vẻ mặt buồn rầu nói. Cũng gần như vậy, như cơ thể của chúng ta, nếu không hấp dẫn được con rắn to kia thì nó sẽ nhường lại cho đám ruồi rắn hưởng thụ. Đến khi đó, có lẽ không cần đến 2 phút thì anh sẽ thành một cái xác khô rồi. Treo lên biển hiệu có thể đến báo cáo bảo tang rồi. Bỉ Á Lạc Phu lại trêu ghẹo Đê Thiết tức giận gã nghiến răng hừ nói. Cái thân này của anh to hơn, vậy thì hãy mời ông em rắn kia qua đêm đi. Chúng ta thì thôi vậy. Đúng lúc này Diệp Phàm nói. Cẩn thận, con rắn kia không nhịn được nữa rồi, nó đã tói. Hai người vừa ngẩng đầu lên nhìn, uịch, con rắn đến với khí thế thực sự rất mãnh liệt. Không chỉ thân mình nó to như thùng nước mà chiều dài cũng rất đáng sợ, cũng khoảng 20 mét. Nó vừa cong người lên, chiếc đuôi bắn ra với tốc độ chắc chắn không thể chậm như cái thùng nước bay trên không được. Tấn công! Diệp Phàm hét lên, Liễu Diệp phi đao liền đâm tới. Còn hai viên đạn sắt của Bi Á Lạc Phu cũng hướng vào đầu con rắn mà ném tới. Về phần Đê Thiết tay đưa về giữa hông vung lên, một chiếc vòng giống như một con rắn hướng quấn lấy người con rắn to. Uịch! Ba người kinh ngạc phát hiện, trong nháy mắt con rắn đã không thấy đâu nữa. Biến đâu mất rồi, mẹ nó, giống như một cao thủ võ lâm vậy. Đê Thiết thiếu chút nữa thì kêu lên. Chú ý, đây là khúc dạo đầu nó phải tấn công thật nhanh và mạnh. Thường vào lúc này nó nấp ở một chỗ nào đó cong người chuẩn bị, khi tấn công là chúng. Hơn nữa, khi tấn công nhanh như chợp. Bỉ Á Lạc Phu nói vừa đứt lời, chú ỷ Diệp Phàm đã sớm bắn người lên không trung. Đầu dưới chân trên, ô kim đao của hắn đâm xuống chiếc đầu hình tam giác có màu xanh của con mãng xà. Tuy có thể cách khổng như thế, nhưng Diệp Phàm là muốn tiết kiệm sức lực. Dùng nội cổng khống chế thì khổng thuận lợi được như đùng tay đâm trực tiếp. Mắt nhìn thấy ô kim đao sắp bay đến phần đầu của con rắn, đột nhiên trên phần mào của nó phun ra một luồng khí màu đỏ. Không hay rồi, có độc. Diệp Phàm vội vàng hét lên, rồi như một con diều hâu lật người sang bên trái tránh đòn tấn công của con rắn. Tuy là Diệp Phàm không sợ loại độc bình thường, nhưng trời mới biết được con rắn phun là độc gì, để phòng thi vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, rõ ràng là đã muộn rồi. Bi Á Lạc Phu và Đế Thiết đã sớm lao vào trước mặt con rắn, đã bị độc màu đỏ phun trúng. Căn rắn há miệng, nhanh như chợp một bên vai của Đê Thiết đã bị nó cắn. Con rắn liền cúi đầu xuống và vụt trốn lên cây. Nhưng cái đuổi xấu xí của nó lại khổng yên, không ngờ nó quét qua khiến cho Bi Á Lạc Phu đang choáng váng rơi xuống đất cách đó mấy chục mét. Diệp Phàm nhìn thấy mắt đỏ lên, ô kim đao rời khỏi tay bay đi. Ầm một tiếng, cổ của con rắn lập tức có một lỗ bằng đầu ngón tay máu phun ra như suối. Con rắn đau đớn, miệng há ra, Đế Thiết thừa cơ thoát khỏi miệng con rắn rồi lui nhanh về phía sau đến ngoài 30 mét, vai của gã đầy là máu, vẻ mặt sợ hãi nhìn con rắn. Đột nhiên con rắn phát ra tiếng kêu nghe rất chói tai. Không xong rồi, có lẽ nó vẫn còn đồng bọn. Nhanh chóng tiêu diệt nó. Nếu không đồng bọn của nó đến thì chúng ta càng rắc rối. Bỉ Á Lạc Phu lại hét lên, ba viên đạn sặt cũng đồng thời bay ra. Tay nắm lấy một cành cây to nhảy lên bay cao đến 5 mét đến chỗ con rắn, liều mạng dùng hết sức đánh xuống đầu con rắn. Đê Thiết cũng cắn răng chịu đựng, sợi dây sắt bay ra quấn lấy người con rắn. Diệp Phàm tỉnh táo lại, ô kim đao lại một lần nữa bay ra, lúc này cũng không còn để ý đến tiết kiệm thể lực nữa. Đúng lúc này, khi ô kim đao gần đâm đến cổ của con rắn, Diệp Phàm đột nhiên kinh ngạc phát hiện đầu của con rắn lập tức biến thành 5 cái. Mẹ nó, chẳng lẽ mình hoa mắt. Trong lòng Diệp Phàm sửng sốt, ánh mặt chim ưng quét qua Đế Thiết và Bi Á Lạc Phu hình như bọn họ cũng đã nhìn thấy. Động tác trong tay của hai người đều rất chậm, dường như là không chắc chắn phải đánh vào cái đầu nào của con rắn. Chặt rồi hãy nói. Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật kêu to. Hãy người giật mình tình lại cùng tấn công, dường như tất cả đều đã đánh vào khoảng không. Dưới con mắt chim ưng của Diệp Phàm bây giờ không nhìn thấy thân của con rắn đâu nữa, mà chỉ còn lại 5 cái đầu rắn cứ như là hoang tưởng vậy. Không hay rồi các anh em, hình như con rắn này biết biến hóa, chạy nhanh đi.
Diệp Phàm hét lên, nhấc chân trượt người về phía sau. Phía sau không chạy được nữa rồi, chạy về phía trước. Bị Á Lạc Phu hét lên, Diệp Phàm mới phát hiện phía sau giường như có tiếng rì rào vang lên. Dưới con mắt chim ung phát hiện ruồi rắn đầy trời giống như một chiếc máy bay ném bom loại nhỏ, che trời phủ đất hướng vào ba người. Còn con rắn kia lúc này lại đang ở giữa chiếc máy bay ném bom đó, hung hăng há cái. Miệng máu to bằng chiếc hộp chân của phụ nữ nông thôn khi rửa chân bổ tới. Đúng rồi, tôi nhìn thấy năm cái đầu, đột nhiên lại không nhìn thấy nữa. Đế Thiết cũng hét lên cùng Diệp Phàm bỏ chạy. Còn về Bi Á Lạc Phu cũng không chậm trễ, chạy song song với Đế Thiết, ba người chạy thục mạng nhanh như chóp về phía trước. Trong nháy mắt ba người đã chạy đứt hơ nếu sau khi về nước kể ra thì mọi cười vỡ bụng. Trong bã ngươi, Diệp Phàm giai đoạn đỉnh của thập nhất đẳng, còn hai người kia cũng gần đến thập nhất đẳng rồi, không ngờ lại bị một con rắn to đuổi cho chạy đến mức chỉ hận lúc trước cha mẹ không sinh thêm cho mình hai cái chân nữa. Tuy nhiên, dưới con mắt chim ưng Diệp Phàm cảm thấy tốc độ của con rắn đo cũng nhanh kỳ lạ. Luôn duy trì khoảng cách với ba người khoảng 300 mét. Có lẽ nó còn xuất phát chậm hơn một chút. Nếu không thì ai chạy nhanh hơn cũng không nói trước được. Ôi thượng đế, phía trước mình như có phòng ở. Đế Thiết đột nhiên hét to chỉ tay về phía trước. Mi gót, hình như là có phòng ở thật. Bi Á Lạc Phu cũng vừa chạy vừa hét. Diệp Phàm vừa rồi vì đang chuyển sự chú ý vào con rắn, nên không phát hiện ra tình hình phía trước. Có phòng ở thì xông vào đó, có lẽ có người ở. Diệp Phàm hét lên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2750, kỳ quái. Khi hai người hét lên, Diệp Phàm cũng vừa chạy vừa dùng mắt chim ưng nhìn về phía trước. Đột nhiên ong lòng vui khôn xiết, bởi vì phát hiện phía trước đúng là có thứ gì đó được xây dựng giống như một ngôi nhà. Hơn nữa còn như là một khu kiến trúc chứ không phải chỉ là một ngôi nhà. Nếu đắp có nhà thì chắc sẽ có người ở, chứ chưa từng nghe thấy có loài động vật nào lại biết xây nhà cả, mà nó chỉ biết làm tổ mà thôi. Con rắn đuổi rất sát ở phía sau, còn đám ruồi rắn cũng vù vù đuổi theo càng sát hơn. Ba người như được cổ vũ bởi tòa nhà phía trước, bất chấp tất cả hễ phát hiện có đường là liền chạy vào. Đế Thiết đều nói không được rồi, không thể chạy tiếp được nữa. Nếu chạy tiếp không bị rắn nhốt thì cũng mệt mà chết. Diệp Phàm liếc nhìn phía sau một lượt, phát hiện không nhìn thấy bóng con rắn đâu nữa. Có thể dừng lại rồi, không thấy con rắn đó đâu nữa. Diệp Phàm nói rồi từ từ dừng lại. Dựa vào sự nhạy cảm của thị giác dù có vật gây cản trở thì cũng có thể nhìn ra xa được 2-3 dặm. Đa người dừng lại nhìn về phía trước, chợt cả ba giật mình. Đây là cái thứ gì thế, vừa rồi chẳng phải là giống căn nhà sao, bây giờ sao lại toàn là tượng thế kia? Đế Thiết ngơ ngác nói. Toàn bộ đều là tượng đá, hơn nữa từng bức đều tương đối to. Bức cao có lẽ phải cao bằng tòa nhà cao 20 mấy tầng, thấp cũng phải 7-8 tầng. Tuy nhiên, những bức tượng này được làm cũng không dám khen nhiều. Bên ngoài thì giống một tượng đá, đến gần xem thì dường như đều nhìn ra đây không phải là tượng đá. Đó giống như là những cây cột đá được dựng thẳng đứng lên ở đây. Bi Á Lạc Phu vừa thở hổn hển vừa quan sát nói, ở đây có chút kỳ quái, các anh có cảm thấy thế không? Diệp Phàm nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. Bởi vì hắn phát hiện mặt chim ưng như không linh ở đây. Dường như cảm thấy mắt chim ưng lập tức biến thành đôi mặt bình thường, không còn sự nhạy cảm và sắc bén như ở bên ngoài. Kỳ lạ cái gì, chẳng phải những thứ này giống tượng đá sao? Tuy nhiên, con rắn đỏ hình như sợ những thứ này, sao lại không dám lại gần? Đế Thiết nói, chẳng lẽ những bức tượng này lại là chủ nhân của con rắn sao? Bị Á Lạc Phu suy đoán, nghỉ ngơi trước đã rồi nghĩ cách ra khỏi đây. Bên trong những tượng đá này ngoài đá và bùn đất dường như cái gì cũng có. Chúng ta chẳng mang theo đồ ăn gì vào đó thì chết đói mất. Diệp Phàm lắc đầu đành nằm xuống. Tôi canh gác trước, hai người nghỉ ngơi trước, chúng tết hay nhau canh gác. Bị Á Lạc Phu nói. Những tượng đá này thì chẳng có gì, chỉ là sự tấn công của con rắn kia rất kỳ lạ. Đầu của nó sao đột nhiên lại biến thành 5 cải. Hơn nữa, xem ra thì không phải là ảo giác, rất thật. Đế Thiết vừa nghỉ ngơi vừa hỏi. Bình thường nếu lập ảo giác, ví dụ như nếu chiêu thức của cao thủ quá nhanh thì sẽ ảo hóa thành rất nhiều ảnh quyền. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định 5 cái đầu của con rắn kia không phải là ảnh quyền. Việc này tôi cảm thấy hoàn toàn khổng giống. Bi Á Lạc Phu gật đầu nói. Con rắn này rất kỳ dị,
ba người chúng ta cũng không giải quyết được một con rắn, các anh nghĩ xem nếu là địa bàn ở nước chúng ta thì con rắn này sớm đã bị chúng ta biến thành món rắn nướng để ăn rồi. Diệp Phàm cũng đồng cảm nói bởi vì mặt chim ưng cũng đã nhìn thấy 5 cái đầu rắn. Ba người trầm ngâm, nhìn nhau, vẻ mặt đều tỏ ra không thể tin nổi. Còn Đế Thiết vội vàng xé một mảnh vải rách buộc bên vai lúc nãy bị rắn cắn lại. Ba người nghỉ ngơi xong Diệp Phàm đề nghị đi ra tìm đồ ăn trước, bởi vì dạ dày bắt đầu đề nghị rồi. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi đó chính là ba người đã đi rất lâu, cảm thấy tương đối mệt rồi, Đế Thiết đột nhiên kêu lên. Chuyện gì thế này, nhìn xem, đó là cái gì? Hình như là đã về chỗ cũng rồi, anh xem, vừa rồi miếng vải mà Đế Thiết xé ra lau máu vẫn còn ở đây. Bị Á Lạc Phu co đồng tử lại, chạy đến nhặt miếng vải rách lên ngửi. Không phải ngửi, chẳng lẽ là của người khác, là tôi lau sau vứt đi mà. Nếu không, anh xem, miếng vải xé từ chỗ này ra anh bịt lên vẫn có thể bịt vừa. Đế Thiết đành đưa tay chi chỗ vải thiếu ở phần hổng của mình nói. Chẳng lẽ gặp ma? Trong lòng Diệp Phàm lo lắng nói. Gặp ma, là cái gì chứ? Đế Thiết không hứng thú hỏi. Trung Quốc chúng tôi có truyền thuyết, nói là có những lúc anh đi đường khi cứ đi lòng vòng không ra được thì đó chính là bị ma dẫn đường. Thực ra, trên đời này làm gì có ma. Tuy nhiên, chúng ta hãy thử đi lại một lượt. Lần này chúng ta cứ 50 mét thì nhặt 3 hòn đá xếp lại với nhau để đánh dấu thủ xem. Diệp Phàm nói, hai người Đế Thiết cũng không có ý kiến khác. Lần này đi chậm hơn so với lần trước, tuy nhiên, trở về lại nhanh hơn một chút. Ba người mặt tái đi nhìn nhau. Không sai rồi, tôi nhớ rất rõ, chắc chắn là đi thẳng, chẳng rẽ ở đâu, sao lại quay lại đây. Đế Thiết thở hổn hển chỉ tay về phía xa. Lên chỗ cao xem, nếu những bức tượng cao thế này có bí mật. Mỗi chúng ta đều có khả năng trượt nhảy trên không trung. Chúng ta sẽ nhảy trên đầu những bức tượng để đi. Diệp Phàm nói. Tôi nói với anh tử thần, cự ly gần còn được, anh xem, có bức tượng cách xa nhau đến 200-300 mét, hai người chúng tôi có lẽ không thể trượt xa được như vậy. Đế Thiết nói. Các anh có thể trượt được bao xa? Diệp Phàm hỏi. Khoảng 40-50 mét. Bỉ Á Lạc Phu nói. Thế này nhé, nếu các anh trượt khổng qua thì tôi sẽ chờ các anh ở phía trước. Để không bị lạc đường, tôi kéo một sợi dây thừng ném lại, các anh men theo dây thừng đi qua. Diệp Phàm nói, ba người cứ thế làm theo. Khoảng cách giữa những bức tượng này đa số là 200-300 mét, ngắn thì cũng phải mấy chục mét. Chỗ dài nhất không đến 400 mét, Diệp Phàm nhảy lên một bức tượng. Công phu hổ ưng của Phí Gia vừa thi triển thì đã có thể nhảy lên 300-400 mét rồi, thực sự không làm khó được Diệp Phàm. Tuy nhiên, khi nhảy lên đầu pho tượng, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện. Tượng đá ở đây thực sự không ít, nhiều đến mức đếm không hết. Lúc này cũng không phải lúc để suy đoán những thứ kỳ quái này, Diệp Phàm nhắm đầu một tượng đá bay tới. Hai người Đế Thiết theo sát, tuy nhiên bọn họ cũng thầm khâm phục tử thần quả là danh bất hư truyền. Chỉ là khả năng bay trên khổng hai người không thể làm được. Bọn họ thầm vui mừng vì trước kia không đụng phải hắn, nếu không có lẽ đã xong đời lâu rồi. Bay nhảy một hồi, ba người đã mệt muốn chết rồi. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn kết thúc bằng tiếng kêu thầm của Đế Thiết. Vì khi ba người mệt gần chết thì Đế Thiết lơ đãng nhìn xuống dưới rồi kêu lên một tiếng. Hai người Diệp Phàm còn cho rằng có phải dưới đất có việc gì đó đáng sợ hay không, bởi vì Đế Thiết kêu lên rất thảm, nhìn xuống dưới sắc mặt hai người chợt tối đen lại mấy phút so với than còn đen hơn. Bởi vì, ba người lại quay lại chỗ có miếng vải rách nhuộm máu của Đế Thiết. Ba người xuống dưới đất, không gian vô cùng nặng nề. 6 con mặt tròn xoe nhìn nhau không hiểu tiếp theo sẽ phải làm thế nào. Hòng rồi, thật đúng là ma đưa đường rồi. Đế Thiết lại thở dài, làm dấu cây thánh giá trước ngực và cầu nguyện. Thượng đế, người có thấy không? Rốt cuộc chuyện ở đây là thế nào, người hãy thương mà cứu khổ cho chúng con. Xin thượng đế thì có tác dụng mẹ gì, cầu người không bằng cầu mình. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, ngã người chỏng vó nằm xuống đất. Lúc này trời dần dần tối, bầu trời ở đây rất sáng, sao treo đầy trời. Hai người Đế Thiết cũng rất mệt rồi, Diệp Phàm cũng vậy, lúc này ba người chẳng còn một chút sự cảnh giác nào nữa. 6 con mắt nhìn xa xăm lên bầu ươi đầy sao, Ăng Thi lại bị bóng tối che phủ chỉ còn lại một chút bóng, nếu không chú ý thì căn bản không nhìn ra. Chẳng lẽ lại bị chết ở đây, ong lòng Diệp Phàm dâng lên cảm giác bi thương. Bồn ngày ôi qua,
ba người mặc dù là cao thủ siêu cấp của giới quốc thuật đương đại, nhưng không phải là tiên để có thể nhịn ăn, vì thế tất cả đều đói qua cả mắt. Tối ngày thứ năm, cảnh giới của Đế Thiết đã thấp lắm rồi. Gã là người đầu tiên phản ứng, nửa đêm đột nhiên nhảy dựng lên đánh mãnh liệt vào những bức tượng đá kia, miệng hét, ông đây không sống nữa, chết cũng phải thoải mái mới được. Kiên trì nào lỗ đế. Bị Ả Lạc Phu và Diệp Phàm vội vàng nhảy lên cố gắng giữ gã lại, lúc này hai người đều đồng lòng. Lúc này một người chết trước sẽ như yếu đi một nửa. Ở nơi ma quỷ sống chết chưa biết thế này cũng giống như mất đi một trụ cột. Trước kia ba người là địch thủ, là đối thủ, bây giờ trải qua một thời gian sống cùng nhau, ít nhất ong tinh hình này ba người lại thành ra bạn bè. Tuy nhiên, lúc này Đế Thiết lại thất vọng muốn tìm đến cái chết. Diệp Phàm định đánh cho gã ngất xỉu đi. Đột nhiên tay của Diệp Phàm dừng lại ên không, hắn ngơ ngẩn cả người. Còn Bỉ Á Lạc Phu cũng đang cố gắng ngăn Đế Thiết lại, thấy Diệp Phàm ngơ ngác. Vội vàng hét lên. Tử thần, nhanh một chút chế ngự anh ta. Anh ta sắp xong đời rồi. Từ đã, Bỉ Á Lạc Phu, anh nhìn xem, tay của tôi đang làm sao đây? Tay Diệp Phàm không cử động, hỏi. Tay sao thế? Đế Thiết lúc này đã tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm. Bỉ Á Lạc Phu nhìn, chợt kinh sợ nói. Làm sao thế, không thể nào. Đế Thiết, anh nhìn kỹ cho tôi một chút, có phải là ảo giác? Diệp Phàm hét to một tiếng, Đế Thiết đã hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn bàn tay của Diệp Phàm, đột nhiên kinh ngạc há hóc miệng, kêu. Sao lại có thể? Tay của anh sao lại có thể xuyên vào trong người bức tượng đá thế kia? Không thể nào, nếu đã xuyên qua thì phải không nhìn thấy bàn tay mới đúng chứ? Nhưng chúng tôi lại nhìn thấy, Bỉ Á Lạc Phu anh có nhìn thấy bàn tay của tử thần không? Có nhìn thấy. Lẽ nào tượng đá này là trong suốt? Cũng không thể, trong suốt thì làm sao chúng ta có thể thấy nhìn thấy được tượng đá? Bỉ Á Lạc Phu ngơ ngác nói. Diệp Phàm lại cử động bàn tay, dưới mắt chim ưng thực sự cả kinh thiếu chút nữa thì không ngậm được miệng nừa. Tay của mình rõ ràng là đút vào bên trong tượng đá, nếu như bàn tay của mình ở bên ngoài tượng đá thì tượng đá chạy đi đâu mất rồi. Diệp Phàm thu tay về, ba người chạy ra phía xa nhìn tượng đá này, phát hiện tượng đá này vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Diệp Phàm ra lệnh nói, Đế Thiết cùng không nói gì, tay nhẹ nhàng đưa ra, kỳ tích nấp xảy ra. Tay của Đế Thiết cũng đã đưa vào bên ư ong. Cảm giác của tôi là dường như tượng đá này là không khí. Đế Thiết nói. Chương 2751, ổ rắn. Lẽ nào hay là, bức tượng đá này cũng là một loại ảo giác. Tuy nhiên, cũng rất kỳ lạ. Hơn nữa, vừa rồi khi chúng ta nhảy lên đó chẳng phải đứng trên đầu bức tượng sao? Nếu nói là không khí thì làm sao có thể chịu được sức nặng của chúng chứ? Chúng ta lại chẳng phải là thần tiên để có thể bay lên được. Diệp Phàm ấp ủng đi gần lại phía bức tượng, đưa chân đạp vào một cái, quả nhiên là đá vào không khí. Đế Thiết vừa nhìn thấy liền lao cả người vào. Mẹ kiếp, thực sự là không có cái gì, vừa rồi đúng là ảo giác. Tuy nhiên, việc này quá kích thích, ảo giác cũng quá thật. Đế Thiết vui mừng đến chui vào mấy bức tượng ở gần đó, cảm giác dường như gã đã luyện thành công thuật đi xuyên tường vậy. Chúng ta dựa vào những ngôi sao trên trời làm phương hướng, cứ đi thẳng theo một hướng, lần này không chừng có thể thoát ra được. Diệp Phàm nói, ba người bàn bạc một chút, xác định hướng của những ngôi sao, Diệp Phàm dẫn đầu, Đế Thiết đi sau cùng, còn thì dán chặt hai mắt vào những ông sao ở trên trời. Diệp Phàm và Đế Thiết dần gã đi để tránh việc lại sai phương hướng. Lần này có lẽ thực sự đã đúng hướng rồi, ba người thuận lợi vượt qua hàng trăm bức tượng đá, cuối cùng phát hiện trước mặt không còn tượng đá nữa. Tuy nhiên, xung quanh ba người đều là sương mù. Quay đầu nhìn lại những bức tượng đá thần bí kia bây giờ nhìn giống như quỷ vậy, ba người đột nhiên dùng mình một cái. Nơi này thật là kỳ quái, không nên ở lại lâu, chúng ta phải đi nhanh lên. Diệp Phàm nói. Đi kiếm cái ăn đã. Đế Thiết nói. Mẹ kiếp, mày lại đến rồi, tao và mày sẽ sống chết với nhau. Đế Thiết hét lên, phát hiện con rắn kia lại quay lại. Ba người bất chấp tất cả. Nhất định phải nướng con rắn lên để ăn. Vì thế lại đánh với con rắn. Bất kể nó có mấy đầu, chúng ta phân công. Nếu phát hiện 5 cái đầu, tôi chém cái thứ nhất, thứ hai, Bỉ Ả Lạc Phu chém cái thứ ba, thứ tư, Đế Thiết chém cái thứ năm. Hơn nữa, con rắn này hình như sợ những bức tượng ảo giác kia, chúng ta dụ nó vào trong đó rồi giết. Không chừng cả đám ruồi rằn kia cũng không dám vào. Diệp Phàm vừa đánh vừa phân tích.
Lần này ba người liều chết chiến đấu, con rắn lại mọc ra 5 cái đầu. Diệp Phàm không hề lưu tình ném huyết trích tử ra, mấy tiếng gãy răng rắc vang lên, một chiếc đầu rắn rơi xuống, máu tươi phun khắp nơi. Đồng thời ô kim đao cũng chém đứt cái đầu thứ hai, còn bị Á Lạc Phu cũng không chậm trễ. 5 tiếng kêu răng rặc rơi xuống đất, con rắn xanh cuối cùng cũng quằn quại mấy cái rồi bịch một tiếng rơi xuống đất. Tạm thời không tìm được nước, chúng ta hãy uống máu rắn đã, có chúng độc thì kệ. Không thì cũng chết vì khát thôi. Diệp Phàm nói, hắn đấp từng uổng máu của hai con mãng xà, nên cũng ngựa quen đường cũ, ba người mỗi người một đoạn thân rắn bắt đầu uống. Máu của con rắn này thực sự nhiều, ba người uổng no căng bụng, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Còn Diệp Phàm lại lặng lẽ giấu đi hai quả trứng nhung chỉ to bằng hạt đậu tương ở trong bụng con rắn. Lúc đó hành động của Diệp Phàm nhanh, còn Đế Thiết và Bi Á Lạc Phu thì đang chú ý uổng máu rắn giải khát, không hề để ý đến hành động khác lạ này của Diệp Phàm. Đương nhiên cũng là do Diệp Phàm khéo che giấu. Bởi vì nghe Phí Đống nói, trong truyền thuyết có một số loài rắn to có thể sống hàng trăm năm. Còn rắn to sống quá lâu có thể đạt tới 500 năm và hơn nữa. Bọn chúng vì sống quá lâu nên dần biết cách tự động tích tụ lại những thú tươi mới hấp thu được sau khi tiêu hóa ở ứ ong bụng. Trải qua sự trường thọ này, độ tinh khiết của những thứ qua tiêu hóa đặc biệt cao, mấy trăm năm sau sẽ tụ lại ở dưới bụng, cuối cùng ngưng tụ thành thứ như quả trứng gà. Tuy nhiên bình thường rất nhỏ, có thể to bằng hạt đậu tương là không tồi rồi. Khi đó Diệp Phàm rất hiếu kỳ, cứ truy hỏi Phí Đống thủ đó như thế nào. Phí Đống cũng không thể nói được bởi vì gã cũng là nghe các sư phụ của phái Lao Son kể mà thôi. Hơn nữa, dường như việc này cũng chỉ là truyền thuyết. Nói là sau khi ăn thử này vào năng lượng có thể bằng với hàng chục cây nhân sâm trăm năm tuổi. Diệp Phàm khi đó nghĩ cái này chẳng nhẽ là kim đan hoặc thứ gì đó mà người tu đạo trong thần thoại nói. Tuy nhiên, cái này cũng không có gì để chứng minh nên Diệp Phàm cũng không suy đoán lung tung. Hơn nữa, cái gì mà kim đan đại đạo cũng chỉ là mánh lới của các thuật sĩ thời cổ đại mà thôi. Trên đời này làm gì có thần tiên tu đạo. Tất cả những đạo sĩ lùa bịp để kiếm tiền hoặc tạo ra những thứ gì đó để lừa bịp mà thôi. Đương nhiên, theo phân tích của Phí Đồng thì độ tin cậy cũng tương đối cao. Đời vi, từ khoa học hiện đại có thể miễn cưỡng giải thích được hiện tượng này, ví dụ nói châu cũng có bảo vật gì đó của châu, không phải là nghe trong truyền thuyết nói. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không lỗ mãng mà nuốt xuống. Không chừng thứ này lại lấy mạng mình cũng không chừng. Tuy nhiên, nếu có thể tìm thấy thứ này, chứng tỏ con rắn này cũng khá là trường thọ rồi. Sau khi ba người hợp lực đánh chết con rắn thì Diệp Phàm hiểu được. Bình thường ở trong nước những con rắn nhỏ hơn thế này một chút Diệp Phàm cũng đã từng gặp qua. Khi đó thân thủ chưa đến thất, bát đẳng cũng có thể giết được nó rồi. Còn con rắn này thì phải ba cao thủ liều mạng mới có thể tiêu diệt được, điều này khẳng định có thứ bí mật ở trong người nó. Mẹ kiếp, con rắn này còn có tác dụng nâng cao tinh thần, khổng chừng còn là một thứ đại bổ. Đê Thiết nói, ba người phát hiện, những con ruồi rắn kia quả nhiên đang bay vo vo bên người những bức tượng đá không dám vào. Bọn ruồi rốt cuộc không dám vào, chúng thực sự cho rằng tượng đá là thật. Đế Thiết cười ha ha. Bọn ruồi không dám vào, chúng thực sự cho rằng tượng đá là thật. Ha ha ha, đột nhiên một giọng nói kỳ quái truyền đến, dường như đang lặp lại câu nói của Đế Thiết, khiến cho ba người sợ hãi nhìn xung quanh. Sao lại thế, hình như không có thứ gì đó à? Đế Thiết hỏi, tuy nhiên, giọng nói của y lại bị lặp lại một lần nữa. Trừ phi là phản âm. Diệp Phàm nói, tuy nhiên, câu nói này của Diệp Phàm người ta cũng lặp lại. Không giống như phản âm, vừa rồi chúng ta ở bên trong đám tượng đá này cũng 5-6 ngày nói ra cũng mấy vạn câu, sao không hề có phản âm. Bị Á Lạc Phu có chút sợ hãi nhìn xung quanh, miệng nói, thật không may là lời nói của ba người lại tiếp tục bị lặp lại vang lên. Nơi này thật là quỷ quái, tốt nhất là chúng ta nhanh chóng rời đi. Đế Thiết sụt sụt cổ. Đi cái rắm. Anh xem bên ngoài vẫn còn một đám ruồi rắn kìa. Diệp Phàm hừ nói, nhìn rồi nói. Quay trở lại hướng cũ xem sao. Lại phải quay vào đám tượng đá sao. Đế Thiết có chút sợ hãi, nhìn về phía những bức tượng đá mà không bước nổi, có chút lo lắng nói. Lúc trước không có phản âm, bây giờ liệu có phải những bức tượng đá đã biến hóa rồi không? Chỉ sợ chúng ta vào mà ra không được nữa. Đến khi đó những bức tượng đá này biến thành thật thì chúng ta nhất định không thể ra được.
Như thế tiến vào bên ư ong những bức tượng đá thần bí khó lường đó không bằng hãy liều chết với đám ruồi rắn đó một phen. Lão đế, e là không phải dễ dàng như anh tưởng tượng đâu. Anh nhìn phía sau đám ruồi rắn đó rồi hãy quyết định. Diệp Phàm đưa tay vỗ nhẹ vào vai của Đế Thiết rồi chỉ. Đế Thiết vừa nhìn, lập tức dùng mình chửi. Nhiều thế, có lẽ không chỉ hai con, ở đâu ra mà nhiều và to như thế. Bởi vì bên ngoài đột nhiên xuất hiện mười mấy con rắn to. Còn rắn nhỏ thì nhiều không đếm hết, con nào cũng ngóc đầu lên dữ tợn nhìn mấy người Diệp Phàm. Có lẽ chúng ta đã chọc phải một ở nhà rắn rồi, chỉ một con mà chúng ta đã hao tổn sức lực như vậy. Nếu là mấy con, mỗi người đổi phó một con thì có lẽ khó. Bỉ Á Lạc Phu cũng nhăn mày. Thôi đi, tôi nghe lời tử thần. Đế Thiết cuối cùng đã chịu phục. Đem số thịt rắn còn lại theo, khi thực sự không ổn thì chúng ta còn có cái ân để cầm cự vài ngày. Diệp Phàm nói, mỗi người mang theo một khúc thịt rắn máu vẫn đang chảy đầm đìa dùng dây thừng buộc ở sau lưng, quần áo của ba người đều đã tơi tả, trên người có rất nhiều vết máu, nếu để người ta nhìn thấy thì có lẽ không cần động thủ cũng có thể dọa chết người ta rồi. Đi vào tương đối là thuận lợi. Đế Thiết còn sờ sờ những bức tượng ảo giác này, thở ra nhẹ nhõm nói. Xem ra chỉ là phản âm, những bức tượng này không hề có thay đổi gì. Diệp Phàm cũng thở nhẹ nhõm. Lần này cứ đi theo đường thẳng muốn vượt qua đám tượng đá này để ra ngoài. Thậm chí phía trước có những con rắn đáng sợ kia, hướng ngược nhau không chừng sẽ yên bình hơn chút. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn mơ hồ cảm giác được sự bất an. Bởi vì những bức tượng này quá thần bí, trước mặt có rắn phía sau có lẽ cũng chẳng có gì mà sảng khoái cho ngươi cả. Tuy nhiên, trước mắt mà nói cũng chỉ có con đường này có thể đi. Chương 2752, đi xuống. Sao có thể thế được? Vốn tượng đá này cao mười mấy mét, giờ nhìn ra thì phải đến 30 mét, tượng đá có thể cao lên sao, không thể nào. Liệu có phải giờ là giữa trưa nên ánh mặt trời chiếu xuống khiến thị giác có vấn đề không? Hay là có nguyên nhân khác? Đế Thiết suýt thì hét lên. Cứ lẩm bẩm nguyên nhân, khiến cho người ta cứ thấy buồn bực. Tôi lo rằng tượng đá này đã bị tôn rồi, chúng ta lên sờ xem có phải là thật không, nếu như là giả thì còn dễ ăn nói. Diệp Phàm nói. Đế Thiết cùng vài người chạy lên trước tượng đá sờ, sắc mặt liền trắng bệch. Hay là, đúng là thật rồi. Bỉ Á Lạc Phu nói. Anh xem, không duỗi ra được. Mẹ nó, đúng là thật rồi. Đế Thiết nói còn giơ tay ra gõ, giơ chân ra đá mấy cái, không ngờ phát hiện ra tượng đá bị đá lại phát ra những âm thanh bộp bộp. Diệp Phàm và Bỉ Á Lạc Phu cũng thử, lần này chắc chắn khẳng định được chắc chắn là đá thật rồi. Bởi vì Diệp Phàm dùng ô kim đao chém vài cái thì thấy rất cứng. Không dùng nội công thì chắc chắn là không chặt đứt được. Sau đó dùng nội công rồi dùng đao chém, thì thấy có mỏm đá rơi xuống. Làm sao có thể chứ, miếng vải rách của tôi vẫn ở đây, chắc chắn vẫn là ở chỗ cũ đúng không? Đế Thiết lẩm bẩm. Nơi trốn chính xác là đúng rồi, nhưng tượng đá không phải là tượng đá cũ. Mà có thể tượng đá đó thành thật. Diệp Phàm nói, nét mặt có chút khó coi. Bởi vì một chút thay đổi ở đây cũng phải cần mạng của ba người. Tượng đá này cứng như vậy, nếu như dùng phương thức đập thì không thể nào. Bỉ Á Lạc Phu nói. Chúng ta dùng phương pháp cũ xem sao rồi nói. Diệp Phàm nhìn, nhằm trúng đỉnh tượng đá mà nhảy lên. Ba ngày đi rất lâu, cứ như đi cả tượng đá ngàn tấn. Nhưng nhìn phía trước vẫn là tượng đá tùm. Diệp Phàm dừng bước dùng mắt ưng nhìn về phía trước, cuối cùng cũng đã để chân tượng đá. Hỏi, có phải lần trước chúng ta sẽ trở về chỗ miếng vải rách kia không? Đúng, Bỉ Á Lạc Phu và Đế Thiết đều gật đầu nói. Lần trước chúng ta đã thử mấy lần, có bao giờ mất nhiều thời gian thế này không? Diệp Phàm như thầy giáo đang hỏi trong giảng đường. Không mất nhiều thời gian thế này, khi nãy tôi cũng đã để ý rồi. Anh xem, lúc chúng ta bắt đầu khởi hành mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu, bởi vì lúc đó chắc chỉ hơn 10 giờ sáng. Mà giờ mặt trời đã sang một bên rồi, chắc cũng sắp lặn rồi. Như vậy là sắp tối rồi. Nếu thế thì chúng ta cũng phải đi đến 5, 6 tiếng đồng hồ. Những lần trước mỗi lần chỉ mất 2, 3 tiếng là đã về chỗ cũ rồi. Giờ đi 5, 6 tiếng mà vẫn chưa về chỗ cũ. Vậy có thể chứng minh lần này chúng ta không trở về chỗ cũ được không? Bỉ Á Lạc Phu phân tích rất hợp lý. Cũng có một khả năng, có thể chúng ta đi đúng nên mới có thể về chỗ cũ được. Chỉ cần chúng ta đi thẳng xuống, với bước đi của chúng ta thì đi thêm một ngày nữa là có thể về chỗ cũ.
Đế Thiết thể hiện vẻ mặt mong đợi. Chỉ mong là có khả năng thứ hai. Diệp Phàm tạm thời cũng chưa nghĩ ra gì, gật đầu, ba người ăn chút thịt dần rồi nghỉ ngơi mấy tiếng, từ trên đỉnh tượng đá mà đi. Đi từ tối đến sáng. Nhưng mắt ưng của Diệp Phàm lại nhìn xuống dưới. Sao không đi nữa? Đế Thiết hỏi. Lần này chắc chúng ta gặp phiền phức rồi, các anh xem, trước mắt rất mơ hồ, nhìn chẳng thấy cuối. Theo mắt nhìn của tôi thì ít nhất cũng phía vài trăm cây số nữa. Tôi đang lo là nếu cứ đi thì cũng vẫn thế thôi. Diệp Phàm nói. Không thể nào, chắc chắn tượng đá này rất lớn. Đế Thiết nói ra lời này nhưng ngay cả bản thân cũng không tin nổi. Tượng đá này rất kỳ lạ, trước kia là giả thuyết, giờ là sự thật. Như này thật kỳ quái. Tôi đồng ý với quan điểm của tử thần. Bị Á Lạc Phu vừa nói vừa nằm xuống. Chúng ta còn có phương pháp khác không, nếu như quay lại thì có thể là không về được chỗ cũ. Đế Thiết vẻ mặt ủ rũ, hung hăng đá một hòn đá nhỏ về phía trên tượng đá chúng mài chục mét, bộc một cái hòn đá đó bị đập văng lại. Điều kỳ quái là chính hòn đá lại bay lại về phía Đế Thiết. Dường như không có chút phản xạ, hoàn toàn là bay lại theo đường cũ. Cẩn thận Đế Thiết. Diệp Phàm nói, Đế Thiết tránh sang một bên tránh bị hòn đá đập vào. Hiện tượng này thật kỳ lạ, tượng đá này nhìn rất thô ráp, có thể là không nhìn thấy cả mặt. Chỉ có điều tổng thể xem như một tượng đá thôi, gập ghềnh như vậy làm sao lại có thể khiến hòn đá kia lại có phản xạ trở về chỗ cũ. Bị Á Lạc Phu phân tích, bản thân anh đã nhắm chuẩn rồi lại đá hòn đá đi, và nó lại theo đường cũ bay ngược trở lại. Anh ta tránh hòn đá quay lại, đứng ngây ra nhìn. Hiện giờ mọi người đều lộn xộn, tượng đá là kỳ quái như vậy. Nếu như lúc phản xạ lại mà tốc độ nhanh hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể bị chính những hòn đá đó đâm vào, bình thường những hiện tượng không thể giải thích nổi giờ đã trở thành hiện thực ở đây. Diệp Phàm nói, sao mà có thể, tảng đá này không thể cắn người chứ? Đế Thiết vốn không tin, lần này đã bay lên đá một phát thật mạnh hòn đá kia về phía tượng đá. Bang một tiếng, âm thanh chói tai. Đế Thiết có cảm giác mắt như có gì đó như viên đạn đang bắn lại. A, à, Đế Thiết vừa nhìn liền vội vàng tránh nhưng hình như là không kịp. Nhưng bên cạnh có một gì đó bay ra như kiểu đã bóp cò súng. Đế Thiết sợ toát cả mồ hôi, cái này như một cây gỗ tốc độ nhanh bổ vào người anh. Nhìn xuống dưới thì đúng là hòn đá mà mình đã đá đi. Thấy không, linh nghiệm rồi. Diệp Phàm hừ nói. Cảm ơn. Đế Thiết giơ tay ra làm hành động cảm ơn Diệp Phàm, biết rằng khi nãy là tử thần đã dùng phi đao mà chặn lại hòn đá. Năm ngày sau, thịt rắn cũng đã ăn hết rồi, ba người dùng cả N cách, cuối cùng trước mặt vẫn là tảng đá mênh mông, nhìn thấy thật là đáng sợ. Lại qua vài ngày nữa, tuy ba người là cao thủ nhưng cũng vô ích. Thân thể đều rơi vào tình trạng suy nhược. Chẳng lẽ chúng ta lại có thể chết trên quần thể tượng đá này sao? Đế Thiết nằm nghiêng dưới chân một tượng đá than thở. Hai mắt nhìn xuống dưới, anh ta tháo cống thật là lợi hại. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn hai người nói. Chúng ta còn một cách chưa thử. Nói mau đi. Hai người Đế Thiết vội vã hỏi. Đào đường hầm xem, nếu như trên mặt tượng đá là sự kết hợp giữa giả thuyết và hiện thực. Nên chúng ta cứ nhìn mà không thấy đường ra. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã đi lạc đường. Nếu nói quần thể tượng đá trên đảo này lớn như vậy, chắc chắn là không thể. Chúng ta đã đi mấy ngày đường thì cũng có thể xuyên cả sang châu Âu rồi. Tượng đá này lại lớn vậy sao? Diệp Phàm nói. Đúng, đào, dưới đất này đều là thật, nếu như tượng đá này không rộng thì chúng ta đào như chuột đào sẽ có thể chui ra được. Trừ phi dưới đất này cũng là sự kết hợp như trên. Mà hình như đất này là đất cát. Nếu dưới đó lại là đá thì chỉ trách số của chúng ta đã định thế này thôi. Đế Thiết cũng nhảy lên. Do dự như một người sắp chết muốn tìm thấy cây cỏ cứu mạng. Ừ, bắt đầu đi. Bị Á Lạc Phu thấy có lý. Ba người bắt đầu đào, dựa vào sức của ba người thì không lâu sau sẽ đào được một đường, ba người phân công trách nhiệm, tháp phiên nhau đào. Và ô kim đao của Dạ Đương đã trở thành công cụ chủ yếu để đào đường. Bởi vì đạn sắt của Bị Á Lạc Phu và dây xích sắt của Đế Thiết không thích hợp với công việc vinh quang này. Nếu để Dạ Đương biết Diệp Phàm dùng ô kim đao bảo bối của cô làm cái cuốc để đào đất thì chắc chắn cô sẽ tức chết mất. Nhưng, chiếc dây truyền hợp kim của Đế Thiết cũng có tác dụng. Đào được đằng trước, dùng công cụ này của anh ta sẽ xé về đằng sau được, ba người rất thuận lợi đào đường. Keng! Phía trước hình như đào phải kim loại. Lão kia,
có phải đào phải sắt không? Đế Thiết ở đằng sau mông hỏi lên. Không phải là sắt mà là tảng đá chứa sắt rất lớn. Nhưng giờ gay rồi, nếu như muốn đào qua thì chúng ta không đủ sức. Cũng không chắc chắn là còn bao lâu nữa. Bỉ Á Lạc Phu nói. Ba người lại buồn bực lên mặt đất. Đúng là tức muốn hộc máu. Mẹ kiếp, đúng là âm hồn tiêu tan. Chính Diệp Phàm cũng tức tốc, đá một cái miếng vải của Đế Thiết lên không trông. Không ngờ lại về đúng chỗ cũ. Lẽ nào đào đường dưới đất mà cũng lạc được sao? Nhưng dựa vào kinh nghiệm của chúng ta, đường mà chúng ta đào là đường thẳng. Thế này là thế nào hả hai vị? Bỉ Á Lạc Phi như mất tinh thần hỏi. Vì không có nước lại đói nữa nên nhìn như những xác khô, nếu không ba người cũng sẽ sợ vì hù dọa người còn lại. Ba người chưa từ bỏ ý định, nghỉ ngơi một chút rồi đổi hướng lại đào. Nhưng, kết quả cũng chẳng khác gì, không ngờ lại trở về chỗ có miếng vải rách có máu. Đợi chết đi hai ông, tôi ở chỗ này. Thế này mệt quá, không chịu được, còn hơn là chết cả trăm lần. Đế Thiết ngồi bệt xuống, tay chân dạng hình chữ đại nằm trên đất. Không đúng, tôi phải để lại cái gì đó. Đế Thiết nghĩ ngợi rồi bò lên, viết lên chỗ mình nằm một hàng chữ như, thời gian nào Đế Thiết của nước Anh đã du ngoạn nơi đây. Lúc này, quanh tượng đá lại càng lớn, mà lại càng chói tai, như kiểu là tiếng gì cũng có. Khiến cho người ta nghĩ muốn ôm đầu mà lao vào tảng đá chết đi. Ba người nằm nghỉ hai tiếng, thực sự không chịu nổi âm thanh đó. Đế Thiết ôm đầu muốn lao về tượng đá. Dừng lại. Diệp Phàm vừa kéo Đế Thiết lại vừa hô. Chương 2753, Hoa Văn Thần Bí.